Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 451. Năm xưa cổ huyền tôn chủ vô cớ biến mất thế gian, không người biết nội tình, liền liền không không thời không cường giả đều là rất chấn động. Đến nay, có một nhóm người, cũng không tin hắn đã rơi xuống sự thật, dẫu sao người kia quá mức khủng bố, chưa từng chính mắt gặp, không người dám đoán bừa. Có thể hắn nhưng giống như là nhân gian bốc hơi vậy, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Cái này cổ huyền tôn chủ bí cảnh, mỗi trăm năm mở một lần, thành tựu năm xưa nham thần thiên tôn cánh tay phải cánh tay trái, hắn nơi chôn xương, rất nhiều thế lực cũng mắt lom lom. Diệp thần nhưng là hỏi, mỗi trăm năm. Như vậy trong bí cảnh, sớm có vô số người đặt chân, thì như thế nào đến khi hiện tại? Thái thần than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Nào có như vậy dễ dàng, cổ huyền tôn chủ bí cảnh có thể nói một cái khác thế giới nhỏ cũng không quá đáng. Chính là thiên linh chỗ, đối tu giả vô cùng hữu ích. Có thể trong đó vậy vài có vô số trận pháp, hơi không lưu ý, liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhiều năm qua như vậy, không người có thể tham phá ảo diệu trong đó, vậy cơ duyên, tự nhiên cũng chỉ cất giữ đến hiện tại. Bất quá gần đây thiên ngoại thiên và thái thượng thế giới không hề thiếu động tác, ta phỏng đoán cũng là hướng về phía cổ huyền bí cảnh tới. Đúng rồi, người lấy được tịch thần truyền thừa, chắc gặp qua mấy lần Giang Mị Âm. Giang Mị Âm trước tìm qua ta, vậy nhắc tới cổ huyền bí cảnh, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ trở lại, nàng chỉ sợ cũng biết ngươi tới nơi này. Diệp thần con ngươi híp lại, Giang Mị Âm hắn dĩ nhiên là biết, hai người tới giữa có chút rất nhiều nhân quả. Tịch thần chết sau đó, sợ rằng Giang Mị Âm cũng không hơn gì. Lần này cổ huyền bí cảnh, có phải hay không là tịch thần khi còn sống nơi nhờ? Còn nữa, hắn nhớ Giang Mị Âm và tịch thần cũng xách qua một cái tên. Chu Thiên Khánh. Chu Thiên Khánh chắc cũng là tịch thần học trò, nhưng tên đồ đệ này tựa hồ trở thành tịch thần trong lòng gai. Hắn mơ hồ cảm giác lần này cổ huyền bí cảnh sẽ đụng phải cái này cái gọi là Chu Thiên Khánh. Diệp thần nghĩ rõ ràng hết thảy, vừa tò mò nói, tiền bối, ngươi và Chu Huyên rất sớm ở nơi này, chẳng lẽ cổ huyền bí cảnh đối các ngươi rất trọng yếu? Thái thần cùng gật đầu, để ấn trí nhớ rất mơ hồ, nhưng là chỉ rõ, nơi đó có tộc ta thứ cần. Ta phải đi một chuyến. Trọng yếu hơn chính là, ta cảm giác được có đế nhà huyết mạch người vậy sẽ động thủ. Diệp thần ngẩn ra, ngươi là chỉ đế rơi bọn họ. Thái thần nhưng là lắc đầu một cái, không phải, đế nhà đã từng là huy hoàng ngươi cũng biết, ở huy hoàng đi về phía xa suốt thời điểm, thật ra thì có nhất mạch sớm rời đi đế nhà, cực kỳ thần bí, cái này cổ huyền bí cảnh, sợ rằng phải để cho cái này tràn ngập truyền kỳ nhất mạch hiện thế. Diệp thần nhìn thái thần trong mắt, mơ hồ cảm giác được cái này bên trong sự việc không đơn giản. Bất quá tất cả mọi người đều biết cổ huyền bí cảnh đem mở, nhưng kết quả từ lúc nào mở, không có tin tức gì, mở trước sẽ có dị tượng. Diệp thần nhướng mày một cái, nếu như cái này cổ huyền bí cảnh chậm chạp không ra, vậy hắn độc sẽ làm thế nào? Bất quá này độc, coi như không mượn bí cảnh đồ, cho hắn đầy đủ ngày giờ cũng có thể hóa giải, chỉ bất quá thời gian quá lâu, đối với hắn tìm phù sinh tuyệt mệnh. Cũng hoặc là cổ huyền bí cảnh, đều có ảnh hưởng bất lợi. Ngay tại lúc này, Diệp thần và Thái thần hiển nhiên phát hiện có người ở đi bên này đến gần. Diệp thần lo lắng là Di La Cung, không nói nhảm nữa, vội vàng hóa thân giới tử. Mà Thái thần vậy nghiêm chỉnh mà đợi. Luân hồi chi chủ, người ở chỗ này sao? Ngay tại Diệp thần ngưng thần suy tư thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vùng lân cận, thấp giọng kêu gọi hắn tên chữ. Vậy mấy đạo thân ảnh? Đều là mặc nham thạch trọng giáp, nhưng bước chân nhưng phá lệ nhẹ nhàng. Diệp thần lúc này hóa thân giới tử, che giấu ở trong hư không, ai cũng không thấy hắn. Thái thần hiển nhiên vậy không nhận biết cái này mấy người. Trên người đối phương cũng không có Di La Cung hơi thở. Những người này là... Diệp thần nhìn vậy mấy đạo trọng giáp bóng người, ánh mắt hơi chăm chú. Những người đó, hiển nhiên không phải Di La Cung người. Thái thần... Chúng ta biết luân hồi chi chủ ở chỗ này, xin ngài để cho hắn hiện thân. Chúng ta là nham thần thiên tôn tín đồ, ngày xưa Minh Đô tiêu diệt sau người sống sót. Nói tới chỗ này, một đạo thân ảnh vừa nhìn về phía một chỗ khác, chắp tay nói. Luân hồi chi chủ, ngươi ở chỗ này sao? Ta kêu Dương Chiến, có thể cảm nhận được trên mình ngươi nham thần tổ khí hơi thở. Chúng ta cũng không có ác ý, muốn giúp ngươi thoát khốn. Mấy người kia bên trong. Một người cầm đầu, là cái to lớn vô cùng trung niên người đàn ông, hắn nói lên thân phận sâu xa,
lại tỏ rõ có lòng tốt. Diệp Thần Thiên Cơ thấy rõ dưới, cũng biết cái này kêu Dương Chiến người trung niên, đích xác không có nói láo. Bọn họ đích xác là Nham Thần Thiên Tôn tín đồ, mơ hồ bắt được Diệp Thần trên mình, Nham Thần tổ khí hơi thở, muốn đến giúp Diệp Thần. Ta ở chỗ này. Diệp Thần liền hiện thân đi ra, nhưng như cũ lợi dụng trước giới tử Phật Pháp, che giấu tự thân khí cơ, miễn được bị Di La Cung phát hiện. Lúc này Diệp Thần trong cơ thể vạn cổ tà độc, đã xua tan một ít, nhưng còn có hơn phân nửa, cũng không thích hợp ra tay chiến đấu. Bất quá có Thái Thần ở đây, hắn tự nhiên không sợ. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên một mảnh đất giới bên trong. Tử khí đông lai, tường hòa tới giữa, phiến phiến trúc xanh đều là phủ thêm mông lung mây tím, ở nơi này tiên đất chỗ sâu, vô số khoáng đạt kiến trúc rút ra chọc trời, tụ lại đạm đạm hỗn độn khí tức. Đúng rồi, thiên ngoại thiên cổ huyền bí cảnh là một, người thấy thế nào? Giữa trán cùng Thái Thần có mấy phần giống áo bào tím người trung niên nhìn sắp cấp xuống thanh niên và thiếu niên, nhẹ giọng hỏi nói. Phụ thân, chuyện liên quan đến không không lúc nào không, không thể lạnh nhạt, rơi xuống ta đế thị danh tiếng, dẫu sao tổ tiên vậy từng huy hoàng qua. Nhưng ta cho rằng, chuyến này thu hoạch chỉ sẽ không lớn, vậy cổ huyền tôn chủ đi theo ở Nham Thần Thiên Tôn bên người, ngược lại cũng coi là một cái kỳ nhân, hắn truyền thừa, không như vậy dễ dàng tìm được. Thanh niên ánh mắt như có như không nhìn về bên người vậy không ngừng cho hắn nháy nháy mắt nam tử, cũng là cười một tiếng, nói tiếp. Huống chi, chúng ta mục tiêu vĩnh viễn là không không lúc nào không, mà không phải là cái này cái gọi là thiên ngoại thiên, man di chi địa. Chữ bên trong hành gian, vậy tràn đầy khinh thường. Thanh niên người sau đó tiếp tục mở miệng nói. Cũng là thời điểm để cho tiểu bối đi thử luyện thực tập, Tôn Ngọc không phải một mực rêu rao đồng bối vô địch sao? Không bằng phụ thân liền để cho thằng nhóc này đi trước thử một lần. Để cho dòng tránh huyết mạch đi điều tra thực tập, một để biểu hiện liền ta đế thì coi trọng chuyến này, không rơi nhân khẩu lưỡi, như Tôn Ngọc thật có vậy cơ duyên đạt được truyền thừa, cũng là thiên hữu ta đế thị. Cái này thứ hai, vậy không ảnh hưởng đại cuộc biến ảo, những tên kia, phần lớn vậy từ thí luyện chàng đi ra, ta cũng được sách sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người trung niên trước mắt sáng lên, cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, chắc hẳn vậy mấy con cáo giả cũng là như vậy mưu đồ. Nghe thiên môn sở lam, có cơ duyên, rất có thể lấy được truyền thừa, hơn nữa ta nghe, hắn thân trong lòng tổ quan. Còn có luân hồi chi chủ, không biết lần này biết hay không nhúng tay. Thanh niên nghe vậy, vốn là nụ cười cũng là thu lại, đạm đạm nói, có một số việc, nếu không phải chính mắt gặp, cũng không thể tin hết. Dù vậy, vậy không phải ta địch. Vậy cùng bẩm sinh tới kiêu ngạo, chút nào không che, một bên gọi là đế Tôn Ngọc nam tử vậy vỗ tay, luôn miệng quát lên. Đại cao uy vũ, cho dù là thái thượng, vậy đương kim người thứ nhất. Cái gì thiên môn sở lam, cái gì luân hồi chi chủ, hừ hừ hừ. Thanh niên cười trúng chím nhìn đế Tôn Ngọc, cũng là dặn dò, mặc dù không sẽ có quá lớn trở ngại, nhưng thằng nhóc ngươi vạn không thể khinh thường, vậy cổ huyền bí cảnh hết sức hung hiểm, vạn phần chú ý. Trên ngai và người trung niên cũng là khoát tay một cái, vậy liền quyết định như vậy, Tôn Ngọc, người ăn vào viên kia thiên đan, sau khi luyện hóa, liền chuẩn bị lên đường đi. Mặc dù chẳng biết lúc nào mở, nhưng chắc sắp. Cùng lúc đó, một chỗ khác, thiên môn và huyễn cửa địa giới. Ai ấu, Sở Lam ca ca, ngươi liền cho ta nói một chút mà. Ngươi thật vất vả xuất quan, ta cũng chờ ngươi thật lâu. Thiếu nữ tinh linh khôn khéo. Tròn lựu lựu mắt to màu xanh đồng lỗ khao khát nhìn trước mắt nam tử. Nam tử cùng Diệp Thần bóng người có mấy phần tương tự, nhưng mặt mũi nhưng là lạnh lùng chút. Thiếu nữ đưa tay nắm kéo mình vạt áo, một bộ đáng thương chỉnh tề hình dáng, đồng lỗ bên trong tản ra cổ xưa phù văn. Sở Lam nhìn trước mắt quấn mình tiểu tổ tông, hơi một không lưu ý, suýt nữa bị ảo thuật ảnh hưởng. Ừ, người con bé này, liền ta cũng dám tính toán. Ta nói hết rồi bao nhiêu lần. Không cho phép đối với ta sử dụng những thủ đoạn kia. Sở Lam thấy vậy, khí tức cường đại phun trào, thẳng hướng thiếu nữ đi. Phịch, một tiếng rên, đáng yêu thiếu nữ bị kình khí đuổi ra ngoài mấy chục mét, đập bay vậy thuần ngọc chế tạo màu xanh cửa, phế tích dưới, yên tĩnh không tiếng động. Hừ, không cùng ngươi chơi. Ngay tại lúc này, nguyên bản cần phải ở ngoài cửa dưới phế tích thiếu nữ, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Lam gian phòng trước bàn. Tay nhỏ bé xách màu vàng tím bình nước, vén lên nắp thẳng đổ hết sức rượu ngon lối vào.
còn không quên hướng về phía cái trước làm một cổ quái mặt quỷ. Xem ra ta bế quan đoạn thời gian này, huyễn cửa các trưởng lão, ngược lại là không để cho ngươi nhàn rỗi, liền ta cũng thiếu chút nữa không nhìn ra. Sở Lam liếc mắt một cái thiếu nữ, cười nói. Ngươi từ tu huyền vực sau khi đi ra, liền một mực bế quan, đóng nhốt lâu như vậy, ở tu huyền vực phát sinh chuyện gì đều không nói, nghe nói ngươi ở tu huyền vực bại bởi tịch thần truyền nhân. Thiếu nữ con ngươi giọt lựu lựu chuyển cái không ngừng, miệng đầy rượu tí chưa từng lau đi, đầy mắt tò mò. Sở Lam sắc mặt một hồi xanh mét, có thể lại cầm cái này tiểu tổ tông không có nửa điểm biện pháp. Con bé này, chỉnh người thủ đoạn đây chính là khó lòng phòng bị, thiên môn mấy tên trưởng lão đều bị nàng làm được nhức đầu không thôi, tiểu nha đầu ảo thuật thiên phú cực kỳ khủng bố, liền liền huyễn cửa trưởng lão, đều là đối nàng che chở trăm bề. Đánh không nỡ mắng không được, còn được cưng chiều, dẫu sao công chúa khí vừa lên tới, 10 năm 8 năm không tu luyện, cũng là chuyện thường xảy ra. Ta còn nghe nói ngươi có tổ quan. Nghe nói ngươi lấy được tu huyền thần truyền thừa. Liên tục linh hồn mấy hỏi, liền Sở Lam đều là không nói, hắn tổng không thể nói, mình thật ở đó tu huyền vực bị người bày một đạo, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Nguyệt Như, ta có thể nói cho ngươi, đạt được truyền thừa và tổ quan người, không phải ta, hắn kêu Diệp Thần, cũng chính là cái gọi là luân hồi chi chủ, hắn rất lợi hại, ngươi nếu muốn biết càng nhiều hơn, có thể mình đi tìm cái đó luân hồi chi chủ. Cái tên kia, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, đúng rồi, ta nghe nói, cổ huyền bí cảnh muốn mở ra, thật giống như ngay tại thiên ngoại thiên, luân hồi. Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ bóng dáng đã sớm biến mất ở tại chỗ, Sở Lam nhưng là không biết làm sao cười một tiếng, huyễn cửa bảo bối cục cưng, xem ra lần này muốn chọc phá trời rồi. Sở Lam, đột nhiên, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiện lên. Sở Lam diễn cảm biến đổi, nghiêm mặt nói, sư tôn. Ngươi nha, để cho cái đó e sợ cho không loạn nha đầu chạy loạn, đến lúc đó ngươi sư thúc dậm chân, ta cũng không che chở ngươi. Cụ già trừng mắt một cái Sở Lam, tức giận nói. Sư tôn, thái thượng thế cục mắt lom lom, ta cũng là thật không phân thân ra được, dưới mắt lời đồn đãi đều nói ta nắm trong tay tổ quan, chỉ thành đám người thất chi. Nguyệt Như nha đầu thay chúng ta đi xem, vậy tốt vô cùng, dẫu sao nàng thủ đoạn. Không người có thể nhìn thấu, coi là lịch luyện một phen. Sở Lam cười một tiếng, đối với tay của thiếu nữ đoạn, hắn lại rõ ràng không qua. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Dương Chiến và vậy mấy cái nham thần tín đồ, thấy Diệp Thần hiện thân, nhất thời đại hỉ, rối rít hướng Diệp Thần quỳ xuống lại, thái độ khiêm nhường hết sức. Dương Chiến nói, chúng ta lắng nghe nham thần thiên tôn thần dụ, nham thần thiên tôn nói. Luân hồi chi chủ là thế gian thứ nhất đẳng nhân vật anh hùng, hôm nay có thể cùng luân hồi chi chủ gặp nhau, thật là không khỏi vinh hạnh. Diệp Thần gật gật đầu nói, tiền bối khen ngợi, không biết tiền bối dưới quyền thế lực, có thể hay không cùng Di La cung tướng kháng. Dương đánh chìm lặng lẽ một tí, sau đó không biết làm sao lắc lắc đầu nói, Di La cung ở thiên ngoại thiên thế lực, 10 phần khổng lồ, cũng không phải ta Minh đâu có thể chống đỡ. Diệp Thần nói, ta không phải nói bọn họ trụ sở chính. Mà là ở nơi này cứ điểm. Di La cung trụ sở chính, xa ở Di La âm vực, kiêu căng hừng hực, đủ để cùng cổ Phật Thánh địa chống đỡ, nội tình 10 phần hùng hồn. Dõi mắt toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, có thể cùng Di La cung chống lại thế lực, cũng không có nhiều ít cái. Truyền thuyết bên trong, Di La cung cung chủ mang thiên la, đã có phi thăng không không tư cách, chỉ là bị tử thần giáo đoàn áp chế, cho nên chậm chạp không thể phi thăng. Liên liên tử thần giáo đoàn, đối cái này mang thiên la, cũng là kiêng kỵ ba phần, e sợ cho hắn phi thăng sau đó, sẽ đánh loạn tử thần giáo đoàn hiện hữu quyền vị cách cục. Diệp Thần đi tới nơi này phiến Minh Đô thế giới sau đó, vậy dần dần dòm ngó hôm nay cơ hội, biết vậy Di La cung lợi hại, tuyệt không phải bình thường. Bất quá hôm nay, hắn còn không dự định chính diện chống lại toàn bộ Di La cung, chỉ muốn đối phó Di La cung ở Minh Đô bên trong cứ điểm. Hắn muốn bắt được phù sinh tuyệt mệnh mà nói. Trước hết nghiền Di La cung ở chỗ này thế lực. Dương Chiến xấu hổ nói, chính là nơi này cứ điểm, chúng ta bộ lạc cũng không cách nào chống lại. À, chúng ta Minh Đô, đã từng có một vị nữ vương, nàng là nham thần thiên tôn lắng nghe người. Chúng ta ở nữ vương dưới sự che chở, mặc dù không bằng Di La cung khí thế, nhưng vậy đủ để tự vệ. Nhưng ở mấy chục ngàn năm trước, nữ vương chúng ta đột nhiên thần bí mất tích, đưa đến ta Minh Đô mất đi che chở.
Di La cùng Thánh tử Lý Tuyệt Vân, thừa dịp này cơ hội, dẫn người tắm máu Minh Đô, ta Minh Đô con dân, chết 19, chỉ còn lại một phần nhỏ người sống sót, ở luyện ngục trong cấm địa kéo dài hơi tàn. Nói tới chuyện cũ, Dương Chiến một hồi thổn thức than thở, 10 phần thương cảm. Cái này phiến Minh Đô thế giới, ban đầu chính là bị Di La cung hủy diệt. Chính xác mà nói, hủy diệt Minh Đô thế giới người, là Di La cung thánh tử, Lý Tuyệt Vân. Diệp Thần nghe được Lý Tuyệt Vân tên chữ, bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, lại có thể bắt được một chút cùng thiên nữ tương quan nhân quả. Cái đó Lý Tuyệt Vân, là thiên nữ. Hắn là thái thượng thiên nữ nhị sư huynh. Dương Chiến nói, thiên nữ nhị sư huynh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, cũng là dòm ngó hôm nay cơ hội. Thiên nữ sư phụ nguyện thiếu người, cả đời thu qua 4 tên học trò, thiên nữ xếp hạng thứ 3. Mà xếp hạng thứ 2 người, chính là Lý Tuyệt Vân. Di La cung thánh tử. Ừ, luân hồi chi chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta mang ngươi về trước chúng ta bộ lạc. Dương Chiến thần sắc khá là cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, chỉ sợ kích động thiên cơ, bị Di La cung người phát hiện. Diệp Thần gật đầu một cái, hiện tại hắn còn có độc trong người, không thích hợp chiến đấu. Vậy cũng hay không mang các bạn của ta cùng đi. Diệp Thần hy vọng mang theo Thái Thần và Chu Uyên. Có thể rất nhanh, Dương Chiến diễn cảm liền có chút khó xử, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Thái Thần thời gian đầu tiên mở miệng nói. Diệp Thần, cổ huyền bí cảnh còn chưa mở, ta và Chu Uyên còn phải chuẩn bị, cũng không cùng ngươi cùng đi trước. Huống chi Di La cung đang đuổi giết ngươi. Người vậy không thích hợp vào thời khắc này và ta cùng với Chu Uyên ở lâu. Cùng cổ huyền bí cảnh mở, ta tất nhiên sẽ là thời gian đầu tiên tìm được ngươi. Diệp Thần nhìn một cái Thái Thần, chỉ gật đầu đáp ứng. Lập tức, Dương Chiến ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần đi theo hắn phía sau. Hai người một đường đi tới trước, đi tới Minh Đô phế tích bên trong, một người vô cùng là hoang vu xó xỉnh. Chỗ này, khắp nơi chảy xuôi nham thạch nóng chảy. Quy luật rối loạn, thiên địa linh khí bên trong mang theo nóng bỏng hung ác mùi vị, hoàn cảnh 10 phần tồi tệ, nhiệt độ cực cao. Diệp Thần đi tới nơi này, giống như bước vào luyện ngục thế giới, da nóng ran, hơi thở lững lờ. Luân hồi chi chủ, nơi này chính là của chúng ta bộ lạc. Dương Chiến mang trên mặt cười khổ, mang Diệp Thần bước vào cái này phiến luyện ngục vậy thế giới. Ở nơi này phiến nham thạch nóng chảy trong thế giới. Nham thạch nóng chảy trên đứng vững vàng từng cục lớn nham thạch, trên tảng đá xây dựng trước đơn sơ nhà, bên trong cư trú có người. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cư ngụ ở hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương, chắc là 10 phần đau khổ thống khổ. Chỗ này, kêu luyện ngục cấm địa, trước kia là chúng ta Minh Đô, trục xuất nhốt tội phạm địa phương, sau đó chúng ta Minh Đô, bị Lý Tuyệt Vân tàn sát, chúng ta những người may mắn còn sống sót này, không thể làm gì khác hơn là trốn cái này phiến cấm địa bên trong. Thành lập bộ lạc, tham sống sợ chết. Dương Chiến thần sắc thật là buồn bã, hướng Diệp Thần giải thích Minh Đô một ít qua lại câu chuyện. Hôm nay Minh Đô hóa thành phế tích, mà mảnh phế tích này, cũng bị Di La cung chiếm cứ. Minh Đô những người sống sót, căn bản không cách nào ở bên ngoài sinh tồn, chỉ cần dám mạo hiểm đầu, bọn họ sẽ bị Di La cung giết chết. Bọn họ chỉ có thể núp ở cái này phiến luyện ngục cấm địa bên trong, gian khó sinh tồn. Diệp Thần đến, để cho được cái này phiến trong bộ lạc nham thần các tín đồ, rối rít đi ra xem. Mọi người thần sắc, mang một vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, ở Diệp Thần trên mình, có nham thần tổ khí hơi thở, còn có nham thần máu năng lượng ba động. Hắn là luân hồi chi chủ. Cũng là nham thần thiên tôn truyền nhân. Chẳng lẽ hắn là nham thần thiên tôn, phái tới chừng cứu chúng ta? À, đừng có nằm mộng. Xem hắn hơi thở, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5, làm sao có thể cùng Di La cung tương đương. Đừng nói đối kháng Di La cung chủ mang thiên la, chính là Di La cung thánh tử Lý Tuyệt Vân, cũng không phải hắn có thể chống lại. Từng cơn nói thì thầm tiếng từ 4 phương 8 hướng truyền tới, không ít người bắt được thiên cơ, biết Diệp Thần là nham thần truyền nhân, nhất thời có chút kích động, nhưng lại có người cảm thấy hắn tu vi quá nhỏ yếu, thậm chí còn mang độc trong người. Tựa hồ không việc gì cố gắng xoay chuyển tình thế có thể. Luân hồi chi chủ, không cần để ý bọn họ nói chuyện. Chúng ta Minh Đô, cũng không hy vọng xa vời ngươi tới cứu, chúng ta chỉ mong nữ vương đại nhân, một ngày kia có thể trở về. Người người mang nham thần máu, cùng nham thần thiên tôn có duyên phận,
ta ngày hôm nay mang ngươi trở về, chỉ là muốn giúp ngươi một chút, cũng không hắn muốn. Di La cung người đang đuổi giết ngươi, chúng ta bộ lạc có một cái lối đi, có thể để cho ngươi bí mật rời đi, không kinh động người bất kỳ. Dương Chiến ánh mắt hòa ái mà thuần hậu, cũng không yêu cầu Diệp Thần làm bất cứ chuyện gì. Hắn giúp Diệp Thần, là bởi vì là Diệp Thần cùng Nham Thần Thiên Tôn có duyên phận, hắn trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Diệp Thần nói, tiền bối, nếu các ngươi có lối đi có thể rời đi, tại sao không đi ra? Hắn gặp cái này phiến luyện ngục cấm địa, hoàn cảnh 10 phần quá mức tồi tệ, cũng không phải là chỗ ở, trong bụng khá là nghi ngờ. Dương Chiến lắc lắc đầu nói, chúng ta là Nham Thần Thiên Tôn con dân, miễn cưỡng đời đời đều ở Minh Đô thế giới, tánh mạng cùng địa mạch tương liền, đã không thể nào rời đi, chỉ mong nữ vương đại nhân, một ngày kia có thể trở về, cứu chúng ta. Diệp Thần nói, các ngươi nữ vương mất tích, ta sau khi đi ra ngoài, có thể giúp các ngươi tìm một chút. Dương Chiến nói, không cần, nữ vương đại nhân chắc chắn biết chúng ta ở chịu khổ, nàng chưa có trở về, nhất định là có bách nỗi khổ bất đắc dĩ. Cùng nàng muốn trở về, tự nhiên liền sẽ trở lại, cưỡng ép tìm là vô dụng. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, thở dài nói, vậy cũng tốt. Dương Chiến nói, ngươi cùng ta tới, đi ra lối đi, ngay tại phía trước, Nham Thần Thiên Tôn pho tượng dưới. Vừa nói liền ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo Dương Chiến một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới cấm địa chỗ sâu. Nơi này nham thạch nóng chảy. Càng nóng rực sôi trào, gào thét gầm thét, hóa thành hỏa long hỏa xà vậy dị tượng, khá là khủng bố. Ở cuồn cuộn nham thạch nóng chảy sông dài bên trong, một tòa thật to nham thạch pho tượng đứng sừng sững, đó chính là Nham Thần Thiên Tôn pho tượng. Diệp Thần xa xa liền thấy, ở pho tượng trên cái đế, khắc hai hàng chữ lớn. Nham Thần Thiên Tôn, Đế Càn Khôn. Đế Càn Khôn, chính là Nham Thần Thiên Tôn tên chữ. Có mấy cái tế ti hình dáng ăn mặc ông già, đang ngồi ngay ngắn ở pho tượng bốn phía, yên lặng cầu nguyện ngâm sướng chút gì. Xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là muốn cùng Nham Thần Thiên Tôn câu thông, lắng nghe thần dụ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có được bất kỳ đáp lại, tất cả ông già đều là mặt mày ủ rột. Thấy Dương Chiến tới, các ông già ánh mắt nhìn sang, đều là không biết làm sao lắc đầu một cái. Dương Chiến thấy vậy, cũng là một tiếng thở dài. Diệp Thần hỏi, các ngươi muốn cùng Nham Thần Thiên Tôn câu thông sao? Dương Chiến nói, đúng vậy, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có được đáp lại, từ nữ vương đại nhân rời đi, chúng ta liền mất đi duy nhất lắng nghe người, cùng Nham Thần Thiên Tôn liên lạc, vậy hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu là có thể đạt được Nham Thần Thiên Tôn đáp lại, chúng ta quả quyết sẽ không như vậy chật vật. Diệp Thần ngắm nhìn Nham Thần Thiên Tôn pho tượng, nhớ tới mình đã từng vậy gặp qua Nham Thần Thiên Tôn. Liền hướng Dương Chiến nói, ta đi thử một chút đi. Vừa nói, Diệp Thần sải bước tiến lên, vượt qua nham thạch nóng chảy sông dài, đi tới Nham Thần Thiên Tôn trước mặt, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đè ở nham thần pho tượng trên. Dương Chiến và rất nhiều tế ti, thấy Diệp Thần động tác, đều là một hồi khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lại có thể câu thông Nham Thần Thiên Tôn? Diệp Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Vận chuyển trong cơ thể nham thần máu, trong lòng kêu. Nham Thần Thiên Tôn, đáp lại ta đi. Oanh! Ở Diệp Thần trong lòng tiếng kêu, phát ra ngay tức thì, xa xôi thời không chỗ sâu, vô tận kim quang cuồn cuộn vọt tới, như trời thác nước vậy, ùng ùng chiếu nghiêng xuống. Nguyên phiến luyện ngục cấm địa, nhất thời đắm chìm trong một phiến kim quang thần huy bên trong, nham thần ý chí, kịch liệt dung chuyển, làm được thời không dung, thiên địa thất sắc. Trên 9 tầng trời, xuất hiện một tôn uy nghiêm lạnh lùng thần minh pháp tướng. Đó chính là Nham Thần Thiên Tôn pháp tướng hư ảnh. Vô tận thần quang, vờn quanh Nham Thần Thiên Tôn quanh thân, để cho người không thấy rõ dung nhan của hắn. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Nham Thần Thiên Tôn kịch liệt linh khí chập chờn. Nham Thần Thiên Tôn linh khí, hóa thành một cổ hừng hực ban phúc, một đóa đóa Nham Thần bệnh đậu mùa bay xuống, như kinh thiên tạo hóa. Đầy trời nham thần bệnh đậu mùa bồng bềnh, trong hư không truyền ra mãi mãi tiếng ngâm sướng, tẩy địch nhân tâm hồn. Hào hùng nham thần ban phúc lực lượng, tràn ngập toàn trường. Đắm chìm trong cái này cổ ban phúc uy quang bên trong, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể độc tố, cũng là nhanh chóng xóa bỏ đi, ngay chớp mắt tiêu tán một phần chia. Còn có cuối cùng một phần chia, ngoan cố nhất kịch độc, thì bị hắn cổ độc thần mạch hấp thu.
Cổ độc thần mạch vì vậy lớn mạnh, Diệp Thần trong đan điền linh khí, bởi vì đạt được nham thần chúc phúc, vậy là theo chân lớn mạnh. Hắn tu vi, lập tức liền từ thiên huyền cảnh tầng thứ 5 cao cấp, tăng lên tới đỉnh cấp bước. Khoảng cách tầng thứ 6, chẳng qua là một bước xa. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này độc, như thế dễ dàng liền hóa giải. Nham thần ban phúc, lại có thể để cho ta tu vi tiến bộ. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, hắn không chỉ là kịch độc toàn tiêu, liền tu vi vậy đi theo tiến bộ. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy tự thân, đối nham pháp tắc nắm trong tay, cũng càng trên một tầng lầu. Hắn trên đầu, có một kiện hoàn chỉnh nham thần tổ khí, đó chính là Kim Trương Thần Ấn. Cái này Kim Trương Thần Ấn, là năm đó nham thần thiên tôn sử dụng qua bảo bối, trấn áp thần uy 10 phần hung mãnh. Trước đây, cho dù lấy Diệp Thần tu vi, cũng khó mà điều động pháp bảo này. Nhưng hiện tại, đạt được nham thần tạo hóa ban phúc sau đó, Diệp Thần cảm giác được, hắn đã có thể thúc giục Kim Trương Thần Ấn. Lấy Kim Trương Thần Ấn lực sát thương, đủ để nhất kích trấn áp phổ thông tiên đế. Trời ạ, luân hồi chi chủ lại có thể câu thông nham thần thiên tôn, thậm chí để cho nham thần thiên tôn, ban cho tạo hóa phúc duyên. Chúng ta nham thần tín đồ, hạng may mắn, đa tạ luân hồi chi chủ. Tại chỗ mấy cái lão tế ti, lệ nóng doanh tròng, tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống. Luyện ngục cấm địa bên trong, rất nhiều nham thần con dân, cũng là lấy được ban phúc, ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc, biết là Diệp Thần ân huệ, rối rít quỳ bái khấu tạ. Bọn họ cuộc sống ở cái này phiến nham thạch nóng chảy cấm địa bên trong, vốn là chịu hết khổ sở, nhưng lúc này đạt được nham thần ban phúc, đau khổ dày vò nhất thời thật to giảm bớt. Cái này phiến luyện ngục cấm địa, từng cục nham thạch rắc rắc sát sinh trưởng, đem nham thạch nóng chảy chấn ép xuống. Trong không khí rối loạn quy luật, các loại tạp khí, vậy nhanh chóng bình tĩnh lại. Nham thần tạo hóa sức mạnh to lớn, thay trời đổi đất, quả là tại tư. Hơn nữa như vậy sức mạnh to lớn, chỉ giới hạn ở cấm địa bên trong, cũng không làm kinh động ngoại giới. Có thể gặp nham thần thiên tôn thần thông, đã đến thu thả tự nhiên bước. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi một chút linh khí tạo hóa, giúp ngươi chấp trưởng Kim Trương Thần Ấn, đó là ta đã từng là pháp bảo, lực sát thương cực lớn. Ngươi có pháp bảo này hộ thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, muốn giết ma tổ vô thiên mà nói, còn chưa đủ. Ngươi phải bắt được phù sinh tuyệt mệnh, đó là khắc chế hắn hoàng kim máu thần binh khí. Mau sớm giết chết hắn đi, hắn đối ta lại nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Diệp Thần trong lỗ tai, nghe được một hồi thê lương trầm thấp tiếng nói. Đó chính là nham thần thiên tôn, đế càn khôn thanh âm. Nham thần thiên tôn. Diệp Thần muốn cùng nham thần thiên tôn trò chuyện một chút, nhưng không có lại được đáp lại. Trong hư không, nham thần thiên tôn pháp tướng hư ảnh, cũng là nhanh chóng nhạt đi xuống, cuối cùng tiêu tán. Nham thần thiên tôn tựa hồ vậy có điều cố kỵ, cũng không có qua hơn cùng Diệp Thần tiếp xúc. Hắn ban thưởng tạo hóa, là phải giúp Diệp Thần nắm trong tay Kim Trương Thần Ấn, dùng để đối phó ma tổ vô thiên. Diệp Thần cúi đầu trầm tư trước, từ nham thần thiên tôn trong giọng nói, hắn cũng có thể nghe ra, đối phương đối ma tổ vô thiên, có sâu đậm kiêng kỵ. Nham thần thiên tôn, cũng muốn giết ma tổ vô thiên. Bất quá, chỉ dựa vào Kim Trương Thần Ấn mà nói, còn chưa đủ để giết chết ma tổ vô thiên. Nhất định phải bắt được phù sinh tuyệt mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần suy nghĩ, trước mắt chỉ dựa vào hắn thực lực, còn chưa đủ để nghiền Di La Cung, bắt được phù sinh tuyệt mệnh, nhất định phải tìm kiếm ngoại viện mới được. Thái Thần mới vừa đột phá, căn cơ bất ổn, hắn tự nhiên không thể phiền toái Thái Thần. Xem ra vẫn còn đi Thiên Thảo Sơn Trang một chuyến. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn nghĩ tới người giúp, có hai cái. Một cái là cổ Phật Thánh Địa. Một cái khác là Thiên Thảo Sơn Trang. Cổ Phật Thánh Địa rất ít nhúng tay thực tế, phỏng đoán sẽ không giúp hắn. Dõi mắt thiên ngoại thiên thế giới, có thể dựa vào, tựa hồ cũng chỉ còn lại có Thiên Thảo Sơn Trang. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng nham thần thiên tôn câu thông, chúng ta những thứ này nham thần tín đồ, có thể lấy được như vận may này, đều là bởi vì dính ngươi quang. Đây là, Dương Chiến đi tới trước. Mừng rỡ như điên hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Ở nham thần thiên tôn ban phúc dưới, cấm trong đất nham thần các tín đồ, đều là như nhặt được tân sinh, thực lực tiến nhiều.
ngươi nếu là muốn cùng Di La Cung quyết chiến, ta Nham Thần Bộ Lạc vậy có thể giúp một tay. Dương Chiến ở nói cảm ơn sau này, chính là quả quyết biểu thị. Ở lúc trước, bộ lạc bọn họ những người may mắn còn sống sót này, tuyệt đối không dám cùng Di La Cung chống lại, nhưng hôm nay đạt được Nham Thần Thiên Tôn ban phúc sau đó, nội tình tăng nhiều, đã có một chút đối kháng tư cách. Tiền bối như chịu trợ lực, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, ta bây giờ muốn đi Thiên Thảo Sơn Trang một chuyến, tìm kiếm cỏ thần con dân tiếp viện. Diệp Thần hướng Dương Chiến chắp tay cảm ơn, dự định đi trước Thiên Thảo Sơn Trang một chuyến. Không thành vấn đề, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Dương Chiến dùng sức đẩy ra Nham Thần Thiên Tôn pho tượng, một cái không gian lối đi lộ ra. Điều này không gian lối đi, có thể đi thông ngoại giới. Đa tạ, tiền bối, ta đi trước một bước. Diệp Thần lại chắp tay một cái, lắc mình chui nhập không gian lối đi bên trong, trực tiếp rời đi luyện ngục cấm địa, rời đi cái này phiến minh đô phế tích thế giới, ra đi ra bên ngoài. Xuất hiện ở đi ra bên ngoài sau đó, Diệp Thần chính là phong tỏa Thiên Thảo Sơn Trang tọa độ, phá không đi. Mà ở Diệp Thần đi Thiên Thảo Sơn Trang đồng thời, mười mấy đạo cường đại bóng người, hạ xuống đến minh đô phế tích trên thế giới ương, trực tiếp rơi vào Di La Cung cung điện bên trong. Một người cầm đầu, là cái người mặc đồ trắng, mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái công tử. Hắn tu vi hơi thở, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, nhưng tản ra uy thế, so với vậy tiên đế, còn muốn hung mãnh lợi hại. Ở hắn thân thể bốn phía, các loại thời không vặn vẹo, từng cái quy luật như đại lỗ ngân hà vậy lưu chuyển, khí tượng đặc biệt nguy nga. Chung quanh hắn tùy tùng, cũng không dám tới gần quá hắn bên người, mang trên mặt cung kính vẻ sợ hãi. Di La Cung bên trong, Hồng Hân và rất nhiều cao tầng trưởng lão, đang tìm cách đuổi giết Diệp Thần chuyện. Thấy vậy đồ trắng công tử hạ xuống, Hồng Hân và các trưởng lão, đều là lộ ra lau một cái nồng nặc vẻ kinh ngạc. Tiểu thư, Tuyệt Vân công tử tới. Chỉ còn lại một món tàn hồn hồng huyên, trôi lơ lửng ở Hồng Hân bên người, ngước nhìn trời trên chậm rãi hạ xuống xuống người quần áo trắng bóng, trong con ngươi lướt qua vẻ chán ghét, còn có một màn không che giấu được kiêng kỵ sợ hãi. Cái đó đồ trắng công tử, chính là Di La Cung Tổng Bộ Thánh Tử. Thiên nữ nhị sư huynh, Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân bề ngoài tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, ở Hồng Hân bên người, vậy mấy cái cao tầng trưởng lão, cũng thắng được hắn. Nhưng, không có bất kỳ một người, gan dám khinh thị Lý Tuyệt Vân. Bởi vì, Lý Tuyệt Vân huyết mạch, đặc biệt đặc thù, là một loại vô cùng là cổ xưa cựu thần huyết mạch, kêu trụ quang huyết mạch. Trụ quang chính là thời gian, thời gian, thời gian lớn chú ý. Bốn phương tám hướng viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ. Trụ quang, chính là thâu tóm từ cổ chí kim, thậm chí tương lai thời không, hết thảy thời gian ý. Ở thời đại Hồng Hoang, có một môn pháp thuật, kêu trụ quang thần quyết, bởi vì có thể nghịch chuyển thời gian, bị liệt là cấm thuật. Lý Tuyệt Vân thân cái trụ quang huyết mạch, hắn lại có thể ung dung nghịch chuyển thời gian sông dài, nắm trong tay tột cùng nhất thời gian pháp tắc. Hắn tu vi chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, cũng không phải là nói hắn thiên phú không được, mà là bởi vì hắn thiên phú thật lợi hại, huyết mạch nội tình quá sâu, muốn tấn thăng, xa so với người thường khó khăn. Giống như Diệp Thần luân hồi huyết mạch, tích lũy nội tình thâm hậu, tự thân muốn thăng cấp, cũng là mười phần khó khăn vậy. Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch, mặc dù không bằng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhưng dõi mắt chư thiên, vậy là có thể bước lên trước 10 đáng sợ thể chất, uy năng cực kỳ cường hãn, nếu như người khác khinh thị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn bề ngoài tu vi, tuy chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, nhưng luận đạo pháp nội tình, so với vậy tiên đế còn cường hãn hơn rất nhiều. Ở hắn sư muội đảm nhiệm thiên nữ, còn không tấn thăng tiên đế, chỉ là chính xác tiên đế thời điểm, hắn liền có thể ổn áp thiên nữ. Hắn có thể cùng ngày nữ sư huynh, chân thực không phải lãng đắc hư danh. Hôm nay thiên nữ, đã thành tiên đế cấp cao thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể vững vàng phản đè Lý Tuyệt Vân. Đều là bởi vì Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch, quá mức đặc thù, quá mức cường hãn, đại biểu thế gian tột cùng nhất thời gian pháp tắc, nhất cực hạn trạng thái, có thể để cho chư thiên thời gian chạy ngược, vạn vật tiêu diệt, đặc biệt khủng bố. Coi như cường đại tiên đế ra tay, đều khó đem hắn chấn áp. Hắn chính là vô lượng cảnh tầng thứ ba, lại có nghịch phạt tiên đế tư cách. Năm đó cũng là Lý Tuyệt Vân ra tay, tiêu diệt liền Minh Đô, để cho Di La Cung thế lực,
có thể kéo dài đến nơi đây. Tất cả trưởng lão vội vàng đi ra đón tiếp, quỳ xuống đất dập đầu kêu lên, cung nghênh Tuyệt Vân Thánh Tử. Hồng Hân mày liễu hơi cao lại, nàng thân là tinh không thần tộc người, cũng không phải là Di La Cung dưới quyền, nhưng dẫu sao cùng Di La Cung có hợp tác, lập tức cũng chỉ có thể đi ra đón tiếp, cúi đầu kêu một tiếng. Gặp qua Tuyệt Vân Thánh Tử. Lý Tuyệt Vân nhẹ nhàng ngừ một tiếng, con ngươi nhìn vòng quanh toàn trường, tự có một cổ nghiêm nghị thần uy, làm người ta không lạnh mà run. Không biết Thánh Tử đại giá đến chơi, vì chuyện gì? Hồng Hân nhàn nhạt hỏi, nàng có tinh không thần tộc huyết mạch, ngược lại là không sợ Lý Tuyệt Vân huyết mạch uy áp, chỉ có vậy mấy trưởng lão, quỳ xuống đất run lẩy bẩy, mồ hôi đầy đầu. Hồng cô nương, ta bắt được thiên cơ, biết luân hồi chi chủ, ở chỗ này làm loạn, cố đặc địa này tới xem. Sư muội ta đảm nhiệm thiên nữ, cùng vậy luân hồi chi chủ, nửa năm sau liền muốn quyết chiến, ta hận không được tự tay chu diệt vậy luân hồi chi chủ, thay sư muội ta phân ưu. Lý Tuyệt Vân trong mắt lướt qua một chút ý định giết người, ở nhắc tới thiên nữ thời điểm, hắn không che giấu chút nào mình yêu thương ý, hiển nhiên là 10 phần thích thiên nữ. Ta đang đuổi giết luân hồi chi chủ. Hồng Hân nói. Không cần, hắn đã đi rồi. Lý Tuyệt Vân bấm bóp ngón tay, thấy rõ thiên cơ, tựa hồ đã dòm ngó gặp hết thảy. Hắn đã đi rồi sao? Hồng Hân lấy làm kinh hãi, trong lòng không ngờ khó hiểu có chút tối ám vui mừng. Diệp thần đi, cũng không cần đối mặt Lý Tuyệt Vân. Nếu là hắn vẫn còn ở nơi này, bị Lý Tuyệt Vân phát hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Tuyệt Vân lạnh cười nhạt một tiếng, nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ còn trở lại. Ha ha, hắn muốn tìm phù sinh tuyệt mệnh, binh khí kia đang chôn ở cung điện này dưới, hắn không thể nào buông tha. Hồng Hân mặt đẹp hơi biến sắc, nói, phù sinh tuyệt mệnh, liền chôn ở chỗ này. Nàng cũng đã nghe nói qua, phù sinh tuyệt mệnh là khắc chế ma tổ vô thiên binh khí. Trước đây ma tổ vô thiên, còn phái Vũ Văn Cơ, muốn tới đòi lấy. Bất quá, Di La Cung bên trong, nhưng không người biết vậy phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Lý Tuyệt Vân cười lạnh nói, không sai. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, chôn trong lòng đất vực sâu, hơi thở khép kín, vậy là ai vậy không phát hiện được. Thật may lần này luân hồi chi chủ làm loạn, kích động thiên cơ, bị ta bắt được đầu mối. Chúng ta phải đuổi ở hắn trước mặt, đem vậy phù sinh tuyệt mệnh moi ra. Hồng Hân nhớ tới phù sinh tuyệt mệnh truyền thuyết. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nếu là bắt được phù sinh tuyệt mệnh, há không phải có thể. Khắc chế ma tổ vô thiên. Nàng biết hôm nay Di La Cung, cũng cùng ma tổ vô thiên có hợp tác, ở chung nhau mưu đoạt tử thần quyền bính. Nếu là bắt được phù sinh tuyệt mệnh mà nói, Di La Cung và tử thần giáo đoàn bên này, liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Lý Tuyệt Vân khoát khoát tay, nói, những chuyện này, ngươi không cần để ý tới, ta chuẩn bị tự mình đi xuống lòng đất vực sâu. Tìm phù sinh tuyệt mệnh. Ngươi cho ta phát ra tin tức, nói ta cần 3 cái hộ đạo giả, đi dưới đất đào bảo, thù lao là 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc. Hồng Hân nói, Thánh Tử, ngươi còn muốn hộ đạo giả. Lý Tuyệt Vân cười hắc hắc, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kiêng kỵ, nói cùng luân hồi chi chủ tranh đoạt bảo bối, không cẩn thận điểm sao được. Qua lại 5 tháng, không biết có nhiều ít cao thủ, bởi vì khinh địch, hao tổn ở vậy tiểu tử trong tay. Bản Thánh Tử cũng không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Huống chi, chỗ này, vốn là Nham Thần Thiên Tôn lãnh địa. Minh Đô tiêu diệt, mảnh phế tích này lòng đất vực sâu, nhất định nảy sinh ra vô tận hắc ám sát khí cùng quái vật. Cái này thế gian, nhất cực hạn hắc ám, không phải tử thần, mà là Nham Thần. Hắn mới thật sự là hắc ám chủ. Bản Thánh Tử cẩn thận một chút, tóm lại không có sai, 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc thù lao. Muốn đến có thể đưa tới không thiếu lão quái vật rời núi. Ta điều kiện chỉ có một cái, làm ta hộ đạo giả, lúc cần thiết, phải là ta hy sinh. Lý Tuyệt Vân đặc biệt cẩn thận, hắn biết lòng đất dưới vực sâu, hắc ám sát khí cùng quái vật hoành hành, không thể không đề phòng. Hơn nữa quan trọng hơn, luân hồi chi chủ là đại khí vận người, cùng luân hồi tranh đoạt bảo vật, thường thường sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên, hắn cần hộ đạo giả. Thậm chí muốn 3 cái hộ đạo giả bảo vệ, bảo đảm tự thân an toàn. Vì thu nhận hộ đạo giả, hắn thậm chí lái ra 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc kinh thiên giá biểu. Nguyên ngọc, là thái thượng thế giới và không không thời không ngoại tệ mạnh, có thể trực tiếp hấp thu, lấy được tinh thuần nhất nguyên khí,
tăng lên tu vi. Vậy mà nói, thế gian lưu thông nguyên ngọc, đều là hạ phẩm. Thượng phẩm nguyên ngọc, phẩm chất thật tốt, vậy đều là từ dùng, vô cùng thiếu lưu thông. Một viên thượng phẩm nguyên ngọc, tối thiểu có thể đổi đến 100 cái phẩm nguyên ngọc, có lúc còn có thể cao hơn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nghe được Lý Tuyệt Vân mở ra thù lao, có thể cũng sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn toàn bộ xuất thân, cũng chỉ có 10.000 thượng phẩm nguyên ngọc mà thôi. 5.000 viên thượng phẩm nguyên ngọc, chỉ ít có thể đổi đến 500.000 hạ phẩm nguyên ngọc, tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự. 500.000 nguyên ngọc, như thế phong phú thù lao, đủ để cho một ít lánh đời lão yêu quái, cũng làm điều động. Lý Tuyệt Vân cần 3 cái hộ đạo giả, đó chính là phải tốn gấp 3 giá tiền. Như vậy kinh thiên bút tích, để cho được Hồng Hân và chung quanh các trưởng lão, đều cảm thấy rung động. Thánh tử, người có như thế nhiều nguyên ngọc. Hồng Hân biểu thị hoài nghi. Lý Tuyệt Vân con mắt lạnh lẽo, nói, Hồng cô nương, người đây là xem thường ta. Hồng Hân nói, không phải, chỉ là có chút tò mò thôi. Lý Tuyệt Vân ha ha cười một tiếng, nói cũng không sợ nói cho ngươi, sư phụ ta ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, đã lần nữa trở lại tím hoàng thiên cung, cũng thành thánh hỏa điện hộ giáo trưởng lão, thừa kế đa bảo thiên quân di sản. Thu nhận hộ đạo giả, cần tốn hao nguyên ngọc, số lượng tuy nhiều, nhưng bản thánh tử vẫn là xuất nổi. Hồng Hân nghe được nguyện thiếu người trở lại tím hoàng thiên cung, trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Lý Tuyệt Vân nói, ngươi cứ việc cho ta rộng phát tin tức, nói bản thánh tử cần thu nhận hộ đạo giả là được. Hồng Hân chân mày hơi cao lại, tuy chẳng muốn là Lý Tuyệt Vân làm việc, nhưng dẫu sao phải tiếp tục cùng Di La Cung hợp tác, đành phải gật đầu nói, có thể. Lập tức, Hồng Hân liền cùng Di La Cung các trưởng lão, ở thiên ngoại thiên bên trong tuyên bố tin tức, nói Lý Tuyệt Vân muốn thu nhận hộ đạo giả, đi dưới lòng đất tìm bảo. Tạm thời tới giữa, thiên ngoại thiên chấn động. Dẫu sao Lý Tuyệt Vân mở ra thù lao, chân thực quá phong phú. 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc, đủ để cho phổ thông vô lượng cảnh cấp thấp võ giả tu sĩ, trực tiếp tấn thăng tầng thứ 1. Lúc này, Diệp Thần đang chạy tới Thiên Thảo Sơn Trang, người ở nửa đường, liền bắt được thiên cơ, biết được hết thảy. Lý Tuyệt Vân tới, hắn vậy phải tìm phù sinh tuyệt mệnh. Diệp Thần trong bụng rét một cái, cũng biết phù sinh tuyệt mệnh tin tức, đã bại lộ. Đưa tới Lý Tuyệt Vân chú ý. Loại cấp bậc này thần binh lợi khí, thiên cơ hơi thở muốn phải giấu giếm, vẫn là quá khó khăn, hắn có thể ẩn núp đến lúc này, đã coi như là kỳ tích. Ngàn nhện thiên quân trở lại tím hoàng thiên cung, thừa kế đa bảo thiên quân di sản, cho cái này Lý Tuyệt Vân, thu nhận hộ đạo giả sức lực cùng vốn. Diệp Thần trong mắt trong suốt, động minh tất cả nhân duyên. Ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, chính là trời nữ trước kia sư phụ. Cũng là tím hoàng thiên cung đã từng tả phái lãnh tụ. Nàng thối vị sau đó, mới đến phiên đa bảo thiên quân. Hôm nay đa bảo thiên quân đã chết, đạo đức thiên tôn tự mình mời nguyện thiếu người trở về, đảm nhiệm thánh hỏa điện hộ giáo trưởng lão. Tím hoàng thiên cung chính phái tả phái, đã sớm cũng liên chung một chỗ, thống nhất thành thánh hỏa điện, phụ trách trấn thủ mồi lửa. Thánh hỏa điện điện chủ, chính là ngày xưa chính phái lãnh tụ Trùng Dương chân nhân, lại bị tôn xưng là Lương Vương. Trùng Dương chân nhân có tương lai thân, chính là không không lúc nào không tán thần nhất mạch chí tôn, tu vi quyền thế vô cùng lợi hại, thậm chí uy hiếp đến đạo đức thiên tôn quyền bính. Cái nào Lương Vương danh hiệu, cũng là Trùng Dương chân nhân bức bách đạo đức thiên tôn, sắc phong xuống. Một khi đạo đức thiên tôn chết, liền do hắn cái nào Lương Vương, thừa kế mồi lửa, cũng thừa kế tím hoàng thiên cung trưởng giáo ngôi. Đạo đức thiên tôn cảm giác sâu sắc uy hiếp, mời nguyện thiếu người trở về. Cùng tiến chú thánh hỏa điện, là có kềm chế Trùng Dương chân nhân ý. Đa bảo thiên quân nhiều năm tích lũy di sản, vậy toàn bộ lạc đến nguyện cách trong tay người. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền nhìn thấu những thứ này nhân quả ám đấu, thật sâu cảm thấy không ổn. Bởi vì ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, là thiên nữ sư phụ, nàng lần nữa khởi thế, cũng có thể lớn mạnh thiên nữ khí vận, đối Diệp Thần 10 phần bất lợi. Hôm nay Lý Tuyệt Vân, mượn nguyện thiếu người tài sản. Cũng phải cần thu nhận hộ đạo giả, muốn cùng Diệp Thần cướp đoạt phù sinh tuyệt mệnh. Lý Tuyệt Vân như thế giống trống khua chiêng, gieo rắc tin tức, cũng có muốn dụ dụ Diệp Thần trở về ý. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn, hắn phỏng đoán minh đô thế giới bên kia, đã bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ hắn hồi đi chịu chết.
không có vạn toàn chuẩn bị nói, hắn tùy tiện trở về, chỉ có tan xương nát thịt kết quả. Diệp Thần suy đoán được không sai, Lý Tuyệt Vân ở phái người tỏa ra tin tức đồng thời, cũng ở đây Minh Đô phế tích thế giới bên trong, bày ra trùng trùng cấm pháp. Những thứ này cấm pháp, mang theo một chút nhân quả luật hơi thở, chỉ cần bắt được Diệp Thần huyết mạch chập chờn, liền sẽ lập tức phát động, nhưng sẽ không làm thương tổn người ngoài, quả thực là huyền diệu hết sức. Diệp Thần không có tuyệt đối nắm chặt, tự nhiên sẽ không dễ dàng trở về. Hắn phá không mà đi, rất nhanh đi tới Thiên Thảo Sơn Trang bên trong. Thiên Thảo Sơn Trang, ở thiên ngoại thiên thế giới, coi như là một cái ẩn núp thế lực, rất ít cùng ngoại giới tranh đấu. Chỗ này, thờ Phượng Thảo Thần Thiên Tôn, hướng tới thế gian cao nhất Chí Khôn. Ở Thái Thượng Thế Giới và Thiên Ngoại Thiên, tất cả khát vọng dòm ngó gặp cao nhất Chí Khôn người, đều có thể gia nhập Thiên Thảo Sơn Trang. Thiên Thảo Sơn Trang quy củ, cũng là 10 phần ung dung, bất kể là tăng nhân, đạo sĩ, nữ lưu, du hiệp tán tu, chỉ cần chịu tin phụng Thảo Thần Thiên Tôn, theo đuổi cao nhất Chí Khôn, đều có thể gia nhập. Chỉ gặp cái này Thiên Thảo Sơn Trang, tọa lạc ở một phiến sum xuê trong núi rừng. Núi rừng cây cối xanh rất nhiều phong cách cổ xưa kiến trúc, thành lập ở trên cây. Lớn nhất một tòa kiến trúc, chính là một tòa trang viên, cũng là xây ở trên cây. Trong trang viên có hồ nhân tạo lưu lại trôi lơ lửng ở lá cây bên trên, ánh chiếu ánh mặt trời, biến ảo cầu vồng, lộ vẻ được đặc biệt lộng lẫy kỳ dị. Ở Thiên Thảo Sơn Trang các nơi, rất nhiều người tu hành, đốt nhang lượn lờ, đều ở đây cảm ngộ một quyển cổ xưa sách, đó là đệ nhất cỏ thần, lưu lại Chí Khôn sách. Truyền thuyết, hoàn toàn hiểu Chí Khôn sách, liền có thể nắm giữ thế gian cao nhất Chí Khôn, thành làm thiên đế chủ thần. Trong thế gian hết thảy nghi vấn cùng nghi hoặc, đều có thể ở Chí Khôn trong sách, đạt được giải đáp. Chí Khôn sách duy nhất không có thể giải quyết vấn đề, liền là như thế nào đến tinh không bờ bên kia vấn đề. Diệp Thần đi tới Thiên Thảo Sơn Trang, để cho coi núi đồng tử, đi vào truyền đạt, nói mình là Dạ Lan cùng Trang Hải bằng hữu. Chỉ chốc lát sau, Sơn Trang bên trong, đi ra hai bóng người, một nam một nữ, chính là Dạ Lan cùng Trang Hải. Phù Sinh Tuyệt Mệnh và Lý Tuyệt Vân thiên cơ hơi thở, còn không truyền tới nơi này, hai người còn không biết ngoại giới thay đổi, thấy Diệp Thần tới, đều là đại hỉ. Dạ Lan hì hì cười một tiếng nói, Diệp Thần đại ca, ngươi nhanh như vậy liền tới thăm chúng ta. Trang Hải đọc một tiếng A-di-đà Phật, cũng là mừng rỡ nói, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi đến chơi, ta Thiên Thảo Sơn Trang nhà nghèo thêm rực rỡ. Thiên Thảo Sơn Trang và vậy thế lực không cùng. Nơi này cũng không tồn tại cái gì ngài chúa tể, cũng không có ai là thủ lãnh, tất cả mọi người vị bình đẳng, đều là cỏ thần tín đồ, theo đuổi cao nhất Chí Khôn. Nếu như nói cứng ai là lời của thủ lãnh, đó chính là Dạ Lan, bởi vì nàng là lắng nghe người, có thể lắng nghe đến Thảo Thần Thiên Tôn thần dụ, thân phận đặc thù nhất. Cho nên Trang Hải và Dạ Lan, tự mình đi ra gặp Diệp Thần, chính là cao nhất cách thức tiếp đãi. Diệp Thần nói, xấu hổ, ta viếng thăm quý địa. Là có là một muốn nhờ. Lập tức, Diệp Thần đem mình muốn tìm Phù Sinh Tuyệt Mệnh, kết quả cùng Di La Cung kết thù chuyện, đơn giản nói một lần. Trang Hải lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, người muốn mượn dùng ta Thiên Thảo Sơn Trang thế lực, đối kháng Di La Cung. Dạ Lan nói, ai yêu, liền vậy Tuyệt Vân Thánh Tử cũng hạ xuống sao? Đây có thể khó giải quyết, vậy Tuyệt Vân Thánh Tử rất lợi hại. Diệp Thần nói, đích xác có chút khó giải quyết, quý Trang như chịu giúp ta phá cuộc, ta có thể cho các ngươi 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc. Diệp Thần biết, đối kháng Di La Cung, tuyệt không phải chuyện dễ, cho nên trực tiếp lái ra tiền đặt cuộc. Hắn nguyện ý ra 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc, đây đã là thiên đại con số. Trang Hải sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, đừng nói lời như vậy, chúng ta là bằng hữu, ngươi cùng tiểu thảo thần đại nhân có duyên phận, ngươi cần trợ lực. Ta Thiên Thảo Sơn Trang, nhất định hết sức tương trợ. Dạ Lan nói, sư huynh, Di La Cung thế lực, không phải chuyện đùa, hơn nữa có Tuyệt Vân Thánh Tử chấn giữ, chúng ta muốn đối kháng, sợ rằng sẽ đặc biệt khó khăn, trước hay là nghe một chút tiểu Thảo Thần Đại Nhân ý kiến đi. Nàng là Thảo Thần Thiên Tôn lắng nghe người, mỗi lần gặp phải cái gì khó khăn khốn cục, liền sẽ hướng cỏ thần cầu nguyện, khẩn cầu đạt được cỏ thần chỉ dẫn. Hôm nay sẽ đối kháng Di La Cung. Tất nhiên không phải chuyện đùa, nàng chỉ muốn trước nghe một chút cỏ thần ý kiến. Diệp Thần trong bụng cảm kích, nói, đa tạ hai vị tương trợ, sau này các ngươi Thiên Thảo Sơn Trang,
có chuyện gì, ta luân hồi trận doanh vậy sẽ hết sức tương trợ. Dạ Lan nói, được rồi, Diệp thần đại ca, chúng ta trước nghe một chút tiểu thảo thần đại nhân thần dụ đi. Nói xong, nàng quay người trở lại thiên thảo sơn trang bên trong. Diệp thần và Trang Hải, cũng là lớn bước vào sơn trang. Chỉ gặp trong sơn trang ương trên đất trống, đứng sừng sững một pho tượng. Vậy pho tượng, chính là thảo thần thiên tôn pho tượng. Thảo thần thiên tôn hình dáng, nhìn như đặc biệt non nớt, lại là một cái 7-8 tuổi lớn bé gái hình tượng. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thế hệ này thảo thần thiên tôn, bề ngoài nhưng lại như là này còn tấm bé. Ở thảo thần thiên tôn dưới pho tượng, để một cái bàn, một tấm dây leo bện nhỏ đắng. Chỉ gặp một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào người phụ nữ, đang ngồi ở trên cái băng ghế, bưng một bản cổ xưa sách, ở thảo thần thiên tôn dưới pho tượng hiểu đọc. Người phụ nữ kia mang mặt nạ, vậy không thấy rõ nàng hình dáng. Chỉ bất quá, nàng hẳn không có ác ý. Bởi vì, nếu như nàng có ác ý, thảo thần thiên tôn pho tượng, sẽ có đặc thù khí tượng lững lờ, sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào kẻ địch. Vị này nữ thí chủ, sư muội ta cần trí khôn sách. Cùng thảo thần thiên tôn câu thông, mời thí chủ tạm thời để sách xuống cuốn. Trang Hải chắp hai tay, hướng vẩy áo bào đen người phụ nữ nói. Nàng là ai? Diệp thần thấp giọng hỏi. Là phương xa mà đến cầu người biết, nói muốn cảm ngộ trí khôn sách bí ẩn. Trang Hải nói, thật ra thì hắn cũng không biết, vẩy áo bào đen người phụ nữ thân phận chân thật. Bất quá, thiên thảo sơn trang và cổ Phật thánh địa như nhau, chân quý nhất điển tịch. Đều là hướng ngoại giới cởi mở. Người bất kỳ muốn theo đuổi trí khôn, đều có thể tới thiên thảo sơn trang, hiểu trí khôn sách, chỉ cần không có ác ý. Nhưng, cái này trí khôn sách, như Phật tổ chân kinh vậy thâm ảo, rất ít có người có thể hiểu, phần lớn người chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông. Cưỡng ép tìm hiểu nói, chỉ sẽ gặp bị trí khôn cắn trả. Trí khôn sách, là đệ nhất cỏ thần lưu lại thiên thư, hôm nay do thiên thảo sơn trang giữ. Dạ Lan muốn câu thông thảo thần thiên tôn mà nói, cũng cần trí khôn sách làm môi giới. Vậy áo bào đen người phụ nữ, quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trong suốt, nhìn xem Trang Hải cùng Dạ Lan, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp thần trên mình, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc ý, nhưng chớp mắt rồi biến mất, khôi phục rất nhanh lạnh nhạt hình dáng. Diệp thần thấy vậy áo bào đen người phụ nữ ánh mắt, nội tâm chấn động một cái, lại bắt được một chút quen thuộc thiên cơ, cùng Minh Đô có liên quan. Ngươi là Minh Đô nữ vương. Diệp thần bật thốt lên, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn nghe Dương Chiến nói qua, Minh Đô đã từng có một vị nữ vương, là Nham thần thiên tôn lắng nghe người. Sau đó nữ vương thần bí mất tích, đưa đến Minh Đô bị Lý Tuyệt Vân tàn sát. Nếu như nữ vương còn ở đó, Minh Đô có lẽ cũng sẽ không tiêu diệt. Hết thảy, ngay tức thì lộ chân tướng. Giờ khắc này, Diệp thần thấy cái này áo bào đen người phụ nữ. Trong thoáng chốc thiên cơ động minh, biết đối phương thân phận, chính là Minh Đô nữ vương không sai. Vậy áo bào đen người phụ nữ, nghe được Diệp thần điểm phá thân phận, trong mắt lộ ra to lớn vẻ khiếp sợ, lạnh giọng phủ nhận nói, người nói bậy bạ gì đó, cái gì Minh Đô nữ vương, ta có thể chưa nghe nói qua. Diệp thần nhướng mày một cái, không biết nàng vì sao không chịu thừa nhận, nói ta không biết ngươi năm đó, vì sao phải rời đi Minh Đô, nhưng con dân của ngươi, đang chờ ngươi trở về. Vậy áo bào đen người phụ nữ nói, người nếu như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, trên người nàng liền nổ lên một cổ hào hùng linh áp, đó lại là tiên đế cấp linh áp, làm người ta rung động. Trang Hải nói, vị này nữ thí chủ, ta thiên thảo sơn trang bên trong, không cho phép đánh nhau. Hắn ánh mắt ở Diệp thần và vậy áo bào đen trên người phụ nữ, lưu chuyển một tí, cũng là mang hồ nghi. Minh Đô nữ vương danh hiệu. Hắn tự nhiên nghe nói qua, hôm nay gặp vậy áo bào đen người phụ nữ, lại có thể bộc phát ra tiên đế cấp linh áp, chẳng lẽ nàng thật là Minh Đô nữ vương? Vậy áo bào đen người phụ nữ hừ một tiếng, khép lại trí khôn sách, nói thôi, các ngươi thiên thảo sơn trang, ngày hôm nay mạo phạm bổn tiên đế, cái này cuốn trí khôn sách, liền cho ta mượn mấy ngày, coi là bồi tội nói xin lỗi đi. Vừa nói, nàng liền đem trí khôn sách, nhận được trong ngực mình, lại là muốn trực tiếp mang đi. Trang Hải thất kinh, nói, vị này nữ thí chủ, trí khôn sách, quyết không thể bên ngoài mượn, đây là quy củ, người có thể ở ta thiên thảo sơn trang hiểu, nhưng không thể mang đi ra ngoài. Dạ Lan kêu lên,
này, số bà nương, ngươi muốn làm gì, ngươi dám mang đi Chí Khôn sách, tiểu thảo thần đại nhân không tha cho ngươi. Nàng tiếng nói rơi xuống, vậy thảo thần thiên tôn pho tượng, tóe ra một cổ đỏ thẫm ánh sáng, tựa như vậy truyền ra đáp lại. Thảo thần thiên tôn hiển hóa ra cái này cổ xích mang dị tượng, vậy chứng minh cái này áo bào đen người phụ nữ, mang theo địch ý. Cái này cổ xích mang dị tượng, mang theo thần linh uy áp, hướng vậy áo bào đen người phụ nữ bắn chết đi. Áo bào đen người phụ nữ tiên đế linh khí nổ lên, tạo thành bảo vệ, lại là chống cự cỏ thần uy áp, lui về phía sau hai bước, ha ha cười nói, ta chỉ là mượn xem mấy ngày, cũng không phải là muốn tư nuốt, chờ thêm mấy ngày, ta xem xong, tự nhiên sẽ đem quyển sách này trả lại. Ta khuyên các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bổn tiên đế muốn mang đi sách này, ai có thể cản ta. Coi như thảo thần thiên tôn ý chí hạ xuống, ha ha, nàng là chín thần bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại, ý chí của nàng, sợ rằng còn không đả thương được bổn tiên đế. Áo bào đen người phụ nữ nhìn thảo thần thiên tôn pho tượng, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Không nghi ngờ chút nào, đệ nhất cỏ thần quyền bính, là hết sức hắn khủng bố cường đại, bồi dưỡng được thế giới thụ, nối liền chư thiên thời không, sáng tạo ra một cái ổn định thế giới. Đệ nhất cỏ thần xưng bá kỷ nguyên, chư thiên thời không cực kỳ ổn định, không có bất kỳ phân tranh cùng giết hại, ổn định đến thành một cái đầm nước đọng bước. Nhưng đệ nhất cỏ thần sau khi chết, nàng quyền bính truyền thừa đến ngày hôm nay, uy năng đã thật to yếu bớt. Một mặt, là nàng quyền bính khí vận suy yếu, mặt khác, cũng là không có thích hợp người thừa kế. Chín thần thời đại cỏ thần, là chín thần bên trong duy nhất đứa nhỏ, nàng thật ra thì cũng không thể phát huy ra cỏ thần quyền chuôi uy lực. Ở chín thần tranh bá chiến tranh bên trong, cỏ thần trước nhất bị loại. Đến ngày hôm nay, nàng vậy khẩn cấp muốn một cái người thừa kế, thay thế nhỏ yếu nàng, tái hiện đệ nhất cỏ thần huy hoàng. Tuy nói cỏ thần nhỏ yếu, nhưng dẫu sao là Chí Khôn cùng sinh mạng đại biểu, vậy có vô số tín đồ. Dạ Lan và Trang Hải, chính là cỏ thần tín đồ, nghe được vậy áo bào đen người phụ nữ, như vậy khinh vũ cỏ thần, nhất thời giận dữ. Đàn bà thúi, dám làm nhục tiểu thảo thần đại nhân, thế giới thụ, cho ta trấn áp. Dạ Lan phẫn nộ dưới, liền muốn triệu hoán thế giới thụ hư ảnh đi ra. Vậy áo bào đen người phụ nữ ha ha cười một tiếng, thừa dịp Dạ Lan còn không triệu hoán thành công, một chưởng vỗ tới, cuồng bạo tiên đế uy áp, nhất thời cắt đứt Dạ Lan hơi thở, đem nàng một chưởng đánh bay. Sư muội, Trang Hải kinh hãi, vội vàng đi tới cứu giúp. Vậy áo bào đen người phụ nữ cười nhạt, liền muốn mang Chí Khôn sách, phi độn đi. Ngươi có thể đi, nhưng đồ cho ta lưu lại. Diệp Thần ánh mắt run lên, thấy vậy áo bào đen người phụ nữ muốn đi, lập tức một chưởng đánh ra. Kim quang nổ tung, đại tu di Phật pháp khí tượng, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay bùng nổ đến mức tận cùng, mênh mông vô cùng. Vậy áo bào đen người phụ nữ, cảm nhận được Diệp Thần đại tu di trưởng quay chụp, nhất thời mắt đẹp co rúm một cái, trong đầu nghĩ, uy lực thật là khủng khiếp. Không hổ là luân hồi chi chủ. Nàng lật đật xoay người lại một trưởng, tiên đế linh khí dâng trào, đón đỡ Diệp Thần trưởng pháp. Phịch! Hai tay giao kích, Diệp Thần thân thể sừng sững không nhúc nhích. Vậy áo bào đen người phụ nữ, nhưng là phốc xích một tiếng, máu tươi ói như điên, gương mặt trắng bệch, thân thể chật vật bay ngược. Luân hồi chi chủ, coi là người tàn nhẫn. Hôm nay thù, ta ghi nhớ. Áo bào đen người phụ nữ móc ra Chí Khôn sách, ném xuống đất, mặt đầy vẻ phẫn hận, xoay người phi độn đi. Dạ Lan và Trang Hải, thấy Diệp Thần một trưởng tới giữa, liền đem vậy áo bào đen người phụ nữ, đánh được hộc máu, chật vật chạy trốn, đều là rung động không dứt. Diệp Thần đại ca, người quả nhiên lợi hại, đây chính là tiên đế à. Dạ Lan kính nể không thôi, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, nàng cũng không dám tin tưởng. Đây chính là tiên đế cấp cường giả, lại có thể bị Diệp Thần một trưởng đánh lui. Diệp Thần thực lực, so với ở Thái Thượng Phật sẽ thời điểm, rõ ràng cường hãn rất nhiều. Không việc gì, may mắn thôi. Diệp Thần vỗ tay một cái, đem Chí Khôn sách nhặt lên, đưa cho Dạ Lan. Tuy nói lấy trước mắt Diệp Thần thực lực, có thể áp chế phổ thông tiên đế, nhưng muốn phải đối phó Lý Tuyệt Vân mà nói, không như vậy dễ dàng. Lý Tuyệt Vân bề ngoài tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, nhìn như xa xa không bằng tiên đế. Nhưng trong thực tế, người này tình huống, và Diệp Thần tương tự, cũng là huyết mạch mạnh mẽ, không thể nhìn bề ngoài tu vi.
Diệp Thần có thể vượt cấp tác chiến, Lý Tuyệt Vân cũng giống vậy. Người này có trụ quang huyết mạch, đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, có thể nói là thế giới hiện thật thứ nhất, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Cái loại này đối thủ, Diệp Thần trước kia còn chưa từng gặp qua. Bởi vì hắn trước kia gặp phải kẻ địch, huyết mạch cũng không có Lý Tuyệt Vân như thế đặc thù cùng cường hãn. Muốn đối phó Lý Tuyệt Vân và sau lưng hắn Di La Cung, dựa hết vào Diệp Thần một thân một mình, không khỏi quá mức hung hiểm, hắn muốn Thiên Thảo Sơn Trang trợ lực. Dạ Lan lấy lại trí khôn sách, nhẹ nhàng phất hết phía trên bụi bặm, cười nói, được rồi, Diệp Thần đại ca, vậy ta hiện tại câu thông cỏ thần, nghe một chút nàng có cái gì thần dụ, có thể dùng để đối phó Lý Tuyệt Vân. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ. Dạ Lan đầu ngón tay đè ở trí khôn trong sách mặt, hít sâu một hơi, hai tròng mắt khép hờ, thả ra tự thân linh khí, dung nhập vào trí khôn bên trong sách. Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi, cũng không biết Thảo Thần Thiên Tôn sẽ rơi xuống như thế nào thần dụ. Đợi một hồi, cũng không gặp có cái gì dị tượng, Dạ Lan nhưng mở mắt ra, một mặt vẻ ngạc nhiên. Diệp Thần nói, Dạ Lan cô nương, thế nào? Dạ Lan ngơ ngác nói, Diệp Thần đại ca, Tiểu Thảo Thần đại nhân nói, nàng. Nàng muốn cùng ngươi tự mình trò chuyện một chút. Diệp Thần chỉ mình, cũng là ngạc nhiên, nói, nàng muốn gặp ta. Dạ Lan đem trí khôn sách, đưa cho Diệp Thần, lại dặn dò nói, đúng vậy, nhưng, ngươi muốn chú ý, Tiểu Thảo Thần đại nhân, thật ra thì cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, ngươi luân hồi huyết mạch hơi thở, rất có thể sẽ làm bị thương nàng. Diệp Thần nhướng mày một cái, lại không nghĩ rằng Thảo Thần Thiên Tôn muốn gặp mình. Cái này trí khôn sách, chính là cùng cỏ thần liên lạc môi giới, nguyên quyển sách là dùng lá xanh chế thành, phía trên dùng màu tím cánh hoa chất lỏng, viết từng cái cổ xưa ký tự. Những chữ kia phù, Diệp Thần vậy xem không hiểu, nhưng hắn bưng trí khôn sách thời điểm, liền cảm thấy quyển sách này, đặc biệt thần bí, tựa như thật hàm chứa thế gian cao nhất trí khôn, có thể giải đáp hết thảy nghi vấn. Hắn dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ, thấy được ở năm tháng sông dài đi qua, trừ đệ nhất cỏ thần ra, duy nhất có thể hoàn toàn hiểu trí khôn sách người, chỉ có Thích Già Phật Tổ một người. Cho nên nói, hôm nay nắm trong tay cao nhất trí khôn người, nhưng thật ra là Thích Già Phật Tổ. Còn như thế hệ này Thảo Thần Thiên Tôn, liền nàng đều không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo trí khôn sách, có thể gặp cái này trí khôn sách thâm ảo. Ừ, ta sẽ chú ý, vậy ta liền gặp cỏ thần. Diệp Thần bưng trí khôn sách, nhắm mắt lại, tinh thần thấm vào. Ở hắn tinh thần, thấm vào trí khôn sách ngay tức thì, cả người giống như bị truyền tống đến một cái thế giới thần bí. Đây là một phiến cỏ xanh như nhân, phồn hoa nở rộ vườn hoa, chim ở trên trời bay lượn, mây trắng lững lờ, bầu trời xanh trong veo. Một cái bé gái, đang trong vườn hoa lay xích đu. Bé gái đó, ăn mặc màu xanh biếc quần cụt cùng áo sơ mi tay ngắn, da thịt trắng nõn, ngũ quan trắng nõn, mềm mịn vậy, xem hình dáng chỉ có 7-8 tuổi. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng tràn đầy vô hạn bể dâu cùng thê lương, thật giống như trải qua 5 tháng vô tận hành hạ, trên mặt thần sắc, cũng là ảm đạm ủy khuất, thấm ra một cổ sâu đậm cô quạnh cùng cô độc. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, ở một cái bé gái trong mắt, lại có thể sẽ có như thế thê lương thần sắc. Ngươi là, Thảo Thần Thiên Tôn. Diệp Thần nhìn cái này bé gái, lại vô hình có chút đau lòng đứng lên. Là ta, ngươi khỏe à, luân hồi chi chủ. Bé gái khẽ mỉm cười, cái nụ cười này hiển lộ ở nàng tịch mịch trên gương mặt, lộ vẻ được phá lệ thê lương. Thật xin lỗi, ta tu vi quá yếu, có lẽ không xứng xưng thần minh, để cho ngươi chê cười. Bé gái lại nói áy náy nói. Không cần phải nói thật xin lỗi. Diệp Thần tạm thời tới giữa, không biết nói cái gì cho phải. Thảo Thần Thiên Tôn thực lực, thật ra thì không hề yếu, chẳng qua là cho cái khác thiên đế chủ thần so sánh, lộ vẻ được nhỏ yếu mà thôi. Tiểu Thảo Thần nói, thật ra thì cỏ thần quyền bính, rất cường đại, nhưng ta không phát huy ra uy lực mà thôi, ta đức không xứng vị, cho nên ta cần một cái mới truyền nhân, thừa kế cỏ thần quyền chuôi, tái hiện đệ nhất cỏ thần tỷ tỷ vinh quang, ta là không được. Diệp Thần nói, Thảo Thần Thiên Tôn, ngươi nói quá lời, ngươi có thể trở thành chín thần một trong, nhất định có chỗ hơn người. Tiểu Thảo Thần lắc lắc đầu nói, đó là đệ nhất cỏ thần tỷ tỷ lưu lại quyền bính lợi hại mà thôi, cùng ta không liên quan, không cần kêu ta Thiên Tôn, ta tên gọi Xanh Nghiên. Diệp Thần nói, Xanh Nghiên, ừ, ta ghi nhớ.
Tiểu Thảo Thần cười nói, được, vậy ta kêu ngươi Diệp Thần ca ca, ha ha, tuy nói ta tu vi yếu một chút, nhưng ta đối trí khôn sách hiểu, cũng kém không nhiều đến đại viên mãn bước, chỉ kém một trang cuối cùng không có thể lĩnh ngộ. Ngươi có cái gì nghi vấn, liền cứ hỏi ta đi, ta có thể giải đáp. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chính là nói thẳng vào vấn đề nói, ta muốn đối kháng Lý Tuyệt Vân, bắt được Phù Sinh Tuyệt Mệnh, thậm chí là đánh chết Di La Cung cung chủ, mang Thiên La. Diệp Thần còn nhớ Pháp Hoa Tôn giả giao phó. Pháp Hoa Tôn giả muốn nhất, chính là đánh chết mang Thiên La trả thù. Năm đó hắn thiếu chút nữa thì có thể phi thăng không không, kết quả lại bị mang Thiên La cắt đứt, cừu hận này, hắn một mực khắc ghi tại tâm. Diệp Thần tự nhiên vậy sẽ không quên, cũng muốn là Pháp Hoa Tôn giả trả thù. Tiểu Thảo Thần cúi đầu trầm ngâm một hồi, nói, a, những chuyện này cũng không quá dễ dàng, người muốn cùng Lý Tuyệt Vân cướp đoạt Phù Sinh Tuyệt Mệnh, cứng đối cứng là không được. Diệp Thần nghe Tiểu Thảo Thần mà nói, cũng là gật đầu một cái. Hắn cũng biết, Lý Tuyệt Vân thế lực mạnh mẽ, cứng đối cứng cũng không phải là thiện sách. Xanh Nhiên muội muội, vậy ngươi có cách gì? Diệp Thần hỏi. Nếu cứng đối cứng không được, hắn muốn nghe một chút Tiểu Thảo Thần có biện pháp gì. Tiểu Thảo Thần nói, cái đó Lý Tuyệt Vân, hắn không phải ở thu nhận ba cái hộ đạo giả sao? Khả năng này là một cửa đột phá. Diệp Thần hỏi, làm sao đột phá? Chẳng lẽ ngươi muốn gọi ta dịch dung cải trang, che giấu hơi thở, làm hắn hộ đạo giả, lặng lẽ đến gần hắn bên người sao? Tiểu Thảo Thần lắc lắc đầu nói, làm hắn hộ đạo giả, cần thể thay hắn hy sinh, ngươi khẳng định không thể tự mình đi, nhưng ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần trong bụng nghi ngờ nói, làm sao giúp? Tiểu Thảo Thần nói, a, ta có thể tự ảo tưởng bên trong, sáng tạo một cái chính xác tiên đế đi ra, để cho hắn đi làm Lý Tuyệt Vân hộ đạo giả. Vừa nói, Tiểu Thảo Thần nhỏ hết sức non nớt tay, nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết. Trong hư không, nhất thời lục quang tràn ngập, mạnh mẽ sức sống thả ra, mặt đất vô số cỏ xanh cùng sinh mạng hơi thở tụ đến, nhanh chóng buộc vòng quanh một bóng người. Ngay chớp mắt, Tiểu Thảo Thần bỗng sáng tạo ra một người. Đó là một cái ông già, tản mát ra chính xác tiên đế cấp hơi thở, vô cùng mạnh mẽ. Gặp qua Tiểu Thảo Thần đại nhân. Vậy ông già một sản sinh ra tới, chính là cung kính hướng Tiểu Thảo Thần thi lễ. Diệp Thần thấy Tiểu Thảo Thần đang hô hấp tới giữa, bỗng sáng tạo ra một cái chính xác tiên đế, nhất thời vô cùng kinh hãi. Tiểu Thảo Thần ở chín thần bên trong, thực lực nhỏ yếu nhất, nhưng xem nàng sáng tạo chính xác tiên đế thủ đoạn thần thông, cũng biết nàng cỏ thần quyền chuôi, chân thực không phải lãng đắc hư danh. Tiểu Thảo Thần non nớt gương mặt, hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên sáng tạo một cái chính xác tiên đế, lấy nàng trước mắt lực lượng mà nói, vẫn có chút cố hết sức. A, à, ngươi sau này thì kêu Thanh Mộc Vương đi, ngươi chính là Thiên Thảo Sơn trang trang chủ. Ngươi đi làm Lý Tuyệt Vân hộ đạo giả. Tiểu Thảo Thần nhìn vậy ông già, phân phó nói. Ông già có danh hiệu, từ nay về sau, liền kêu Thanh Mộc Vương. Thanh Mộc Vương cung kính nói, cần tuân Tiểu Thảo Thần đại nhân pháp chỉ. Tiểu Thảo Thần đầu nhẹ một chút, lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, ngươi liền đi theo Thanh Mộc Vương bên người, ngụy trang thành đệ tử của hắn, hắn nếu là làm Lý Tuyệt Vân hộ đạo giả, ngươi cũng có thể đi theo hắn cùng nhau, tiến vào Minh Đô lòng đất, tìm Phù Sinh Tuyệt Mệnh. Diệp Thần đại hỉ, nói, Xanh Nhiên muội muội, ngươi cái biện pháp này tốt, ngươi quả nhiên chấp trưởng thế gian cao nhất trí khôn, lập tức nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Nếu là để cho Diệp Thần đi làm hộ đạo giả, cũng không thích hợp, bởi vì cần thề là Lý Tuyệt Vân hy sinh. Nhưng để cho Thanh Mộc Vương đi, Diệp Thần lại ngụy trang thành Thanh Mộc Vương đệ tử, vậy thì giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng không cần bại lộ thân phận mình. Tiểu Thảo Thần lắc lắc đầu nói, không phải, ta cũng không chấp trưởng thế gian cao nhất trí khôn. Trí khôn sách, ta còn có một trang cuối cùng không cách nào nhìn thấu. Vậy một trang cuối cùng, chủ yếu là một cái tình chữ. Một chữ tình, đối ta lại nói, nghi hoặc vẫn là quá lớn, à, ta. Ta không hiểu những thứ này. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thảo Thần thần sắc rất là phiền não, lại có điểm đỏ mặt bất đắc dĩ hình dáng. Nàng cuối cùng là một cái bé gái, không giải được cái này chữ tình. Đây là nàng duy nhất không cách nào cởi ra nghi hoặc. Nguyên, thì ra là như vậy. Diệp Thần có chút cười khanh khách, không nghĩ tới Tiểu Thảo Thần không thể hiểu được đồ, lúc đầu chính là một cái chữa tình. Tiểu Thảo Thần nói, tốt lắm,
không nói những thứ này, ta giúp ngươi dịch dung cải trang, che giấu hơi thở, ngươi chỉ cần không bại lộ luân hồi thần thông, ai cũng không nhìn ra thân phận chân thực của ngươi. Tay nàng chỉ nhẹ một chút, một đạo bích lục chói lọi, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Trong thoáng chốc, Diệp Thần bề ngoài dung mạo, toàn bộ thay đổi, biến thành một người bình thường hình dáng. Hắn luân hồi hơi thở, cũng bị che giấu đi. Thay vào đó, là thiên thảo sơn trang linh khí chập chờn. Nếu như có người ngoài ở chỗ này, khẳng định không nhìn ra Diệp Thần thân phận, chỉ lấy là hắn là thiên thảo sơn trang đệ tử. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta biến thành bộ dáng này, Lý Tuyệt Vân khẳng định không nhận ra ta. Lập tức hướng Tiểu Thảo Thần chắp tay nói cảm ơn, đa tạ ngươi, Xanh Nghiên muội muội. Tiểu Thảo Thần cười nói, không cần, chúng ta là bạn. Đúng rồi, vậy phiến Minh Đô lòng đất vực sâu, rất có thể sản sinh ra một loại chân quý vật liệu, kêu đen ngục tinh, ngươi có thể lưu ý một tí. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đen ngục tinh. Tiểu Thảo Thần nói, đúng vậy, đen ngục tinh, là một loại đặc biệt chân quý quáng vật, là hắc ám cùng mặt đất kết tinh. Năm đó Thiên Khải Chí Tôn, chế tạo Nhân Hoàng Thánh Đao và Phù Sinh Tuyệt Mệnh thời điểm, cũng sử dụng cái loại này quáng vật kết tinh. Ngươi nếu có thể bắt được đen ngục tinh, đem núc nóng đến ngươi luân hồi thiên kiếm bên trong, đủ để cho ngươi luân hồi thiên kiếm, thăng cấp là không vô thần khí. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái này đen ngục tinh, lại có thể như vậy lợi hại. Tiểu Thảo Thần nói, đúng vậy, coi như là ở Thái Thượng Thế Giới, cái này đen ngục tinh cũng là rất chân quý vật liệu. Ta trong mơ hồ dòm ngó thấy, ở Minh Đô lòng đất vực sâu, cơ duyên dưới tạo hóa, đã sản sinh ra cái loại này quáng vật, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đủ để cho ngươi luân hồi thiên kiếm thăng cấp, ngươi không nên bỏ qua. Diệp Thần gật đầu nói, được, Xanh Nghiên muội muội, đa tạ nhắc nhở. Tiểu Thảo Thần cười nói, tốt lắm, Diệp Thần ca ca, ngươi đi đi, vạn sự chú ý. Vậy phiến Minh Đô vực sâu, vô cùng sát hắc ám hội tụ. Có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu ma vật hoành hành, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không muốn bại lộ luân hồi thần thông, nếu không sẽ bị Lý Tuyệt Vân phát hiện. Cái đó Lý Tuyệt Vân, là thiên nữ sư huynh, có trụ quang huyết mạch, đặc biệt khó đối phó, ngươi nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, ngàn vạn lần không thể ra tay. Diệp Thần nói, ừ, ta biết. Lập tức, Diệp Thần và Thanh Mộc Vương, từ cỏ thần trong thế giới đi ra, lần nữa trở lại thiên thảo sơn trang. Diệp Thần hướng Dạ Lan và Trang Hải, đơn giản nói mới vừa sự việc. Hai người nghe được Tiểu Thảo Thần vô căn cứ tạo một cái chính xác tiên đế đi ra, phải giúp Diệp Thần phá cuộc, đều là khiếp sợ, lại xúc động Tiểu Thảo Thần thần thông vĩ đại. Từ nay về sau, Thiên Thảo Sơn Trang thì có trang chủ, chính là Thanh Mộc Vương. Đây là, Lý Tuyệt Vân muốn mời thu ba cái hộ đạo giả tin tức, vậy truyền đến Thiên Thảo Sơn Trang. Thanh Mộc Vương lúc này mang Diệp Thần lên đường. Diệp Thần đã sớm dịch dung cải trang, che giấu hơi thở, giả trang thành Thanh Mộc Vương đệ tử, dùng tên giả Trần Dạ. Hai người phá toái hư không, đi tới Minh Đô. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này phiến Minh Đô thế giới, trải rộng trùng trùng cấm pháp, đặc biệt nhằm vào hắn. Bất quá, hắn ở Tiểu Thảo Thần dưới sự giúp đỡ, đã sớm che giấu hơi thở, ai cũng không nhìn thấu hắn thân phận, vậy không kích động cấm pháp. Hai người đặc biệt thuận lợi. Liền tiến vào Minh Đô bên trong, đi tới Minh Đô phế tích chính giữa nhất Di La Cung Đại Điện. Lý Tuyệt Vân tiêu phí thiên danh tác, thu nhận hộ đạo giả, đã sớm kinh động thiên ngoại thiên thế giới, rất nhiều cường giả văn phong tới, thậm chí có chút lánh đời lão quái vật, vậy đều xuất động. Dẫu sao 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc, cái này bút thù lao, đủ để cho vô lượng cảnh cao thủ, cũng làm động tâm. Ở Di La Cung trên quảng trường, sớm đã là đầy ấp người. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn người này tiếng ồn ào tình cảnh. Hắn đánh giá người chung quanh, cũng là bắt được không thiếu khí tức cường đại. Có hai cái nam tử, hơi thở phá lệ hung hãn, đưa tới Diệp Thần chú ý. Một người trong đó, tướng mạo đặc biệt tuấn mỹ, dáng vẻ gầy yếu, xem hình dáng là người đàn ông, nhưng tư thái động tác nếu như cô gái vậy mềm yếu, cả người tản mát ra một cổ tà mị yêu khí. Cái này cổ yêu khí lại có thể để cho Diệp Thần có chút lòng rung động. Là vạn yêu giới cao thủ, rất có thể chính là vạn yêu giới giới vương. Diệp Thần bắt được một cổ hết sức quen thuộc nhân quả, cùng luân hồi lục giới có liên quan. Vạn yêu giới, chính là luân hồi lục giới một trong. Luân hồi lục giới bên trong, địa ngục giới,
chúng sanh giới, thần thiên giới giới vương, diệp thần đều đã gặp qua, quỷ vương giới vậy từng đi qua. Cái này vạn yêu giới giới vương, diệp thần cho tới bây giờ không gặp qua. Vậy yêu dã tà mị nam tử, rất có thể chính là vạn yêu giới giới vương, tu vi ở chính xác tiên đế đỉnh cấp, vô hạn đến gần chân chính tiên đế. Chính xác tiên đế đỉnh cấp, lấy ta hôm nay thực lực, đủ để chém giết. Diệp thần trong bụng nghĩ ngợi, nếu như là ở dĩ vãng nói, hắn đối mặt luân hồi lục giới giới vương cường giả, có thể chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng hôm nay, hắn đã có ung dung chém giết năng lực. Chính xác tiên đế đỉnh cấp cao thủ, ở hắn trong mắt, đã không coi vào đâu. Luân hồi lục giới, phụng chí cao cổ thần ý chí sáng lập, đã từng lấy chu diệt luân hồi là nhiệm vụ của mình. Nhưng hôm nay, cho dù là sáu giới giới vương cộng lại, cũng không phải diệp thần địch thủ. Diệp thần hôm nay chiến lực cường đại, đã đến tình cảnh này. Khác một người đàn ông, thân thể dũng mãnh, cả người tản ra địa ngục tu la vậy sát khí. Là tu la giới giới vương sao? Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, thiên cơ thấy rõ dưới, liền cảm thấy nam tử này, rất có thể chính là tu la giới giới vương. Vạn yêu giới và tu la giới giới vương, đều xuất động, chẳng lẽ bọn họ chỉ là hướng về phía 5.000 nguyên ngọc tới? Diệp thần trong bụng nghĩ ngợi, mơ hồ cảm thấy không đơn giản. Hắn nhớ lại tiểu thảo thần mà nói, trong lòng đất vực sâu bên trong, tồn tại một loại đặc thù quáng vật vật liệu, đó chính là đen ngục tinh. Cái loại này vật liệu, đặc biệt chân quý, coi như dùng nguyên ngọc vậy không mua được. Chẳng lẽ, vạn yêu giới và tu la giới giới vương, là hướng về phía đen ngục tinh tới? Đang trong suy nghĩ, chợt nghe đám người bên trong, có người kêu lên. Tuyệt Vân Thánh Tử tới. Diệp thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Di La Cung trong đại điện, một cái người đàn ông đồ trắng sải bước đi ra. Cái đó người đàn ông đồ trắng, phong thần anh tuấn, phối hợp thân tản mát ra một cổ tôn quý vinh dự hơi thở, vừa thấy chính là thân ở địa vị cao nhân vật lớn. Hắn chính là thiên nữ sư huynh, Di La Cung thánh tử, Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân cảnh giới tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, nhưng hắn tản ra huyết mạch uy áp, nhưng là thông thiên đường cùng, rung động tinh không, mang cho người to lớn uy bách cảm. Đó là trụ quang huyết mạch thần uy. Trụ quang huyết mạch, cho dù dõi mắt chư thiên thời không, cũng là đủ để bước lên trước 10 đáng sợ thể chất. Diệp thần nhìn Lý Tuyệt Vân một mắt, liền có thể khẳng định, người này tuyệt khó đối phó, so với phổ thông tiên đế còn cường hãn hơn rất nhiều. Cái này Lý Tuyệt Vân, tình huống ngược lại là và ta có chút tương tự, cũng là bởi vì là huyết mạch quá mạnh mẽ, cho nên thăng cấp đặc biệt chậm, cảnh giới đột phá muốn so với người thường khó khăn rất nhiều. Diệp thần nghĩ thầm, Lý Tuyệt Vân thành tựu thiên nữ sư huynh, thiên phú lớn lao, nếu như là vậy dưới tình huống, hắn hiện tại cũng có thể tu luyện tới tiên đế. Nhưng, huyết mạch hắn cường hãn. Cường đại huyết mạch, đưa đến hắn cảnh giới đột phá, xa so với người thường khó khăn, đến trước mắt cũng chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba. Bất quá, hắn và Diệp thần như nhau, cũng là có vượt cấp tác chiến năng lực. Dựa vào trụ quang huyết mạch thần uy, cái này Lý Tuyệt Vân, thậm chí có thể nghịch phạt tiên đế. Dĩ nhiên, cùng Diệp thần luân hồi huyết mạch so sánh, Lý Tuyệt Vân huyết mạch, phẩm chất còn chưa đủ. Đồng dạng là vượt cấp tác chiến, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5 Diệp thần, liền có thể nghịch phạt phổ thông tiên đế. Nếu là Diệp thần đến vô lượng cảnh, hắn chỉ sợ là hoành đẩy thế giới hiện thật vô địch. Đa tạ các vị không xa ngàn vạn dặm, đại giá đến chơi ta Di La Cung, bản thánh tử không khỏi vinh hạnh. Lý Tuyệt Vân sải bước đi ra, mang trên mặt mỉm cười, hướng trên quảng trường các võ giả chắp tay. Hồng Hân và Di La Cung mấy trưởng lão, đi theo ở Lý Tuyệt Vân sau lưng. Trên quảng trường đám người một hồi hàn huyên khách sáo, không ít người trong mắt mang một chút kính sợ. Hôm nay Lý Tuyệt Vân, không chỉ là Di La Cung thánh tử, sau lưng thậm chí cùng tím Hoàng Tiên Cung, cũng có thiên ti vạn lũ liên lạc. Bởi vì, hắn sư phụ Nguyễn Thiếu Người, đã trở lại tím Hoàng Tiên Cung, trở thành nhân vật quyền cao chức trọng. Lý Tuyệt Vân cũng không nói nhảm quá nhiều, nhàn nhạt nói, bản thánh tử ngày hôm nay, là muốn thu nhận ba vị hộ đạo giả, theo ta cùng vào xuống dưới đất tìm bảo. Hộ đạo giả thù lao, là 5.000 viên thượng phẩm nguyên ngọc. Nghe Lý Tuyệt Vân mà nói, trong đám người cũng là vang lên một hồi xôn xao tiếng. Rất nhiều võ giả ngày hôm nay tới, cũng là hướng về phía vậy 5.000 nguyên ngọc. Muốn trở thành là ta hộ đạo giả, quy củ rất đơn giản,
chỉ cần có thể đột phá ta tầng này thời gian bình phong che chở là được. Lý Tuyệt Vân cả người linh khí bỗng nhiên dâng trào ra, quy luật năng lượng hỗn loạn, các loại thời gian pháp tắc, thời gian lực, từ mênh mông bát hoang, cuồn cuộn tới, hội tụ đến hắn bên người, hình thành một tầng trắng xóa thời gian bình phong che chở. Tầng này thời gian bình phong che chở, tràn ngập cực hạn thời gian pháp tắc lực lượng, từng đạo cổ xưa lúc phù văn lóe lên, mơ hồ biến ảo thành đồng hồ cát chảy, bóng mặt trời, tháng nghi, tinh thần vân. Vân đồ đằng khí tượng, đặc biệt nguy nga. Những người ở chỗ này, thấy tầng này thời gian bình phong che chở, nhất thời xôn xao. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, tầng này thời gian bình phong che chở nghiêm mật cùng vững chắc, trong đó vừa tối ngậm các loại thời gian pháp tắc giết hại, muốn đột phá, tuyệt không phải chuyện dễ. Cái này Lý Tuyệt Vân, quả nhiên không đơn giản. Hắn tầng này thời gian bình phong che chở, ta muốn đột phá, trừ phi là vận dụng luân hồi thần thông. Diệp Thần nhìn bao phủ Lý Tuyệt Vân thân thể thời gian bình phong che chở, cũng là cảm thấy một hồi khó giải quyết. Tại chỗ rất nhiều cường giả bên trong, có một cái ông già trước tiên trước đi ra, lạnh nhạt nói. Nghe nói Tuyệt Vân Thánh Tử, chấp trưởng thế gian tột cùng nhất thời gian pháp tắc, lão phu ngày hôm nay liền lãnh giáo một chút Thánh Tử đại nhân thần thông. Nói xong, ông già sải bước ra, sử dụng một cái sắc bén phi kiếm, hướng Lý Tuyệt Vân trên mình thời gian bình phong che chở chém tới. Lý Tuyệt Vân mặt lộ vẻ nụ cười, chắp hai tay sau lưng, không tránh không tránh. Chanh! Lão giả kia phi kiếm, chém ở đó tầng thời gian bình phong che chở trên, nhưng giống như chém ở tường đồng vách sắt lần trước vậy, phát ra kim thiết giao mâu thanh âm. Hạ một sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp lão giả kia phi kiếm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô mục nát đi xuống, ngay chớp mắt liền hóa thành sắt vụn, thật giống như bị gặp phải hàng tỷ kỷ nguyên năm tháng mài mòn, trên thân kiếm hiện đầy rỉ. Ai yêu? Ông già thất kinh. Không nghĩ tới Lý Tuyệt Vân thời gian pháp tắc ăn mòn, lại có thể như vậy lợi hại. Đáng sợ hơn phải, tầng kia thời gian bình phong che chở, tản mát ra thời gian pháp tắc cắn trả, đã ăn mòn đến cái này ông lão trên người. Ông già à một tiếng hét thảm, gặp đến thời gian pháp tắc giết hại, trong phút chốc ra thịt tiêu trừ, hóa thành một bộ xương khô, lại là sống sờ sờ già yếu mà chết. Thấy ông già phi kiếm lâm vào là sắt vụn, người lại hóa thành xương khô. Toàn trường mọi người đều là kinh hãi. Lý Tuyệt Vân thời gian pháp tắc uy lực, đủ để đem phổ thông vô lượng cảnh cường giả, trực tiếp mục nát thành xương khô, thật là quá mức khủng bố. Đó là trụ quang huyết mạch thần uy. Có trụ quang huyết mạch Lý Tuyệt Vân, thật là giống như là thời gian nắm giữ, mạnh mẽ vô cùng. Bản thánh tử tu vi nhỏ yếu chút, nhưng đối với thời gian pháp tắc, rất có tinh nghiên, các vị cũng không muốn khinh thường. Lý Tuyệt Vân cười nhạt. Nhìn vậy đã hóa thành xương khô ông già, trong mắt nhưng là mang vẻ đắc ý cùng khinh thường. Đám người gặp Lý Tuyệt Vân thời gian pháp tắc tu vi, như vậy lợi hại, tạm thời tới giữa, nhưng không ai dám tiến lên. Ta đi thử một chút đi. Đây là, một cái khí chất yêu dã, tướng mạo tuấn Mỹ nam tử, mỉm cười đi ra. Lý Tuyệt Vân ánh mắt hơi chăm chú, cảm nhận được nam tử này hơi thở, tựa hồ có chút không đơn giản, liền hỏi các hạ là. Nam tử kia niêm liền một cái lan hoa chỉ, cười nói, ta kêu yêu dạ, là vạn yêu giới giới vương, gặp qua Tuyệt Vân Thánh Tử. Lý Tuyệt Vân nói, nguyên lai là vạn yêu giới giới vương, yêu dạ các hạ, người muốn làm ta hộ đạo giả. Yêu dạ cười một tiếng, nụ cười rất là tà mị, nói, đúng vậy, vậy 5.000 nguyên ngọc, ta cũng là tim thèm rất. Lý Tuyệt Vân ha ha cười nói, truyền thuyết vạn yêu giới là luân hồi lục giới một trong, tuân theo đà đế cổ thần ý chí mà sống. Chính là 5.000 nguyên ngọc, lại có thể cũng có thể đưa tới yêu dạ tọa hạ đại giá sao? Hắn âm thầm trong đầu nghĩ, cái này yêu dạ, khẳng định không phải là vì nguyên ngọc như thế đơn giản. Yêu dạ cười nói, tóm lại, ta thề, nếu như có thể lên làm thánh tử hộ đạo giả, lúc cần thiết, ta thành thánh tử hy sinh là được. Lý Tuyệt Vân nói, nếu như yêu dạ tọa hạ, có thể trở thành ta hộ đạo giả, bản thánh tử cũng là không khỏi vinh hạnh. Yêu dạ vừa cười một tiếng. Rồi sau đó chính xác tiên đế linh khí bùng nổ, yêu khí ngất trời, mảnh khảnh bàn tay vung ra, rắc rắc một tiếng, liền đem Lý Tuyệt Vân thời gian bình phong che chở, chấn khai một cái khe hở. Lý Tuyệt Vân thấy vậy, gật gật đầu nói, yêu giả tọa hạ quả nhiên thần thông kinh người, lại có thể đột phá ta thời gian pháp tắc, người có tư cách làm ta hộ đạo giả. Yêu giả cười nói, vậy thì cảm ơn Tuyệt Vân Thánh Tử, ha ha,
cũng đừng quên vậy 5.000 nguyên ngọc. Lý Tuyệt Vân nói, cái này tự nhiên, ta trước cho ngươi một nửa, to như vậy hạ tìm bảo kết thúc, lại cho ngươi một nửa kia. Vừa nói, hắn liền sử dụng 2.500 nguyên ngọc, đều là thượng phẩm, giao cho yêu dạ. Đa tạ. Yêu dạ nhận lấy nguyên ngọc, cười híp mắt nói cảm ơn. Đám người thấy vậy số lượng phong phú nguyên ngọc, đều là động tâm không dứt. Yêu dạ lui ra sau đó, không ít người lục tục thử nghiệm, nhưng đều không cách nào đột phá Lý Tuyệt Vân thời gian bình phong che chở, thậm chí có người gặp đến thời gian pháp tắc giết ngược, bị ăn mòn thành một chồng xương khô. Diệp Thần thấy vậy, rất muốn tự mình lên đi thử một chút, cảm thụ hạ Lý Tuyệt Vân thần thông, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cũng là một đám phế vật, để cho bản đại gia tới đi. Đây là, một cái phối hợp thân như đẫm máu, thân hình dũng mãnh, tu la sát khí nổ tung nam tử, sải bước đi ra. Các hạ là, tu la giới giới vương, a tu la vương. Lý Tuyệt Vân ánh mắt động một cái, mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, biết nam tử này thân phận. Hi hi, chính là bản đại gia không sai. Tuyệt Vân thánh tử, người muốn thu nhận hộ đạo giả, vậy thì do bản đại gia bảo vệ ngươi. 5.000 viên thượng phẩm nguyên ngọc, một viên đều không thể thiếu. A Tu La Vương cười gằn, sải bước đi lên đi trước. Lý Tuyệt Vân khẽ cau mày, trong đầu nghĩ, vạn yêu giới và Tu La giới giới vương, đồng thời xuất hiện, bọn họ muốn làm gì? Hắn tự nhiên không sẽ cho rằng, dựa hết vào 5.000 thượng phẩm nguyên ngọc, là có thể đưa tới luân hồi lục giới giới vương. Vạn yêu giới và Tu La giới giới vương, xuất hiện ở nơi này, khẳng định khác có ý đồ mưu. Rắc rắc, chỉ gặp A Tu La Vương, sải bước tiến lên, hung hăng một quyền, liền đem Lý Tuyệt Vân thời gian bình phong che chở, đánh ra một cái lỗ thủng lỗ hổng. A Tu La Vương thần thông như vậy, bản thánh tử bội phục. Lý Tuyệt Vân lui về sau hai bước, linh khí vận chuyển, đem vậy thời gian bình phong che chở lỗ hổng tu bổ, lại hướng A Tu La Vương chắp tay. Hi hi, Tuyệt Vân thánh tử, bản đại gia có tư cách bảo vệ ngươi sao? A Tu La Vương cười nói. Có thể. Lý Tuyệt Vân gật đầu một cái, cẩn thận suy diễn thiên cơ cát hung, liền cảm thấy A Tu La Vương và yêu dạ, có thể khác có ý đồ mưu, nhưng cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Bọn họ hai cái, làm hắn hộ đạo giả, mới có thể bảo vệ được hắn, để cho hắn miễn đi rất nhiều nhiều phiền toái. Coi như khác có ý đồ mưu, cũng là cùng hắn không liên quan. Lập tức, Lý Tuyệt Vân cũng đem một nửa nguyên ngọc thù lao, trước cho A Tu La Vương. Ba cái hộ đạo giả, còn dư lại cái cuối cùng danh ngạch. Tiền bối, ngươi nên ra tay. Diệp Thần thấp giọng hướng Thanh Mộc Vương nói. Thanh Mộc Vương gật đầu một cái, sải bước đi ra, cất cao giọng nói, Tuyệt Vân thánh tử, lão phu là Thiên Thảo Sơn trang trang chủ Thanh Mộc Vương, cũng muốn thành thánh tử hộ đạo. Nghe vậy, Lý Tuyệt Vân nhướng mày một cái, nhìn Thanh Mộc Vương, nói Thiên Thảo Sơn trang lúc nào, ra một cái trang chủ. Cái này Thanh Mộc Vương danh hiệu, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thanh Mộc Vương thần sắc bình tĩnh, nói, lão phu một mực bế quan, thánh tử chưa từng nghe qua cũng là bình thường, lão phu cũng muốn vậy 5.000 nguyên ngọc, dùng để tăng tiến tu vi. Nếu có thể thành thánh tử hộ đạo, lão phu lúc cần thiết, có thể thành thánh tử hy sinh. Lý Tuyệt Vân bấm ngón tay tính toán, dòm ngó thiên cơ, quả nhiên liền rõ ràng bắt được, Thiên Thảo Sơn trang đúng là có một cái trang chủ. Chính là trước mắt hắn Thanh Mộc Vương không sai. Xấu hổ, là bản thánh tử kiến thức nông cạn, trước kia chưa từng nghe qua tiền bối danh hiệu. Lý Tuyệt Vân nói. Không sao. Thanh Mộc Vương khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, một chỉ điểm ra, một đạo xanh biếc thần mang, mang chính xác tiên đế uy áp, còn có một chút thảo thần thiên tôn ý chí uy năng, tại chỗ liền xuyên thấu Lý Tuyệt Vân thời gian bình phong che chở, thiếu chút nữa công kích được trên người hắn. Lý Tuyệt Vân lấy làm kinh hãi, nghiêng người né tránh, nói tiền bối thần thông kinh thiên, bản thánh tử bội phục. Thanh Mộc Vương cười nói, lão phu có tư cách làm thánh tử hộ đạo giả sao? Lý Tuyệt Vân gật đầu một cái, liền đem một nửa nguyên ngọc thù lao, cũng cho Thanh Mộc Vương. Ba cái hộ đạo giả danh ngạch, lúc này xác định, theo thứ tự là Thanh Mộc Vương, yêu dạ, A Tu La Vương. Ba người đều là thề, nói nếu như tại dưới lòng đất. Đụng phải nguy hiểm gì, nhất định thề bảo vệ Lý Tuyệt Vân, lúc cần thiết hy sinh cho hắn. Dĩ nhiên, như vậy hộ đạo, trên thực tế chỉ là ngắn ngủi giao dịch. To như vậy để tìm bảo kết thúc,
bọn họ và Lý Tuyệt Vân tới giữa nhân quả, liền muốn chung kết. Hộ đạo giả danh ngạch xác định, không được chọn mọi người, chính là có chút ủ rũ cúi đầu rời đi. Lý Tuyệt Vân lại triệu tập mười mấy Di La Cung cường giả, cùng lên đường đi lòng đất vực sâu, Hồng Hân vậy ở trong đó. Diệp Thần thành tựu Thanh Mộc Vương đệ tử, xen lẫn trong đội ngũ bên trong, ai vậy không có để ý hắn. Đoàn người ào ào lên đường, bước vào thế giới lòng đất bên trong. Minh đồ thế giới lòng đất, hắc ám khí thức tràn ngập, sát khí trên đất mạch gian dâng trào, hoàn cảnh mười phần tồi tệ. Cái này phiến thế giới lòng đất, còn cất giữ nham thần thiên tôn lúc ban đầu một chút hắc ám ý chí thần uy, cho nên phá lệ hung hiểm. Cái này thế gian nhất cực hạn hắc ám, thật ra thì không ở trên trời, mà ở dưới đất. Nham thần thiên tôn lúc ban đầu thời điểm, nắm trong tay cực hạn mặt đất cùng hắc ám quy luật, cổ lực lượng này thập phần cường đại đến liền nham thần thiên tôn mình, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Càng về sau, nham thần thiên tôn vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bộ phận thần cách bóc ra, sắp tối ám cùng dơ bẩn chia lìa, ngưng tụ thành lúc ban đầu tử thần quyền bính. Ở hắc ám còn không chia lìa trước, nham thần thiên tôn là cao cấp nhất thiên đế chủ thần, uy áp thích giả Phật tổ, hùng bá chư thiên vô địch, chỉ có trong truyền thuyết thần bí nhất nguyên thiên đế, có thể cùng hắn chống lại. Bất quá như thế cường đại lực lượng, chính hắn cũng không nắm được, chỉ có thể chóc bộ phận thần cách. Cái gọi là tử thần quyền bính, chính là từ nham thần thiên tôn trên mình bóc ra. Hiện tại ở Minh Đô lòng đất vực sâu, còn cất giữ nham thần thiên tôn lúc ban đầu hắc ám ý chí, sát khí cực kỳ khủng bố. Si Phong thượng nhân năm đó đem phù sinh tuyệt mệnh, chôn giấu ở chỗ này, chỉ sợ cũng không muốn lại moi ra. Diệp Thần lẩm bẩm, ở hắc ám lòng đất bên trong tiến về phía trước, chung quanh từng cơn sát khí gào thét tới, làm được hắn cũng có chút nghẹt thở. Năm đó, Si Phong thượng nhân đem phù sinh tuyệt mệnh, chôn giấu ở nơi này, rất có thể liền không dự định lần nữa moi ra. Bởi vì chỗ này, chân thực quá mức nguy hiểm, đem đồ vật chôn ở chỗ này, ngang hàng là trực tiếp vứt hủy diệt. Chỗ này, tốt nồng nặc hắc ám sát khí, bảo vệ thánh tử. Mười mấy Di La Cung các cường giả, đem Lý Tuyệt Vân vây ở trong, chỉ sợ hắn gặp bất ngờ. Thanh Mộc Vương, Yêu Dạ, A Tu La Vương, thành tựu hộ đạo giả, tự nhiên cũng là cảnh giác bảo vệ ở bốn phía. Diệp Thần vậy duy trì cảnh giác, từng bước phi doanh vậy đi tới trước. Hắn thần thức, lặng lẽ thả ra ngoài, có thể mơ hồ bắt được hai cổ thiên cơ hơi thở. Một cổ hơi thở, là phù sinh tuyệt mệnh. Nhưng là tựa hồ cất giữ cực kỳ sâu, cần hắn cẩn thận cảm thụ, mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được một chút. Khác một cổ hơi thở, là đen ngục tinh. Nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên muốn lấy được vật này. Có thể hai thứ đồ này, Diệp Thần mơ hồ cảm giác cũng không dễ dàng. Cái này hai cổ hơi thở, đều ở đây vực sâu chỗ sâu, khoảng cách Diệp Thần ở địa phương đó, còn khá là xa xôi. Ở hắc ám bên trong, có rất nhiều hơn quái dị thực vật sinh trưởng, phủ đầy lấm tấm đồ sộ nấm lớn, so người còn cao vạn vẹo đóa hoa, lóe lên quỷ hỏa xanh sẫm dây leo vân. Vân, ngao, bỗng nhiên, bên đường một bụi to lớn đóa hoa, lại như dã thú vậy vặn vẹo, một phiến cánh hoa múi dương ra, hoa tâm như loại nào đó cổ quái tà ác khẩu khí vậy, hướng trong đội ngũ một cái Di La Cung trưởng lão cắn nuốt. Người nọ à một tiếng thét kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng cánh tay bị cắn, rắc rắc một tiếng, nguyên cánh tay đều bị đóa hoa kia ăn. Chú ý! A Tu La Vương quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu xuất thủ, hai tay huyết sát hơi thở nổ tung, hung hăng bắt đóa hoa kia, dùng sức liền xé. Liền đem vậy đóa quỷ dị hoa, xé thành mảnh vỡ. Cái đó Di La Cung trưởng lão, bị nuốt trọn cánh tay, cũng là rơi ra ngoài, phía trên đã bị hắc ám sát khí ô nhiễm, tư sinh ra con giòi cùng tất cả loại quỷ dị vật cổ quái, làm người ta nôn mửa. Thấy một màn này, mọi người đều là kinh hãi. Cái này mảnh đất để vực sâu, quả nhiên là hung hiểm trùng trùng, hiện đầy tất cả loại quỷ dị. Thanh Mộc Đại Pháp, gỗ lớn quyết. Thanh Mộc Vương ngang nhiên ra tay, hai tay kết ấn, hào hùng vẻ xanh biếc tách thả ra, bao trùm ở chung quanh tất cả hoa cỏ thực vật. Những cái kia vặn vẹo quỷ bí hoa cỏ thực vật, ở Thanh Mộc Vương thuật pháp bao phủ hạ, lại là biến thành từng bụi gỗ lớn, vật chất kết cấu hoàn toàn bị gây dựng lại. Đây là Thảo Thần Thiên Tôn truyền thừa xuống bí pháp. Quả nhiên lợi hại. Lý Tuyệt Vân thấy vậy, trong mắt hơi đông lại một cái, tán thưởng một câu. Thanh Mộc Vương tay này thần thông,
chính là Thảo Thần Thiên Tôn truyền thừa bí pháp, kêu Thanh Mộc Đại Pháp. Thanh Mộc Đại Pháp, có nghịch thiên vậy tạo hóa lực, có thể ung dung thay đổi vật chất kết cấu, đem tất cả mọi thứ, biến thành gỗ lớn. Coi như là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, gặp phải Thanh Mộc Đại Pháp gỗ lớn quyết công kích, cũng có biến thành người gỗ nguy hiểm. Diệp Thần thấy Thanh Mộc Vương thần thông như vậy, âm thầm gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, Xanh Nghiên muội muội thần thông quyền bính, đúng là có chỗ độc đáo, nếu là Tôn Di có thể thừa kế nàng đạo thống, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Thánh tử khen ngợi. Thanh Mộc Vương thu hồi thần thông, cười nói. Giữ cảnh giác, tiếp tục đi tới trước. Lý Tuyệt Vân phân phó. Đám người dè đặt, tiếp tục tiến về phía trước. Cái này mảnh đất để vực sâu, sát khí tràn ngập, hắc ám dơ bẩn nảy sinh, quái vật đặc biệt nhiều. Mọi người đang lại đi tiếp một khoảng cách sau đó, chính là gặp phải mấy đầu lòng đất ma nhân tập kích. Những đất kia để ma nhân, là cái này phiến thế giới lòng đất sản sinh ra quái vật hình người, hình dáng đặc biệt khủng bố. Bọn họ bề ngoài, đủ để cho người nổi điên, thân thể là hết sức gầy yếu hình người, mặt rủ xuống đến hai vai, cả người mọc đầy không thể danh trạng cổ quái bướu thịt, bề ngoài giống như là một bãi thối giữa bùn, treo ở trên cây trúc mặt. Nếu như là đạo tâm hơi yếu người, chỉ là thấy những đất này để ma nhân bên ngoài, liền sẽ trực tiếp nổi điên, tinh thần tan vỡ. Những đất này để ma nhân, thủ đoạn công kích cực kỳ tàn bạo, huy động cơ hình bàn tay, hắc ám khí tức như sóng chiều cuộn sạch, chuyên về một môn người tim cổ họng yếu hại. Thật may, Diệp Thần bên này cao thủ rất nhiều, Yêu Dạ, A-tu-la Vương, Thanh Mộc Vương ba đại hộ đạo giả chấn giữ, cũng không có hao phí nhiều ít khí lực, liền đem vậy mấy đầu lòng đất ma nhân đánh chết. Những đất kia để ma nhân, ở trước khi chết, phát ra cực kỳ nhọn thê thảm, lại dữ tợn vô cùng tiếng kêu thảm thiết, làm người ta rợn cả tóc gáy. Ở đánh chết lòng đất ma nhân sau đó, Diệp Thần các người lại đi một đoạn đường, sau đó thì không khỏi không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì, cái này mảnh đất để vực sâu, hắc ám sát khí quá nồng đậm. Hắc ám sát khí không ngừng ăn mòn thân thể con người, trên cơ thể người tích lũy, nếu như không hóa giải nói, rất có thể sẽ đòi mạng. Diệp Thần các người liền ở trên một mảnh đất chống hạ trại, mọi người nghỉ ngơi vận công, xua tan trên thân thể tích lũy sát khí, khôi phục tinh thần. Di La cùng các trưởng lão, lại ở chung quanh bày ra lọc sạch trận pháp, xua tan sát khí. Diệp Thần không giấu vết đánh giá chung quanh, liền thấy Lý Tuyệt Vân đang ngồi xếp bằng, ở trước người sử dụng la bàn, linh phù, gương đồng, mờ u rùa, đồng tiền cùng xem bói vật. Lý Tuyệt Vân chân mày nhíu chặt, tay máy những thứ này xem bói vật, ngón tay nặn quyết bóp động, liền liền diễn toán, rõ ràng cho thấy ở suy tính phủ sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Hắn thiên cơ thấy rõ dưới, có thể đại khái đoán được phủ sinh tuyệt mệnh hơi thở phương hướng, nhưng cụ thể ở địa phương nào, hắn còn không coi là đến, còn cần tiếp tục suy diễn. Xem ra cái này Lý Tuyệt Vân, còn không biết phủ sinh tuyệt mệnh, cụ thể ở địa phương nào. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, và Lý Tuyệt Vân không cùng, hắn đã cụ thể bắt được phủ sinh tuyệt mệnh vị trí. Cái này thì đồng nghĩa với, hắn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Tuyệt Vân thánh tử, tra được vậy bảo vật cụ thể sở tại sao? Lý Tuyệt Vân bên người, một cái dung mạo tuyệt lệ cô gái, nhàn nhạt nhẹ giọng mở miệng hỏi nói. Nàng chính là Hồng Hân. Còn không có, chỉ sợ rằng muốn tìm bảo, cũng không đơn giản, mà Tổ Vô Thiên rất có thể cũng muốn nhúng tay. Lý Tuyệt Vân lắc đầu một cái, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, hiển nhiên là mới vừa suy tính thiên cơ, coi là đến gì đáng sợ sự việc. À, phải không? Hồng Hân nghe được Ma Tổ Vô Thiên cũng có thể nhúng tay, cũng không có lộ ra biểu tình gì, vẫn là lạnh nhạt hình dáng. Nàng cùng Di La cùng có hợp tác, từ phương diện lý trí nói, nàng hy vọng Lý Tuyệt Vân có thể được phù sinh tuyệt mệnh, như vậy thứ nhất, là được áp chế Ma Tổ Vô Thiên, chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng từ trong lòng nói, nàng cũng không thích Lý Tuyệt Vân, thậm chí mang vẻ chán ghét, vậy không muốn nhìn thấy chuyện hắn chuyện như nguyện. Hống, hống hống. Chợt vào lúc này, xa xa dưới đất trong bóng tối, truyền tới từng cơn thê lương quái khiếu thanh, như dã thú gào thét, nếu như người trước khi chết lớn tiếng kêu, lạnh lẽo tâm hồn người. Thứ gì? Diệp Thần khó hiểu cảm thấy một hồi bộ dạng sợ hãi, lỗ chân lông một hồi co rút nhanh, cặp mắt nhìn ra xa, là có thể thấy rõ, từng đạo quỷ dị bóng người, từ bốn phương tám hướng như nước thủy triều vào tới, ma khí từng cơn, sát khí ngất trời. Cẩn thận vừa thấy,
vậy lại là tất cả quái vật hình người, hình dáng vặn vẹo quỷ bí, tràn đầy hắc ám dơ bẩn tà khí, lại là lòng đất ma nhân, số lượng chi chít, không biết có nhiều ít. Thấy như thế nhiều lòng đất ma nhân, như nước thủy triều đánh tới, trừ Diệp Thần ra, Lý Tuyệt Vân, Hồng Hân, A Tu La Vương, Yêu Dạ, Thanh Mộc Vương các người, đều là lộ ra kinh ngạc kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ trước đây không lâu giết chết lòng đất ma nhân, trước khi chết kêu thảm thiết, đem đồng bạn hấp dẫn tới. Những đất này để ma nhân, dốc toàn bộ ra, vậy tới đây trả thù. Lòng đất ma nhân đội ngũ bên trong, không thiếu cường đại tồn tại, thân thể như núi cao vậy lạnh lùng cứng rắn, ra hiện lên hàn mang, tầm vóc vậy đặc biệt là cao lớn uy mãnh, cho người to lớn cảm giác bị áp bách. Ngay chớp mắt, chi chít lòng đất ma nhân, đợt sóng vậy liều chết xung phong đến. Bọn họ gào thét reo hò, như sói như hổ, trong tay hắc ám khí tức nổ, hội tụ thành tất cả loại vặn vẹo quỷ dị binh khí, liền hướng thân thể người bên trong thọt tới. Chu ma Phật kiếm. Diệp Thần gặp phải mấy đầu ma nhân tập kích, hắn vội vàng sử dụng một thanh phi kiếm, vận chuyển Phật tổ chân kinh bên trong pháp môn, trên thân kiếm Phật quang dâng lên, đem vậy mấy đầu ma nhân đánh chết. Vì không bại lộ thân phận, Diệp Thần cũng không có dùng luân hồi thần thông, chỉ là dùng Phật pháp đối địch. Ở thiên ngoại thiên thế giới, Phật tổ chân kinh đặc biệt lưu hành, ở thiên thảo sơn trang bên trong, cũng có rất nhiều tinh thông Phật pháp người, như Trang Hải. Cho nên, Diệp Thần thi triển Phật pháp, tự nhiên không sẽ đưa tới người khác hiểu lầm chú ý. Chỗ này cũng quá ngoại hạng đi, làm sao như thế nhiều ma vật. A Tu La Vương khí giận hung hung mắng một tiếng, chung quanh xông tới lòng đất ma nhân, ước chừng hàng ngàn hàng vạn, số lượng quá nhiều. Cái này mảnh đất để vực sâu, lại có thể nảy sinh ra như thế nhiều ma vật, có thể gặp hắc ám lắng đọng sâu, sát khí tích lũy kinh khủng. Nếu như chỉ là mấy đầu lòng đất ma nhân, vậy dĩ nhiên chưa đủ là mắc, nhưng số lượng như thế nhiều, nhưng là để cho người cảm thấy khó giải quyết. Tu La Phần Thiên, Yêu Sông Kiếm Lưu, Thanh Mộc Đại Pháp, A Tu La Vương, Yêu Dạ, Thanh Mộc Vương ba vị hộ đạo giả, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, chính xác tiên đế linh khí nổ tung, đem tất cả lòng đất ma nhân giết chết. Lý Tuyệt Vân bên kia, thủ hạ Di La Cung trưởng lão, rối rít ra tay, tiêu diệt lòng đất ma nhân. Nhưng, Lý Tuyệt Vân cũng không ra tay, chỉ là yên lặng quan sát, do dưới quyền trưởng lão bảo vệ. Hắn rõ ràng cho thấy muốn tiết kiệm linh khí, là cướp lấy phủ sinh tuyệt mệnh làm chuẩn bị. Nhưng mà, lòng đất ma nhân số lượng, thực ra quá nhiều, giết không khỏi giết. Đáng chết. Đến cuối cùng, Lý Tuyệt Vân vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ra tay. Chỉ gặp hắn sử dụng một chuôi phi kiếm, phía trên còn quấn huyền ảo thời gian pháp tắc, còn có trụ quang huyết khí chập chờn. Phi kiếm xoay tít xoay tròn, kiếm khí vặn cổ, tất cả lòng đất ma nhân, liền bị chém chết, hóa thành nguyên thủy nhất sát khí hắc vụ tán loạn. Diệp Thần xa xa thấy Lý Tuyệt Vân thủ đoạn, cũng là rõ ràng cảm nhận được hắn thực lực, trong đầu nghĩ, nếu như ta toàn lực bùng nổ, có thể giết chết hắn, nhưng giá phải trả to lớn. Muốn ung dung đánh chết hắn mà nói, trừ phi trước áp chế hắn trụ quang huyết mạch. Diệp Thần là đã nhìn ra, Lý Tuyệt Vân nơi lợi hại, chính là huyết mạch lợi hại, cảnh giới tu vi không hề cao, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba mà thôi. Nếu như có thể chế trụ Lý Tuyệt Vân huyết mạch, Diệp Thần liền có thể ung dung đem hắn giết chết. Như vậy nghĩ ngợi, Diệp Thần cũng có chút phân tâm, bị một cái ma nhân đầu mục, nhìn chính xác cơ hội, một đấm đánh phía đầu hắn. Đại Tu Di Trưởng. Diệp Thần phản ứng vậy là đặc biệt mau, lập tức phục hồi tinh thần lại, Phật Pháp tách thả ra, một trưởng mang thái cổ Tu Di núi thần vậy uy áp, hung hăng phản kích ra. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần một trưởng, ra sau tới trước, đánh vào vậy ma nhân đầu mục trên thân thể, lập tức đem người sau đánh được nghiền. Tu Di Phật Pháp. Cái này trần dạ, lại có thể đem Phật tổ chân kinh, luyện đến tầng thứ 5. Bên kia, Hồng Hân cảm nhận được Diệp Thần Phật Pháp hơi thở. Tâm hồn thiếu nữ rét một cái, khó hiểu cảm thấy một chút quen thuộc. Tu Di Phật Pháp là Phật tổ chân kinh bên trong tầng thứ 5, dõi mắt toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, có thể luyện thành Tu Di Phật Pháp người, không hề nhiều. Nàng chỉ biết là, Diệp Thần là luyện thành. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Thần, dùng tên giả Trần Dạ, hơi thở hoàn toàn che giấu, Hồng Hân cũng không có nhận ra. Nàng mày liễu hơi cao lại, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng đất ma nhân dưới sự xung kích, đội ngũ bị đánh tan.
Diệp Thần và Hồng Hân, nhưng là dần dần đến gần tới một chỗ. Trần Dạ, người Phật Pháp không tệ, chúng ta dựa lưng vào nhau cùng nhau. Hồng Hân nhìn Diệp Thần một mắt, từ trực giác, nàng cảm thấy cái này Trần Dạ, thân phận không đơn giản. Diệp Thần trong bụng rét một cái, chỉ sợ Hồng Hân sẽ nhận ra mình, lập tức tỉnh bơ gật đầu một cái, cùng nàng dựa lưng vào nhau, cùng đánh chết ma nhân. Hồng Hân bị giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch sau đó, thực lực so trước kia cường đại rất nhiều, nhưng cái này là huyết mạch lực lượng, cũng không phải là chính nàng tu luyện ra được, căn cơ cũng không vững chắc. Đang cùng lòng đất ma nhân không ngừng trong chém giết, Hồng Hân dần dần bị thương, cũng may huyết mạch mạnh mẽ, ngược lại cũng có thể chống đỡ ở. Diệp Thần vì che giấu thân phận, vậy là cố ý mở nước, để cho lòng đất ma nhân làm mình bị thương, dĩ nhiên chỉ là bị thương ngoài ra, hắn đúng mực chắc chắn được cực tốt. Ở Diệp Thần, Hồng Hân, còn có Thanh Mộc Vương, A-tu-la Vương, yêu giả ba vị hộ đạo giả, không ngừng giết hại dưới, nguyên bản chi chít lòng đất ma nhân, số lượng rốt cục thì giảm bớt đi xuống. Tất cả ma nhân, không ngừng hóa thành hắc ám sát khí tán loạn. Hi hi, đứa nhỏ, những đất này để ma nhân sát khí, để cho hắn tiêu tán, không khỏi lãng phí, không bằng ngươi trực tiếp hấp thu đi. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả vẫn nhìn chiến đấu, bỗng nhiên hướng Diệp Thần nói, lại là kêu hắn đi hấp thu sát khí. Tiền bối, chớ có nói đùa, người đây là muốn ta chết. Diệp Thần khóe miệng xé một tí, những đất này để ma nhân, ẩn chứa sát khí, tràn đầy hắc ám dơ bẩn, như trời ma tinh biển vậy bẩn thỉu. Hắn né tránh cũng không tránh kịp, làm sao có thể sẽ đi hấp thu. Nếu là hấp thu những sát khí kia, sợ rằng thân thể huyết mạch, thần hồn đạo tâm, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có bị ô nhiễm nguy hiểm. Hi hi, người đây liền không hiểu. Những cái kia hắc ám sát khí tuy khủng bố, nhưng cũng có thể rèn luyện ngươi Phật tâm. Nếu như ngươi có thể chịu đựng ở bóng tối đánh vào, Phật tâm là có thể đổi được mạnh mẽ, thậm chí chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen. Pháp Hoa Tôn giả cười nói. Những cái kia hắc ám sát khí, có thể rèn luyện ta Phật tâm. Diệp Thần sửng sốt một tí. Diệu Pháp Hoa Sen, là Phật tổ chân kinh tầng thứ 7, đặc biệt thâm ảo lợi hại. Vậy mà nói, ở thế giới hiện thật, bị giới hạn quy luật, rất khó đem Phật tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ 7 bước. Vạn cổ tới nay, có thể chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen người, trừ Pháp Hoa Tôn giả bên ngoài, cũng chỉ có cổ Phật Thánh Địa Vô Tâm Tổ Sư. Cho dù lấy Diệp Thần thiên phú năng lực, trước mắt cũng không có chứng đạo thành công. Có thể tưởng tượng được, cái này diệu Pháp Hoa Sen Phật Pháp, có bao nhiêu huyền ảo tinh thâm. Nhưng hiện tại, Pháp Hoa Tôn giả lại nói, mượn dùng những đất kia để ma nhân ẩn chứa hắc ám sát khí, nhưng có thể rèn luyện Phật tâm, chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen. Hi hi, không tin ngươi có thể thử một chút, ta chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngươi. Pháp Hoa Tôn giả nói. Diệp Thần trong lòng động một cái, ở lại đánh chết một đầu lòng đất ma nhân sau đó, hắn thử nghiệm hấp thu ma nhân lưu lại một chút sát khí. Sát khí vào cơ thể, Diệp Thần lập tức cảm thấy, kinh khủng hắc ám cùng dơ bẩn, không ngừng đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ. Phật tổ chân kinh. Diệp Thần lập tức vận chuyển Phật tổ chân kinh, trong cơ thể Phật tâm tách thả ra, đem những cái kia hắc ám sát khí, toàn bộ tụ lại tới đây. Oanh! Các loại hắc ám sát khí, họp lại, như một cái trọng chùy vậy, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phật tâm. Diệp Thần rên lên một tiếng, ở nơi này vậy hắc ám sát khí dưới sự xung kích, hắn cũng là cảm thấy một hồi nôn mửa, ngực gian 10 phần bực mình. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần liền phát hiện, hắn Phật tâm, chịu đựng ở vậy hắc ám sát khí đánh vào, quả nhiên đổi được cường đại một ít. Cường đại lên Phật tâm, toát ra vô cùng Phật quang, ngược lại đem những sát khí kia toàn bộ bốc hơi hết. Có hiệu quả. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Lòng đất ma nhân hắc ám sát khí, quả nhiên có thể rèn luyện hắn Phật tâm. Nếu như Phật tâm không ngừng đạt được rèn luyện, hắn chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen, cũng là có khả năng lớn sự việc. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, Chu Ma Phật kiếm không ngừng chém ra, đem tất cả lòng đất ma nhân giết chết, sau đó hấp thu bọn họ hắc ám sát khí. Hung mãnh hắc ám sát khí vào cơ thể, không ngừng rèn luyện Diệp Thần Phật tâm, Diệp Thần khoảng cách chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen, cũng là càng ngày càng đến gần. Nếu là ta có thể chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen, tu vi khẳng định liền có thể đột phá. Diệp Thần nghĩ thầm, trước mắt hắn tu vi, là thiên huyền cảnh tầng thứ 5 đỉnh cấp, chỉ thiếu chút xíu nữa,
liền có thể đạt tới tầng thứ 6 bước. Nếu có thể luyện thành diệu pháp hoa sen mà nói, cái này một chút xíu bình phong che chở, là có thể hoàn toàn đánh vỡ. Một bên Hồng Hân, thấy Diệp Thần không ngừng chém chết ma nhân, thậm chí hấp thu sát khí, Phật quang không ngừng nở rộ khí tượng, cũng là giật mình không thôi. Rốt cuộc, tất cả lòng đất ma nhân, đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thần ánh mắt chớp động, còn có chút chưa thỏa mãn hình dáng. Nếu như có thể tiếp tục hấp thu hắc ám sát khí, hắn Phật tâm, liền có thể được lớn hơn rèn luyện, nói không chừng thật có thể chứng đạo diệu pháp hoa sen. Đứa nhỏ, như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ, hì hì. Pháp hoa tôn giả cười nói. Tiền bối, đa tạ chỉ điểm, ta phỏng đoán không bao lâu, ta cũng có thể xem ngươi như vậy, chứng đạo diệu pháp hoa sen. Diệp Thần không giấu vết nhìn Lý Tuyệt Vân một mắt, nếu là hắn có thể nắm giữ diệu pháp hoa sen Phật Pháp, lại đi đối phó Lý Tuyệt Vân mà nói, có thể liền sẽ ung dung rất nhiều. Kết thúc chiến đấu, Lý Tuyệt Vân bên người, có mấy cái Di La cung trưởng lão chết trận. Còn lại còn chưa có chết các trưởng lão, thời là một cái có buồn bã vẻ sợ hãi. Hiện tại mới vừa bước vào thế giới lòng đất, còn không bao lâu, liền gặp gỡ như thế nguy hiểm kinh khủng, nếu là đi đến chỗ sâu, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Làm sao, các ngươi sợ sao? Nếu như sợ, có thể đi trở về. Lý Tuyệt Vân nhìn chung quanh một chút các trưởng lão, khá có chút khinh thường nói. Không dám. Tất cả trưởng lão lật đật đáp lại, vậy không dám vi phạm Lý Tuyệt Vân ý chí. Lý Tuyệt Vân là Di La Cung Thánh Tử. Nếu là mạo phạm hắn, chọc hắn không vui vẻ, kết quả so với chết còn muốn thê thảm. A Tu La Vương đạo, hì hì, Tuyệt Vân Thánh Tử, ngươi yên tâm, ta và Yêu Dạ Giới Vương sẽ bảo hộ ngươi. Lúc này, A Tu La Vương đang cùng Yêu Dạ đứng chung một chỗ, hai người rõ ràng cho thấy quen nhau. Mới vừa chiến đấu bên trong, cũng là bọn họ giết chết nhiều nhất lòng đất ma nhân. Có hai vị tiền bối bảo vệ, bản Thánh Tử an tâm. Lý Tuyệt Vân cười một tí, thoáng nghỉ ngơi sau một lúc, chính là dẫn người tiếp tục đi tới trước, đi phù sinh tuyệt mệnh hơi thở đi về phía. Mãi cho đến ban đêm, đám người lại hạ trại bày trận, nghỉ ngơi điều dưỡng. Thanh Mộc Vương, A Tu La Vương, Yêu Dạ ba vị hộ đạo giả, phân biệt canh giữ ở bên ngoài doanh trại ba phương hướng, để ngừa ma vật tập kích. Diệp Thần ngay tại Thanh Mộc Vương bên người, ngồi xếp bằng, thần thức thả ra ngoài. Xem xét trước cái này phiến thế giới lòng đất. Trước mắt, Diệp Thần chỗ ở doanh trại, vị trí khá là vi diệu. Doanh trại này, và Đen Ngục Tinh, Phù Sinh Tuyệt Mệnh khoảng cách, đều là giống nhau xa. Phù Sinh Tuyệt Mệnh bên kia, truyền tới hơi thở, 10 phần hung hiểm, không biết có cái gì ma vật bảo vệ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, chỉ cảm thấy muốn cướp lấy Phù Sinh Tuyệt Mệnh, tuyệt không đơn giản, bởi vì có thể có cái gì mạnh mẽ ma vật trấn thủ. Hơn nữa, còn có một cổ mịt mờ vô hình ý định giết người, để cho được Diệp Thần trong lòng run run. Cái này cổ ý định giết người, tựa hồ là đến từ ma tổ vô thiên. Rất hiển nhiên, Phù Sinh Tuyệt Mệnh thiên cơ hơi thở, nhất định là bị ma tổ vô thiên dò tra được. Ma tổ vô thiên tùy thời cũng có thể hạ xuống. Cái này Phù Sinh Tuyệt Mệnh, ngược lại không gấp trước cướp lấy, tốt nhất cùng ma tổ vô thiên hạ xuống nói sau. Diệp Thần không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Vậy Đen Ngục Tinh, ngược lại là phải mau sớm cầm vào tay. Mưa núi sắp tới, thế cục hôm nay, 10 phần nguy hiểm, Diệp Thần cần lực lượng cường đại hơn. Nếu như có thể bắt được Đen Ngục Tinh mà nói, hắn liền có thể để cho Luân Hồi Thiên Kiếm tiến hóa thành không vô thần khí. Như vậy thứ nhất, coi như ma tổ không ngây thơ hạ xuống, hắn cũng có ứng đối chắc chắn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần thấp giọng hướng Thanh Mộc Vương đạo, tiền bối. Ta dự định đi ra ngoài tìm Đen Ngục Tinh. Nghe vậy, Thanh Mộc Vương mang một chút cảnh giác, quay đầu nhìn một chút doanh trại, gặp không người lưu ý bên này, thần sắc mới thoáng buông lỏng, nói, đi đi, Diệp tiên sinh, ngươi cẩn thận một chút, có thể ngàn vạn chớ để xảy ra chuyện. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, tiểu thảo thần đại nhân trách tội xuống, ta chết vạn lần không có chuộc. Diệp Thần là thảo thần thiên tôn vô cùng là xem trọng bằng hữu, nếu là Diệp Thần xảy ra điều gì bất ngờ. Thanh Mộc Vương chỉ sợ Thảo Thần Thiên Tôn sẽ hàng giận. Cái này phiến thế giới lòng đất, khắp nơi hung hiểm, Thanh Mộc Vương không hề muốn Diệp Thần một mình ra đi mạo hiểm. Nhưng hắn cũng biết, vậy Đen Ngục Tinh đối Diệp Thần mà nói, 10 phần trọng yếu, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở Diệp Thần.
Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này liền thừa dịp hắc ám, lặng lẽ rời đi doanh trại. Hắn rời đi, cũng không làm kinh động người bất kỳ, bởi vì Thanh Mộc Vương còn tại chỗ trấn thủ. Xuất hiện ở doanh trại sau đó, Diệp Thần trực tiếp hướng đen ngục tinh chỗ ở phương hướng chạy đi. Cái này phiến thế giới lòng đất, khắp nơi đều là hắc ám, rất nhiều ma vật hoành hành. Diệp Thần cũng không muốn gây thêm rắc rối, đụng phải ma vật sau đó, đều là trực tiếp tránh, nếu như chân thực không tránh khỏi, mới ra tay giải quyết. Một đường đi tới trước, đi tới nửa đường, Diệp Thần nhưng ở hắc ám bên trong, liếc thấy lau một cái hồng quang. Chỉ gặp ở phía trước một nơi vách đá trên, lại là sinh trưởng có một bụi màu đỏ thực vật, cũng không có bất kỳ hắc ám vặn vẹo quái tướng, ngược lại là tiên khí hòa hợp, sương mù vần quanh, linh quang tràn đầy tràn ra. Mơ hồ lại tạo thành ửng đỏ hà thải, khá là lộng lẫy. Ồ, cái này phiến hắc ám thế giới lòng đất, lại có cái loại này linh tài. Diệp Thần có chút bất ngờ, bụi cây kia màu đỏ thực vật, rõ ràng cho thấy một loại chân quý linh tài, linh khí 10 phần dư thừa, tản mát ra hơi thở, để cho người hít thở một cái, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thật kỳ quái sao? Chỗ này tuy tràn đầy hắc ám, nhưng nhất cực hạn hắc ám cũng có thể sản sinh ra nhất xung xuê sinh mạng. Pháp Hoa Tôn giả nói, cái này thế gian, bất kể là đại thụ che trời, vẫn là cỏ xanh phồn hoa, bộ rễ cũng nối liền tối tăm nhất mặt đất. Thế gian địa phương tối tăm nhất, thường thường có thể nảy sinh ra nhất mạnh mẽ sinh mạng. Diệp Thần nghe Pháp Hoa Tôn giả mà nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng như có điều suy nghĩ. Rồi sau đó, Diệp Thần chính là bay đến vậy vách đá phía trên. Đưa tay muốn đem bụi linh tài màu đỏ kia, lấy xuống. Bụi cây này màu đỏ linh tài, linh khí đậm đà như vậy, nếu là ăn, đối tu vi nhiều hơn thiếu thiếu cũng có điểm tốt. Ngay tại Diệp Thần vừa định tháo xuống linh tài thời điểm, vách đá một bên kia trong bóng tối, nhưng đồng thời cũng có một cái nhỏ hết sức bàn tay trắng nõn đưa tới, vậy muốn hái linh tài. Vậy chỉ trắng nõn tay, cứ như vậy chộp được Diệp Thần tay. Hơi hơi chậm lại sau đó. Vậy chỉ tay trắng mang vẻ bối rối rụt trở về, rồi sau đó ở vách đá một bên kia, lộ ra một tấm tuyệt lệ đôi mi thanh tú gương mặt, chính là Hồng Hân. Hồng cô nương, là ngươi. Diệp Thần thấy Hồng Hân ở chỗ này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trần dạ, ngươi làm sao vậy đi ra? Hồng Hân thấy Diệp Thần, nhất thời khẽ cau mày, tò mò nhìn hắn. Diệp Thần tự nhiên không có bại lộ thân phận, nhún vai một cái. Nhàn nhạt nói, ta muốn đơn độc đi ra học hỏi kinh nghiệm, Hồng cô nương ngươi đâu? Hồng Hân mắt nhìn bụi linh tài màu đỏ kia, nói ta ban ngày bị lòng đất ma nhân gây thương tích, thậm chí hút vào không thiếu sát khí, ta muốn tìm ít thuốc tài chữa thương, cái này ửng đỏ linh nhị, chính thích hợp ta. Diệp Thần nói, Hồng cô nương là Di La cung người, chẳng lẽ liền một chút chữa thương đồ cũng không có sao? Hồng Hân lắc lắc đầu nói, có là có, nhưng hiệu quả không tốt như vậy. Diệp Thần nói, được rồi, cái này ửng đỏ linh nhị, ta liền nhường cho Hồng cô nương. Hồng Hân mắt đẹp híp lại, hơi có chút hứng thú đánh giá Diệp Thần, rồi sau đó chính là cười đem ửng đỏ linh nhị tháo xuống, cuối cùng lại móc ra một túi nhỏ nguyên ngọc, nói, vậy thì cảm ơn Trần giả công tử, điểm này nguyên ngọc là cho ngươi. Diệp Thần cười lắc lắc đầu nói, không cần. Hai người từ vách đá trên dưới tới, Hồng Hân cầm ửng đỏ linh nhị, mày liễu hơi cau lại trước. Nói, bất quá cái này ửng đỏ linh nhị, hiệu quả chữa thương tựa hồ còn chưa đủ, ta suy diễn thiên cơ, trong phảng phất giòm ngó gặp, khoảng cách nơi đây cách đó không xa, có một loại để cho hắc ngục cát lan đặc thù dược liệu, có thể để cho ta thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí xua tan tất cả sát khí. Trần giả công tử, người Phật Pháp tinh thâm, nếu là ngươi không ngại, chẳng biết có được không thuận lợi cùng ta kết bạn, cùng đi tìm vậy hắc ngục cát lan, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đợi khi tìm được dược liệu sau đó, chúng ta liền lập tức trở lại doanh trại. Diệp Thần nghe được Hồng Hân phát ra mời, muốn cùng hắn kết bạn đi tìm dược liệu, trong bụng rét một cái, nghĩ ngợi, cái này Hồng Hân, có thể đã phát hiện thân phận ta có cổ quái, muốn dò xét ta. Hiện tại Diệp Thần còn không muốn bại lộ thân phận, nếu không nhanh như vậy bị Lý Tuyệt Vân phát hiện, phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Lập tức, Diệp Thần chính là từ chối Hồng Hân, nói, Hồng cô nương. Có thể không quá thuận lợi, ta chỉ muốn một người học hỏi kinh nghiệm, đi trước một bước. Dứt lời, Diệp Thần chính là tạm biệt Hồng Hân, bước nhanh đi về phía trước. Đi một đoạn đường sau đó, Diệp Thần nhưng là phát hiện, Hồng Hân lại một mực đi theo hắn phía sau.
Hồng cô nương, người đây là ý gì? Diệp thần nhướng mày một cái. Trần Dạ công tử, không muốn hiểu lầm, ta không là theo dõi ngươi. Chỉ là, ta muốn tìm Hắc Ngục Cát Lan, vừa vặn liền ở phía trước bên. Hồng Hân mỉm cười một tiếng, chỉ phía trước. Diệp thần trong lòng rét một cái, bởi vì hắn phát hiện, Hồng Hân phương hướng chỉ, chính là Đen Ngục Tinh chỗ ở phương hướng. Chẳng lẽ nói, Hồng Hân mong muốn Hắc Ngục Cát Lan, và Đen Ngục Tinh là ở cùng một chỗ. Đó thật đúng là đúng dịp, ta cũng muốn đi phía trước học hỏi kinh nghiệm. Diệp thần tỉnh rụi cười một tí, rồi sau đó đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía trước, đem Hồng Hân vung ở phía sau. Ở bỏ rơi Hồng Hân sau đó, Diệp thần lại thi triển đại hoang trộm thiên thuật, một tí trộm mất không gian khoảng cách, ngay tức thì đi tới Đen Ngục Tinh ở địa phương đó. Đó là một cái to lớn hang, hang bên trong hiện lên u hắc ánh sáng, các loại hắc ám kinh khủng hơi thở, không ngừng từ trong đó tràn ra tới. Diệp thần mong muốn Đen Ngục Tinh, ở nơi này hang bên trong. Mà ở hang lối vào, lại có một con cự thú nằm trên đất, đang ngủ khò khò, phát ra chấn động tâm hồn người tiếng ngáy. Vậy con cự thú, lại là một đầu to lớn tâm trái đất nham long rắn mối, thân thể như núi cao vậy khổng lồ. Nhưng cùng giống vậy long thích không cùng, đầu kia tâm trái đất nham long rắn mối trên mình, lại là mang có một từng đạo hắc ám phủ văn, hiển nhiên là lâu dài cuộc sống ở hắc ám chi địa, đã bị giao cho bóng tối lực lượng. Nếu như bùng nổ mâu thuẫn, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể giải quyết tồn tại. Con súc sinh này, ngược lại là không thể khinh thường. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lại không nghĩ rằng ở Đen Ngục Tinh sở tại, lại có một đầu long thích cự thú bảo vệ. Con rồng này rắn mối cự thú vẫn luôn đang ngủ say, cho nên Diệp thần ở chỗ này trước, cũng không có bắt được nó thiên cơ hơi thở. Cho đến hiện tại đến, Diệp thần chính mắt nhìn thấy, mới cảm thấy khó giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, hắn nếu là dám đến gần hang mà nói, khẳng định sẽ thức tỉnh tâm trái đất nham long rắn mối. Tâm trái đất nham long rắn mối, vốn chính là một loại nham thạch tâm trái đất tạo hóa đi ra ngoài mạnh mẽ hung thú, lúc này lại dính liền hắc ám khí tức, chỉ sợ sẽ thành được hơn nữa hung tàn. Diệp thần nếu như muốn ung dung chiến thắng nói, nhất định phải vận dụng tự thân luân hồi thần thông. Nếu như không dùng tới luân hồi linh khí, hắn muốn đánh chết vậy tâm trái đất nham long rắn mối mà nói, sợ rằng sẽ là đặc biệt khó khăn, coi như có thể làm được, giá phải trả cũng là to lớn. Hiện tại Hồng Hân ở chỗ này, cùng nàng liên thủ, có lẽ có thể ung dung chiến thắng súc sinh kia. Diệp thần cười khổ một tí, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể rõ ràng bắt được thiên cơ, ở đó hang bên trong, không chỉ có Đen Ngục Tinh, còn có một loại đặc thù linh tài, chính là Hồng Hân mong muốn Hắc Ngục Cát Lan. Như vậy linh tài, tản ra linh khí, so với Diệp thần mới vừa thấy ửng đỏ linh nhị, không biết muốn đậm đà nhiều ít. Diệp thần thậm chí cảm giác được. Hắn gửi ở luân hồi mộ địa bên trong thanh liên phân thân, cũng truyền ra một chút đặc thù chập chờn. Thanh liên phân thân, là dùng thanh liên đúc thánh pháp, đúc nên phân thân, từ ra đời bắt đầu, liền có cỏ cây thần tính. Giờ khắc này, Diệp thần thanh liên phân thân, lại có thể cùng trong hang Hắc Ngục Cát Lan, sinh ra đồng tình. Vậy Hắc Ngục Cát Lan, rõ ràng có vô cùng là đậm đà cỏ cây tinh hoa sức sống, cho nên có thể đưa tới thanh liên phân thân đồng tình. Nếu như ta thanh liên phân thân, có thể hấp thu vậy Hắc Ngục Cát Lan tinh hoa, nói không chừng có thể thăng cấp tiến hóa. Diệp thần nội tâm động một cái, Hồng Hân mong muốn Hắc Ngục Cát Lan, đối hắn mà nói, tựa hồ cũng có to lớn giá trị. Thanh liên phân thân, là Diệp thần một đạo trọng yếu lá bài tẩy, nếu như có thể lớn mạnh, hắn thì có một cái mạnh mẽ trợ lực. Nghĩ như vậy, Diệp thần cũng muốn trực tiếp xông vào trong hang, đi hái Hắc Ngục Cát Lan. Nhưng hang lối vào, đầu kia tâm trái đất nham long rắn mối, nguy nga mãnh nanh thân thể, nhưng để cho Diệp thần bình tĩnh lại. Hắn biết, nếu là dám tùy tiện đến gần nói, tuyệt đối sẽ kinh động đầu kia long thích. Đang suy nghĩ lúc đó, một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng cười, nhưng truyền tới Diệp thần trong lỗ tai. Trần Dạ công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp thần nghe được cái này tiếng cười, quay đầu vừa thấy, liền thấy một đạo thân ảnh yểu điệu. Nhẹ nhàng tới, chính là Hồng Hân. Nữ nhân này, lại có thể nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Diệp thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra Hồng Hân bị giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch sau đó, thần thông đúng là có chỗ độc đáo. Diệp thần mới vừa cầm nàng bỏ rơi,
nàng lại nhanh như vậy liền đuổi kịp đi lên. Ngươi muốn ở chỗ này lịch luyện, đây cũng không phải là cái địa phương tốt. Hồng Hân nhẹ nhàng đi tới Diệp Thần bên người, vậy tuyệt lệ trên gò má, mang biểu tình cười mỉa, ngắm nhìn Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy. Nàng có tinh không huyết mạch sau đó, dung mạo so trước kia đẹp rất nhiều, ở nơi này phiến hắc ám lòng đất bên trong, lại là lộ vẻ phải cho quang tuyệt đẹp, như thần nữ vậy. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có ý khác, hắn thậm chí nghĩ tới hướng Hồng Hân ra tay, nhưng lo lắng sẽ bại lộ, kinh động Lý Tuyệt Vân, cho nên mới không có ra tay. Bây giờ nghe Hồng Hân nói chuyện, Diệp Thần chỉ là cười một cái nói, ta lắng nghe đến vận mệnh chỉ dẫn, ở chỗ này, ta có lẽ có thể được cái gì cơ duyên tạo hóa vậy không nhất định. Hồng Hân trong mắt hơi chăm chú, nhìn xem cách đó không xa vậy tâm trái đất nham long rắn mối, còn có phía sau cái đó hang. Trần Dạ công tử, người cũng muốn hắc ngục cát lan sao? Từ vậy hang bên trong, Hồng Hân cũng là rõ ràng cảm nhận được, hắc ngục cát lan linh khí chập chờn. Diệp Thần chỉ vậy tâm trái đất nham long rắn mối, cười nói, Hồng cô nương, có lẽ chúng ta có thể trước liên thủ, giải quyết hết xúc sinh này. Diệp Thần cũng không muốn bại lộ luân hồi hơi thở, nếu như có thể cùng Hồng Hân liên thủ, liền có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Hắn mong muốn, cũng không phải là hắc ngục cát lan đơn giản như vậy, còn có đen ngục tinh. Hồng Hân cười nói, ta cũng đang có ý đó. Nàng trong lòng luôn cảm giác, cái này Trần Dạ thân phận, cũng không đơn giản. Nếu như có thể xem cái này Trần Dạ ra tay tác chiến, có lẽ là có thể dòm ngó gặp thân phận chân chính của hắn. Nghe được Hồng Hân chịu đáp ứng liên thủ, Diệp Thần gật gật đầu nói, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay. Dứt lời, Diệp Thần hội tụ thiên địa linh khí, sử dụng một cái Phật kiếm, trong cơ thể vận chuyển Phật tổ chân kinh, sáu màu Phật quang lững lờ ra, hóa thành đài sen khí tượng, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, khá là nguy nga. Trần Dạ công tử, người Phật tổ chân kinh, đều đã tu luyện tới tầng thứ 6 sao. Thật là long trời lở đất. Hồng Hân thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu sáu màu đài sen khí tượng, mặt đẹp nhất thời lộ vẻ xúc động, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sáu màu đài sen khí tượng, cái này thì đại biểu, Diệp Thần Phật tổ chân kinh, đã tu luyện đến tầng thứ 6. Vậy mà nói, ở bên trong thế giới hiện thật mặt, Phật tổ chân kinh tầng thứ 6, chính là tầng chót nhất, muốn lại đột phá, cần bước vào không không lúc nào không. Nàng trước đây gặp qua Diệp Thần thi triển đại tu di trưởng, còn lấy là Diệp Thần Phật Pháp, luyện đến tầng thứ 5, đây đã là đặc biệt kinh người. Nhưng hiện tại, nhìn Diệp Thần trên đỉnh đầu sáu màu đài sen, nàng mới biết, Diệp Thần Phật tổ chân kinh tu vi, thì đã đến thực tế tột cùng nhất tầng thứ 6. Như vậy Phật Pháp tu vi, coi như thả vào cổ Phật Thánh Địa bên trong đi, cũng là long trời lở đất vậy tồn tại. Có thể đạt tới tầng thứ 6 Phật Pháp cảnh giới, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, cũng là ít chi lại càng ít. Hồng Hân rất là tò mò, nàng trước mắt cái này thần bí Trần Dạ, rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là cổ Phật Thánh Địa chân truyền? Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn cố ý biểu lộ ra cao thâm Phật Pháp khí tượng, chính là muốn mê muội Hồng Hân, che giấu mình chân thật thân phận. Tu di giới tử, Phật tổ thật kiếm, phá. Diệp Thần sử dụng trong tay Phật kiếm, cách không hướng phía trước tâm trái đất nham long rắn mối chém tới. Hắn đồng thời vận chuyển tu di giới tử Phật Pháp, vậy cầm Phật quang phi kiếm, đầu tiên là than co lại thành giới tử bụi nhỏ vậy thật nhỏ, rồi sau đó một tí bành trướng, trên thân kiếm huyễn hóa ra thái cổ tu di trên mình khí tượng. Đột ngột bành trướng, để cho được vậy Phật quang phi kiếm, cũng là bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực trùng kích, giống như là thiên băng đất diệt, lưỡi kiếm xé rách không khí, phát ra như sấm gào thét. Đầu kia tâm trái đất nham long rắn mối, đang ngủ say bên trong. Bỗng nhiên bắt được Phật quang sát khí gào thét tới, cổ họng phát ra bất an gầm to, mở mắt ra, liền thấy Diệp Thần phi kiếm chém chết tới đây. Hống! Tâm trái đất nham long rắn mối tiếng gào nổ tung, nhất thời thức tỉnh tức giận. Nó vừa tỉnh lại, chung quanh mặt đất, chính là run lẩy bẩy, lòng đất mọi chỗ vách núi cột đá kịch liệt lay động, xuất hiện điều điều kẽ hở. Phịch đích một tiếng, chỉ gặp vậy tâm trái đất nham long rắn mối, bàn chân hung hăng một đạp mặt đất. Mặt đất nguyên tố linh khí hỗn loạn, vô số mậu thổ tinh hoa hơi thở, hội tụ thành một mặt mặt đồ sộ vách đá, từ dưới lòng đất toát ra, như từng tầng một vách ngăn vậy, ngăn cản Diệp Thần Phật quang phi kiếm. Diệp Thần phi kiếm chém qua, đem rất nhiều đồ sộ vách đá từng cái chém bể, nhưng hắn phi kiếm lên Phật pháp lực lượng,
cũng bị xóa bỏ hầu như không còn, cùng giết tới tâm trái đất nham long rắn mối trước mặt lúc đó, đã mất đi tất cả uy lực. Súc sinh này, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là trầm xuống. Tâm trái đất nham long rắn mối có thể nắm trong tay mặt đất năng lượng, các loại thủ đoạn biến hóa đa đoan, lại không như vậy dễ dàng đem nó giết chết. Hắn liếc mắt liếc Hồng Hân một mắt, nhưng gặp ở hắn xuất thủ đồng thời, Hồng Hân cũng là phi thân giết ra. Tinh không mây lưu chém. Chỉ gặp Hồng Hân thân thể mềm mại bên trên, ánh sao tách thả ra, sáng chói lóng lánh, phân khí dâng trào, các loại minh mông khí tượng, hội tụ đến tay nàng bên trong sử dụng trên trường kiếm. Suy rồi. Kiếm phong chém xuống, mang ánh sao cùng mãi mãi vân khí kiếm mang, chính là hung hăng chém xuống tới đất tim nham long rắn mối thân thể. Tâm trái đất nham long rắn mối mới vừa phòng bị Diệp Thần công kích, lúc này đối mặt Hồng Hân kiếm mang chém chết, đã không kịp ngăn cản. Rắc rắc. Hồng Hân tinh không kiếm khí, hung hăng đem đất tim nham long rắn mối thân thể, chém ra một đạo lỗ hồng. Thấy vậy, Hồng Hân trên mặt lộ ra vui mừng, liền muốn ra lại một kiếm. Nhưng lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp trên đất tim nham long rắn mối vết thương bên trong, chảy ra vô số hắc ám dơ bẩn đồ. Những thứ này dơ bẩn mang theo nguyên thủy nhất, tối tăm nhất sát khí chập chờn, tràn đầy các loại quỷ bí khí tức vô hình. Hồng Hân mặt liền biến sắc, tại chỗ liền gặp phải những sát khí kia đánh vào. Ông ông ông! Nàng thân thể bên trong, truyền ra từng cơn kỳ lạ đồng tình tiếng, trong cơ thể thật giống như có vật gì đáng sợ, bị những sát khí này dẫn ra. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn Hồng Hân, liền thấy sau lưng của nàng, hiện ra một đôi vũ dực. Thế nhưng vũ dực cũng không phải là tinh không sáng bóng hình dáng, mà là đen thui màu sắc, giống như hàm chứa cực hạn hắc ám. Hồng Hân ra, vậy bắt đầu ma hóa, cả người tràn ra quỷ bí ma khí. Nàng lại muốn sa đọa thành hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn trước đây gặp qua Hồng Hân ra tay, cho dù tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng cũng sẽ không hóa thân hỗn độn thiên ma. Thủy chung là giữ tinh không thần tộc sáng bóng hình dáng. Nhưng giờ khắc này, Hồng Hân lại có thể bắt đầu ma hóa. Hiển nhiên, vậy tâm trái đất nham long rắn mối trong cơ thể hắc ám sát khí, cùng Hồng Hân trong cơ thể cất giấu hắc ám ma trùng, sinh ra đồng tình, trực tiếp đưa đến nàng ma hóa. Rơi vào ma hóa Hồng Hân, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ dẫy dụa diễn cảm, hiển nhiên là đang cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh. Hống! Tâm trái đất nham long rắn mối gầm thét một tiếng, móng vuốt phá không đánh ra, hung hăng vỗ về phía Hồng Hân. Móng của nó trên, hiện đầy hắc ám phủ văn. Rất nhiều hắc ám phủ văn, tràn ngập quỷ bí sát khí chập chờn, ở cổ sát khí kia vờn quanh hạ, tâm trái đất nham long rắn mối nham thạch kia vậy vừa dày vừa nặng móng vuốt, lại là tư sinh ra các loại quỷ dị, có mục nát và đỏ tươi cổ quái đồ ở vặn vẹo. Phịch, cái này tràn đầy hắc ám dơ bẩn móng vuốt. Liền hung hăng đánh trúng Hồng Hân. Hồng Hân gặp đòn nghiêm trọng, vô cùng chật vật rơi xuống đất, tại chỗ hộc máu trọng thương. Nàng nơi phun ra máu tươi, lại cũng là đen sẫm màu sắc, bên trong tràn đầy các loại dơ bẩn, so sánh với, coi như là trong ao đầm mục nát ngàn năm phù sa, đều có thể cũng coi là thần thánh sạch sẽ. Vốn là lấy Hồng Hân tu vi, nàng là có thể né tránh tâm trái đất nham long rắn mối công kích, nhưng nàng bị ma hóa khốn khổ. Nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Tinh không, cự tuyệt ta. Hồng Hân dưới trọng thương, ma hóa còn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, trên da vậy hiện ra rất nhiều hắc ám phủ văn, nàng thanh âm mang to lớn bi thương, cuối cùng lại té xỉu. Ngao, tâm trái đất nham long rắn mối thấy Hồng Hân té xỉu, mắt lộ ra hung quang, lập tức thì phải một cước đạp xuống đi, phải đem Hồng Hân sống sờ sờ giết chết. Súc sinh, ngươi dám. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức phi thân giết ra, trên mình Phật quang nổ tung, thái cổ tu di núi thần khí tượng lững lờ. Đại tu di trưởng, Diệp Thần hung hăng một trưởng, đánh vào tâm trái đất nham long rắn mối trên thân thể. Phịch một tiếng vang thật lớn, tâm trái đất nham long rắn mối bị Diệp Thần một trưởng đánh lùi mấy bước, lộ ra chấn nộ diễn cảm, trên mình sát khí sôi trào, hóa thành từng cái quy luật xích thần, hướng Diệp Thần quấn quanh tới. Diệp Thần nghiêng người né tránh, rồi sau đó biến trưởng thành quyền, quyền đầu đội dã man võ đạo hơi thở, nghiền bạo không khí, phát ra to lớn gào thét, lần nữa đánh vào tâm trái đất nham long rắn mối trên người. Thốn kình, khai thiên.
Tâm trái đất nham long rắn mối đã vừa mới bị Hồng Hân chém bị thương, hôm nay lại bị Diệp Thần khai thiên thốn kình đánh giết, nhất thời không nhịn được, phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hoàn toàn nứt ra, chảy ra vô số hắc ám dơ bẩn chất lỏng, ngã xuống đất toi mạng. Những cái kia hắc ám dơ bẩn đồ, không ngừng từ long tích thi thể thấm ra, nhanh chóng ô nhiễm liền chung quanh đất đai. Diệp Thần nhìn những cái kia hắc ám dơ bẩn đồ, khó hiểu nhớ lại luân hồi thiên quốc băng diệt hình ảnh. Cho dù là thiên đường thánh thổ, đặt mình vào ở nơi này vậy dơ bẩn vật chất bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hóa thành mù kết quả. Hồng Hân còn choáng váng mê trên đất, các loại dơ bẩn sền sạch chất lỏng, hướng nàng lan tràn đi qua. Diệp Thần vội vàng đem Hồng Hân bế lên, lúc này Hồng Hân, cả người mềm nhũn, thật giống như không có xương, da phủ đầy hắc ám phủ văn, đã hoàn toàn ma hóa, hơn nữa lại bị trọng thương, tình huống rất không ổn. Nếu như không thi cứu, nàng rất có thể sẽ chết. Diệp Thần trầm ngâm, cân nhắc muốn không muốn cứu Hồng Hân. Hồng Hân đứng ở Di La Cung bên này, đã không phải là hắn trước kia bạn. Thôi, nàng trên mình, còn có tinh không thần tộc bí mật, trước hay là lưu nàng một mạng. Diệp Thần trong lòng có quyết định, tinh không thần tộc quan hệ đến cuối cùng bí mật, mà Hồng Hân, bị giao cho tinh không thần tộc huyết mạch. Từ trên người nàng, có lẽ có thể biết càng nhiều tinh không thần tộc bí mật. Diệp Thần dự định trước lưu nàng một mạng, hơn nữa muốn đem nàng thu nhận đến mình trận doanh bên trong đi, như vậy thứ nhất, hắn liền có thể biết tinh không thần tộc nhiều bí mật hơn. Lập tức, Diệp Thần vận chuyển bát quái thiên đan thuật, trước ổn định Hồng Hân thương thế, rồi sau đó đem lưng nàng chắp sau lưng, đi phía trước hang chạy đi. Vậy hang bên trong, có hắc ngục cát lan và đen ngục tinh hai loại linh vật. Mà vậy hắc ngục cát lan, vừa vặn có thể trị liệu Hồng Hân thương thế. Này, thằng nhóc, cái này hung thú hắc ám ma hạch, người không cần sao. Ngay tại Diệp Thần muốn bước vào hang thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra pháp hoa tôn giả thanh âm. Hi hi, đất này tim nham long rắn mối bị hắc ám ô nhiễm, ở trong cơ thể nó, cũng là sản sinh ra một viên hắc ám ma hạch. Nếu như ngươi có thể luyện hóa nói không chừng có thể trực tiếp rèn luyện Phật tâm, một lần hành động chứng đạo diệu pháp hoa sen. Pháp hoa tôn giả cười nhắc nhở. Diệp Thần trong lòng động một cái, quay đầu vừa thấy, liền thấy tâm trái đất nham long rắn mối thi thể trên vết thương, quả nhiên mơ hồ tản mát ra quỷ bí hắc mang. Hắn khua kiếm mổ xẻ long tích thi thể, đinh một tiếng, thì có một viên hắc ám ma hạch rơi ra ngoài. Viên này ma hạch, đã hoàn toàn bị hắc ám khí tức ô nhiễm, tràn đầy sát khí cùng bẩn thỉu đồ, các loại sát khí như rắn độc vậy vặn vẹo, nhiếp đoạt người tâm thần. Tốt sát khí nồng nặc. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, và lòng đất ma nhân hắc ám sát khí so sánh, đất này tim nham long rắn mối hắc ám sát khí, chỉ ít nồng nặc 10 lần. Chớ do dự, trực tiếp luyện hóa đi, hì hì, nếu là ngươi có thể chịu đựng viên này ma hạch sát khí đánh vào, ngươi là có thể chứng đạo diệu pháp hoa sen. Pháp hoa tôn giả thanh âm mang điểm rượt dây ý, nói. Cực hạn hắc ám cùng sát khí, có thể rèn luyện Phật tâm, tăng lên người Phật pháp tu vi. Dĩ nhiên, như vậy phương pháp, là hung hiểm vô cùng, hơi lơ là, tự thân liền sẽ gặp bị cắn trả. Chờ một hồi rồi nói. Diệp Thần nhìn viên này ma hạch lên hắc ám sát khí, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Như vậy sát khí nồng nặc, muốn luyện hóa, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần tạm thời đem ma hạch thu hồi, rồi sau đó ôm trước Hồng Hân, bước vào phía trước vậy hang bên trong. Vừa tiến vào hang. Diệp Thần nhưng cảm thấy một hồi tinh thần sảng khoái. Hang bên trong, không có một chút sát khí chập chờn, chỉ có thuần túy linh khí. Ở nơi này mảnh đất để vực sâu thế giới, lại còn có một cái như vậy linh khí tinh khiết hang, quả thực để cho Diệp Thần có chút bất ngờ. Trong hang linh khí, cũng là hắc ám thuộc tính, nhưng là tinh khiết hắc ám, không mang theo chút nào tạp chất cùng dơ bẩn. Ở hang bên trong, có một cái tinh thạch quặng mỏ, như rồng vậy duyên thân. Vậy cái tinh thạch quặng mỏ, toàn thân màu đen, liền như hắc long bò lổm ngổm trên đất, cực hạn thuần hắc tinh thạch, có thể ánh chiếu mặt người cho. Nhìn những cái kia tất hắc tinh thạch, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể nhân hoàng thánh đao, truyền ra đặc thù đồng tình. Đây chính là hắc ngục tinh sao. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, những thứ này tất hắc tinh thạch, lộ vẻ lại chính là tiểu thảo thần nói đen ngục tinh. Coi như là ở không không lúc nào không bên trong. Đen ngục tinh cũng là 10 phần chân quý thưa thớt quáng vật vật liệu,
chỉ có ở cực hạn hắc ám dơ bẩn bên trong, mới có thể ra đời. Nên ngục tinh ra đời từ dơ bẩn, nhưng lại không dính nhuộm chút nào bẩn thỉu, như hoa sen ra phù sa mà không nhuộm, ra đời sau đó, còn có thể ngược lại lọc sạch dơ bẩn. Ban đầu Thiên Khải Chí Tôn, đúc nhân hoàng thánh đao và phù sinh tuyệt mệnh, cũng hỗn hợp cái loại này quáng vật vật liệu. Nên ngục tinh có 10 phần tinh khiết linh khí, đúc nóng đến binh khí pháp bảo bên trong, có thể thật to tăng lên binh khí pháp bảo phẩm chất. Nếu là đem cái này đen ngục tinh, đúc nóng đến ta luân hồi thiên kiếm bên trong, đủ để cho ta luân hồi thiên kiếm thăng cấp, biến thành không vô thần khí. Diệp Thần ngắm nhìn đen ngục tinh, cảm thụ đen ngục tinh trình độ cao nhất tinh khiết linh khí, nội tâm mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ở thế giới hiện thật, lại có thể cũng có như thế chân quý quáng vật. Ở đen ngục tinh quặng mỏ bên cạnh, sinh trưởng một chùm màu tím đen hoa lan, tản mát ra óng ánh quang, mạnh mẽ sinh mệnh lực đang lan tràn, mát mẻ cỏ cây thơm dịu, thấm vào lòng người. Đây chính là hắc ngục cát lan. Những cái kia màu tím đen hoa lan, rõ ràng cho thấy đen ngục tinh bản sinh linh thực, cũng là có dư thừa linh khí, có thể tăng thêm thân thể con người khí huyết, cũng có thể chữa thương. Diệp Thần liếc mắt một cái Hồng Hân, gặp nàng vẫn là hôn mê hình dáng, liền tháo xuống một bụi hắc ngục cát lan, muốn này nàng uống vào. Nhưng, Hồng Hân hôn mê dưới, nhưng thì không cách nào uống. Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là trước đem hắc ngục cát lan nhai bể, sau đó sẽ thiếp môi đút tới Hồng Hân trong miệng đi. Như vậy ra thịt tiếp xúc, Diệp Thần trong lòng cũng không quá lớn chập chờn, thản nhiên xử chi. Bởi vì ở trước đây thật lâu, hắn còn ở tâm trái đất vực thời điểm, liền cùng Hồng Hân từng có không thiếu ra thịt tiếp xúc, hiện tại tự nhiên sẽ không cảm thấy lúng túng. Hồng Hân ở ăn vào hắc ngục cát lan chất lỏng sau đó, trên da hắc ám phủ văn, nhanh chóng nhạt đi xuống, từ ma hóa trong trạng thái đi ra ngoài, lại khôi phục sáng bóng thần thánh hình dáng, hô hấp hơi thở vậy chót lọt rất nhiều. Cái này hắc ngục cát lan, hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Diệp Thần thấy vậy, cũng là cảm thấy hắc ngục cát lan linh khí mạnh mẽ, nếu là hắn hoàn toàn hấp thu, đủ để lớn mạnh hắn thanh liên phân thân. Nghĩ như vậy, Diệp Thần bàn tay một chảo, linh khí thả ra, lập tức đem đen ngục tinh quặng mỏ, liên quan hắc ngục cát lan, toàn bộ thu. Hang bị thanh trừ sạch sẽ, nơi này linh vật, toàn bộ bị Diệp Thần thu lấy hết. Rồi sau đó, Diệp Thần đem Hồng Hân thu xếp ở một bên, mình ngồi xếp bằng xuống, sử dụng thanh liên phân thân, đem mới vừa thu lấy mấy chục bụi cây hắc ngục cát lan, toàn bộ hòa tan thành tinh thuần hắc ám linh dịch, bơm vào đến thanh liên phân thân bên trong. Rắc rắc sát, thanh liên phân thân hấp thu đại lượng hắc ngục cát lan năng lượng, từ thân thể bên trong bộc phát ra một hồi cốt bạo tiếng vang, sau lưng lại mơ hồ huyễn hóa ra một màn đặc thù khí tượng. Một màn kia khí tượng trong hình, có một bụi thẳng thanh liên, tạo ra hỗn độn, mở ra trời, biểu dương ra vô cùng dâng trào mênh mông, vô cùng to lớn lực lượng. Đó là truyền thuyết bên trong, sáng thế thanh liên vĩ đại khí tượng. Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới mình thanh liên phân thân, tại hấp thu hắc ngục cát lan năng lượng sau đó, lại có thể huyễn hóa ra sáng thế thanh liên khí tượng. Điều này đại biểu, Diệp Thần thanh liên đúc thánh pháp tu là, thật to tăng tiến liền rất nhiều. Hắn thanh liên phân thân, cũng là thăng lột xác được cường đại hơn. Rất tốt, thanh liên phân thân thăng cấp, ta lá bài tẩy này, là càng ngày càng lợi hại. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, phân ra một món thần thức, bơm vào đến thanh liên phân thân bên trong. Thanh liên phân thân một mực chặt đang nhắm mắt, nhất thời mở ra, cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thần phỏng đoán, cái này đạo phân thân sức chiến đấu, có chừng mình bản thể bốn thành tiêu chuẩn. Bốn thành tiêu chuẩn, đây đã là đặc biệt kinh khủng. Lấy Diệp Thần sức chiến đấu cường đại, hắn bốn thành thực lực, liền có thể nghiền nát một ít nhỏ yếu chính xác tiên đế. Cái này thanh liên phân thân, nếu có thể một mực thăng cấp, có thể cuối cùng sẽ có ta bản thể 99% lực lượng, đến lúc đó, ta liền vô địch. Diệp Thần trong lòng tha hồ tưởng tượng trước, cái này thanh liên phân thân, không chỉ là một đạo ẩn núp lá bài tẩy, còn có thể trực tiếp bộc phát ra chiến đấu. Nếu như Diệp Thần đem thanh liên phân thân cho gọi ra để chiến đấu, địch nhân kia liền phải đối mặt hai cái hắn, giống nhau như đúc hắn. Tưởng tượng một tí, nếu như có hai cái Diệp Thần, sức chiến đấu điệp cộng lại, vậy bất kể là cái gì vũ hoàng cổ đế, vẫn là ma tổ vô thiên, đảm nhiệm thiên nữ, cũng không phải là địch thủ của hắn. Dĩ nhiên, muốn đạt tới cái cảnh giới này nói, Diệp Thần còn cần số lớn tài nguyên,
không ngừng rèn luyện Thanh Liên phân thân, để cho hắn thăng cấp trở nên mạnh mẽ, giống như hiện tại như nhau. Hắc Ngục Cát Lan linh khí, là Thanh Liên phân thân mang đến cường đại tư bổ. Đáng tiếc cái loại này linh vật, rất chân quý, cũng không là địa phương nào đều có. Diệp Thần không biết làm sao lẩm bẩm một tiếng, Hắc Ngục Cát Lan đã bị hắn tiêu hao hết. Còn như đen ngục tinh, cái loại này vật liệu, thích hợp hơn đúc nóng đến binh khí bên trong. Đen ngục tinh giá trị, so với Hắc Ngục Cát Lan còn muốn chân quý rất nhiều. Bởi vì, đây là xuất xứ từ không không thời không đặc thù vật liệu, là chế tạo không vô thần khí, tăng lên binh khí pháp bảo phẩm chất chân quý quáng vật. Thiên Khải Chí Tôn nơi chế tạo binh khí pháp bảo, phần lớn cũng hỗn hợp đen ngục tinh, cái loại này hắc ám tinh khiết quáng vật, có thể nói là thế gian tinh khiết nhất đồ một trong, giá trị cực cao. Diệp Thần dự định cùng sau khi đi ra ngoài, liền bắt đầu đúc nóng, đem đen ngục tinh đúc nóng đến mình luân hồi thiên kiếm bên trong đi. Đây nhất định không phải chuyện dễ, hắn cần chút thời gian. À, đây là, Hồng Hân một tiếng rên, từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại, thì phát hiện mình thương thế đã khỏi bệnh, hơn nữa người vậy từ ma hóa trạng thái đi ra ngoài. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần, là ngươi cứu ta. Hồng Hân một hồi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nghe được nàng gọi mình tên thật, trong lòng nhất thời rét một cái, tỉnh bơ nói, Hồng cô nương, ta kêu Trần Dạ, không gọi Diệp Thần, ngươi nhận lầm người chứ. Hồng Hân sửng sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ, nói, ừ. Trần Dạ công tử, thật xin lỗi. Không biết tại sao, ta thấy ngươi, liền nhớ lại luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhún vai một cái, nói ta làm sao có thể cùng luân hồi chi chủ so sánh. Hắn tâm lý có chút cảnh giác, trước mắt có thể xác định, mình hơi thở, còn không có bại lộ. Nhưng, Hồng Hân nhưng có thể cảm giác được khác thường. Cái này hoặc giả, liền là phụ nữ trực giác. Chỗ này quả nhiên có Hắc Ngục Cát Lan, ta dùng để vì ngươi chữa thương. Diệp Thần đổi chủ đề, hướng Hồng Hân nói. Hồng Hân theo bản năng sờ một cái môi mình, tựa hồ cảm giác được cái gì, gò má đầu tiên là một đỏ, rồi sau đó khẽ cắn răng, vậy là không thể làm gì, lại nói, Trần Dạ công tử, đen ngục tinh đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn tư nuốt sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, cười khan một tí, nói cái gì đen ngục tinh? Hồng Hân nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nói, đừng giả bộ hồ đồ, ta đã sớm suy tính đến thiên cơ, biết nơi này có đen ngục tinh tồn tại, đây chính là vô cùng là chân quý quáng vật vật liệu, chẳng lẽ ngươi muốn mình toàn bộ tư nuốt? Diệp Thần nghe Hồng Hân điểm phá thiên cơ, thần sắc cũng là đổi được lạnh lùng, nói, Hồng cô nương, ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn muốn chia cắt đồ ta sao? Làm người không thể như thế lòng tham không đáy. Hồng Hân yên lặng một tí, rồi sau đó hình như là nghĩ thông suốt, nói, được rồi, ta nhường cho ngươi, coi là đa tạ ngươi cứu ta một mạng, chúng ta hồi doanh trại đi đi, đi ra lâu như vậy còn không đi trở về, sợ rằng phải bị Tuyệt Vân Thánh Tử nghi kỵ. Nói xong, Hồng Hân xoay người rời đi. Diệp Thần tinh thần thoáng thanh tĩnh lại, nhưng ngay tại hắn mới vừa buông lỏng ngay tức thì, Hồng Hân đột nhiên quay đầu. Trong mắt đổi được vô cùng âm lãnh, trên trán có hắc ám phủ văn tách thả ra, trở tay bắn ra một quả tên độc, bắn chết hướng Diệp Thần tim. Ngươi! Diệp Thần con ngươi có rút lại, tuyệt đối không nghĩ tới Hồng Hân như thế tàn bạo, mình mới vừa cứu nàng, nàng lại muốn ngược lại giết người. Giới tử Phật Pháp, phá cho ta! Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, cong ngón tay bắn ra, bộc phát ra một đạo giới tử Phật quang, đánh vào Hồng Hân bắn ra tên độc trên. Cây kia tên độc, lập tức liền hóa thành giới tử bụi nhỏ, biến mất không gặp. Thấy vậy, Hồng Hân thần sắc đại chấn, không nghĩ tới Diệp Thần giới tử Phật Pháp, thành tựu như thế lợi hại, cùng cổ Phật Thánh Địa cao cấp cao tăng so sánh, cũng là không hoàng hơn để cho. Giới tử Phật Pháp, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh sau đó, có thể đem vạn vật hóa thành giới tử. Năm xưa Thích Già Phật Tổ, liền đã từng đem 3.000 tinh không, hóa thành giới tử. Cất giấu nữa ở một đóa hoa bên trong. Phật tổ nghĩa sâu xa, nhất niệm hoa nở, 3.000 thế giới tách thả ra, khí tượng vô cùng khoáng đạt. Hiện tại Diệp Thần giới tử Phật Pháp, vậy mơ hồ có đem vạn vật đổi thành là giới tử đại thần thông uy năng. Hồng Hân đánh bất ngờ phát ra tên độc, như thế tùy tiện liền bị Diệp Thần phá hỏng, nàng dĩ nhiên là kinh hãi. Đáng chết, ngươi lại còn muốn giết ta. Diệp Thần nhất thời có dũng khí bị phản bội vậy tức giận.
nếu như không phải là hắn còn có chút thủ đoạn, sợ rằng hiện tại đã bị Hồng Hân bắn chết. Hồng Hân như vậy tàn nhẫn, Diệp Thần vậy thì không cách nào lại giữ ổn định, lắc người một cái cướp bước lên, bàn tay một chảo, liền giữ lại Hồng Hân cổ họng. Chỉ cần Diệp Thần kinh lực vừa phun, liền có thể đem Hồng Hân bóp chết. Hồng Hân trong mắt toát ra to lớn vẻ hoảng sợ, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là cái gì, trên da có một từng đạo hắc ám phủ văn nổi lên, thanh âm mang to lớn sợ hãi nói, ca ca đừng giết ta, ta quy thuận ngươi chính là, sau này làm nô tỳ đều nghe ngươi sai khiến. Diệp Thần nghe được nàng giọng, hèn mọn sợ hãi bên trong, lại mang một chút giảo quái, hoàn toàn không có xưa nay thời điểm thanh nhã trầm tĩnh hình dáng, không khỏi được trong lòng chấn động một cái, thầm nghĩ. Đúng rồi, nàng ma hóa sau đó, rơi vào ma đạo, lại liền tánh tình cũng là lớn đổi, đổi được như vậy tàn bạo xảo trá. Nghĩ đến ở cổ Phật Thánh Địa bên trong, nhìn thấy rất nhiều tinh không thần tộc người, ở hóa thân thành hỗn độn thiên ma sau đó, đều là tàn nhẫn thích giết chóc, không khỏi rợn cả tóc gáy. Cái này hỗn độn thiên ma, thật là vô cùng hung ác chủng tộc, một khi sa đọa, lại tinh khiết thiên thần, cũng sẽ hóa thân thành tà ma. Lúc này ở Hồng Hân trên da, không hề thiếu hắc ám phủ văn lóe lên, đây rõ ràng là ma hóa dấu hiệu. Ma chi đạo, cực đoan sùng bái cường giả, khi dễ nhỏ yếu, Diệp Thần lộ ra xa so Hồng Hân thực lực cường đại, nàng ma tim sợ hãi dưới, lập tức liền muốn thần phục. Diệp Thần nói, ngươi chịu thần phục với ta, ta liền không giết ngươi. Giữ Hồng Hân cổ họng tay, thoáng buông lỏng. Hồng Hân thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ta sau này liền kêu chủ nhân ngươi. Hi hi, chủ nhân, ngươi khỏe à, sau này ta chính là ngươi nô tỳ, ngươi kêu ta làm cái gì đều được. Nàng lúc nói lời này, trên da hắc ám phủ văn, màu sắc càng sâu nặng, như là xăm đóng dấu, hoàn toàn không cách nào hóa giải vậy. Diệp Thần nghe được nàng kêu chủ nhân mình, trong lòng cũng rất không phải mùi vị. Bởi vì hắn biết, Hồng Hân ma hóa dưới trạng thái, tánh tình đã vặn vẹo, hoàn toàn xem biến thành một người khác vậy. Ngươi là làm sao bị giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch? Là ai cho ngươi huyết mạch? Diệp Thần buông lỏng bóp lại nàng cổ họng tay, hỏi. Liên quan tới tinh không thần tộc, tinh không bờ bên kia hết thảy, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái này hả, chủ nhân, ta bộ phận này trí nhớ, đã bị phong ấn, ta đều đã quên. Hồng Hân cúi đầu trầm tư một tí, rồi sau đó lắc đầu một cái, nhưng thì không cách nào trả lời Diệp Thần vấn đề. Phải không? Diệp Thần nắm lên tay nàng, sờ một cái tay nàng uyển mạch cửa, quả nhiên liền cảm thấy nàng trong cơ thể, tồn tại một đạo bí ẩn phong ấn, đem nàng qua lại một đoạn trọng yếu trí nhớ, hoàn toàn phong ấn lại. Vậy đoạn trí nhớ, chính là cùng giao phó cho tinh không thần tộc huyết mạch có liên quan. Ta và tinh không thần tộc bên trong, một cái kêu là Tử Xuyên Phỉ cô nương, rất có giao tình, không biết ngươi có biết hay không? Diệp Thần lại hỏi. Tử Xuyên Phỉ. Thật giống như nghe nói qua, nhưng ta không quá nhớ, ta chỉ nhớ tinh không thần tộc bên trong, chủ yếu có ba chi thị tộc, Tím Xuyên thị là ba thị tộc lớn một trong. Hồng Hân trả lời. À, Diệp Thần lại biết một chút tinh không thần tộc bí mật, nhưng bí ẩn vẫn là quá nhiều. Hắn lắc đầu một cái, nói thôi, chúng ta đi về trước đi, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, ngươi cho ta mai phục ở Di La trong cung mặt, sau này thì giúp ta hỏi dò tin tức. Hồng Hân rất khôn khéo gật gật đầu nói, được, chủ nhân. Diệp Thần nhìn nàng cung thuận hình dáng, khó hiểu cảm thấy có chút bi thương, liền dẫn nàng đi ra hang, dự định trở lại doanh trại. Mà ở mới vừa đi ra hang sau đó, Hồng Hân thật giống như thanh tỉnh rất nhiều, trên da hắc ám phủ văn nhạt đi xuống. Nàng bỗng dưng cả người giật mình một cái, trong trẻo trong mắt nhìn Diệp Thần, lộ ra to lớn khiếp sợ cùng tức giận ý, nói trần dạ. Ngươi thật là to gan, lại muốn ta làm ngươi nô tỳ. Nàng những lời này, lại có tôn nghiêm ý vị, hiển nhiên là khôi phục bình thường. Diệp Thần gặp nàng khôi phục bình thường, trong bụng lại vô hình vui mừng, nói, Hồng cô nương, là chính ngươi nói, muốn làm ta nô tỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồng Hân hồi tưởng lại mới vừa rồi chuyện, nhất thời gò má một đỏ, cắn môi một cái nói, đó là ta tẩu hỏa nhập ma. Đạo tâm không yên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không thể coi là thật. Diệp Thần cười nói, ngươi đã nói, chẳng lẽ muốn không nhận đếm sao? Ngươi cũng không sợ vi phạm nhân quả, gặp thiên phạt. Hồng Hân nếu đã nói qua, muốn thần phục Diệp Thần,
vậy cho dù quyết định khế ước. Vi phạm khế ước, ắt gặp nhân quả trách phạt, coi như không có thiên phạt, tự thân đạo tâm, vậy sẽ lưu lại ma chướng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi! Hồng Hân tức giận không dứt, biết mình đã có ma hóa nguy hiểm, lại làm trái lời hứa mà nói, hậu quả chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Như thế nào, ngươi là phải làm chính ngươi, vẫn là phải làm ta nô tỳ. Diệp Thần nhìn nàng cái này tức giận bất đắc dĩ hình dáng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngươi, ta chính là chết, cũng sẽ không làm ngươi nô tỳ. Hồng Hân cắn răng nghiến lợi, ngược lại cũng là 10 phần quật cường, không chịu tùy tiện khuất phục Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, đang muốn nói gì, bỗng nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy có hai đạo khí tức cường đại, như hai đạo băng tiễn vậy phóng tới, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hai đạo thân ảnh, từ phương xa bay tới, lại là Vạn Yêu Giới Vương Yêu Dạ và A-tu-la Vương. Yêu Dạ cả người yêu khí nhô lên, vậy ta mị con ngươi, ánh mắt ở Diệp Thần và Hồng Hân trên mình vòng vo chuyển, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, nói, Hồng cô nương, ngươi và cái này Thiên Thảo Sơn Trang tiểu tử, ở chỗ này liếc mắt đưa tình, sẽ không sợ Tuyệt Vân Thánh Tử trách tội sao? Diệp Thần và Hồng Hân, thấy cái này hai vị giới vương, lại có thể đi tới nơi này, trong lòng đều là rét một cái. Hồng Hân nhàn nhạt nói, người nói bậy bạ gì đó, huống chi ta cùng ai chung một chỗ, và Lý Tuyệt Vân có quan hệ gì? Yêu Dạ cười nói, Hồng cô nương, ngươi và thằng nhóc này, rời đi doanh trại lâu như vậy, ra tới nơi này là muốn làm gì? Hồng Hân nói, liên quan ngươi à? A-tu-la Vương tiến lên trước một bước, trán nổi gân xanh nhô lên, cặp mắt tràn đầy sát khí, đem Yêu Dạ đẩy qua một bên, quát lên, cùng bọn họ dài dòng chút gì, trực tiếp giết là được. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần và Hồng Hân, thần sắc bên trong, tràn đầy uy giận nghiêm nghị. Hi hi, bản đại gia cũng không dối gạt các ngươi, bản đại gia hạ tới nơi này, là muốn tìm đen ngục tinh, đây chính là cực tốt chế tạo vật liệu, nếu là hiến tặng cho Vũ Hoàng Cổ Đế đại nhân, hắn nhất định thật cao hứng. Ta biết các ngươi Tuyệt Vân Thánh Tử, muốn phủ sinh tuyệt mệnh, binh khí kia đúng là mũi nhọn ác liệt, nhưng sau lưng liên lụy nhân quả quá lớn. Hi hi, bản đại gia cũng không dám nhúng tay. Bất quá, cái này đen ngục tinh, bản đại gia nhưng là chí ở tất được, giao ra đi, ta cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ, gạt Tuyệt Vân Thánh Tử tư thông, muốn đến giết các ngươi, hắn cũng sẽ không trách tội. Lúc đầu A-tu-la Vương và Yêu Dạ, làm Lý Tuyệt Vân hộ đạo giả, bước vào lòng đất dưới vực sâu, cũng không phải là vì vậy 5.000 nguyên ngọc thù lao, mà là hướng về phía đen ngục tinh tới. Đen ngục tinh cái loại này vật liệu, 10 phần chân quý, có thể thật to tăng lên binh khí pháp bảo phẩm chất. Bọn họ muốn đào lấy đen ngục tinh, hiến tặng cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Bọn họ chỗ ở Vạn Yêu Giới cùng Tu La Giới, vốn chính là tuân theo Đà Đế Cổ Thần ý chí sáng lập, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quan hệ mật thiết. Nếu có thể đòi được Vũ Hoàng Cổ Đế niềm vui, được cái gì chúc phúc ban thưởng, bọn họ đột phá chính xác tiên đế, bước vào tiên đế cảnh, thậm chí là đánh vào không không. Đều là rất nhiều trông cậy vào. Một bên Yêu Dạ cười nói, vốn là chúng ta còn không biết đen ngục tinh cụ thể chỗ, không nghĩ tới lại bị ngươi thằng nhóc này moi ra, thật may thiên cơ kích động, cuối cùng không để cho thằng nhóc ngươi chạy mất. Trong lúc nói chuyện, Yêu Dạ cùng A-tu-la Vương, đã thả ra chính xác tiên đế cấp bậc uy áp, tràn ngập toàn trường, tạo thành từng tầng một cấm pháp, đem Diệp Thần và Hồng Hân đường lui, hoàn toàn phong tỏa ở. Bọn họ hai cái, tuy không phải tiên đế, nhưng ở chính xác tiên đế bên trong thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa sau lưng tuân theo Đà Đế Cổ Thần ý chí, sức chiến đấu so với giống vậy tiên đế, còn cường hãn hơn một ít, không thể khinh thường. Diệp Thần nếu như không dùng tới luân hồi lực lượng, cùng cái này hai người giao chiến nói, chỉ sợ cũng sẽ khá là khó giải quyết. Ta là Thanh Mộc Vương đệ tử, các ngươi dám giết ta. Diệp Thần duy trì bình tĩnh, lui về phía sau một bước, trong lòng suy nghĩ phương pháp phá cuộc. A-tu-la Vương vui vẻ cười to, nói các ngươi Thiên Thảo Sơn Trang, sau lưng cỏ thần, chẳng qua là một cái đứa nhỏ, làm sao có thể cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đại nhân so sánh. Thiên tội ma trụ, cho ta trấn áp. A-tu-la Vương hồn thân sát khí nổ tung, triệu hoán ra một cây cự đại ma trụ. Cái này cây ma trụ phía trên, quấn vòng quanh từng cái ác long, khí tức giết hại sôi trào, lại có thiên tội phạt khủng bố uy nghiêm. Rõ ràng cho thấy từ thiên tội cổ kiếm bên trong đản sanh ra vĩ đại thần vật. Bốn đại chí cao thần khí, uy năng đều là vô cùng mênh mông,
có thể sản sinh ra đủ loại vĩ đại thần vật, giống như là đen nhánh tinh, đông rét cơn giận, nắng ban mai gió, hoàng hôn tháng, ngủ say sâm vân. Vân, mỗi một kiện vĩ đại thần vật, đều có không kém gì không không thần khí mạnh uy lực lớn. Atula Vương gọi ra thiên tội ma trụ, sát phạt hơi thở cũng là tương đương khủng bố, chấn thiên động địa, một nổi lên, lập tức hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Tu Di Phật Pháp, Đại Tu Di Núi. Diệp Thần quát to một tiếng, thi triển Tu Di Phật Pháp, cả người Phật quang màu vàng mãnh liệt, hóa thành một tòa thái cổ Tu Di Núi Thần, ùng ùng nghiền bạo hư không. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Đại Tu Di Núi, cùng Atula Vương thiên tội ma trụ, mãnh liệt va chạm tới một chỗ, kích thích vô cùng kinh khủng đợt khí, để cho được chung quanh không gian, lại như thủy tinh vậy nổ tung hết. Hai người đều thối lui hai bước, nhưng là đấu cái lực lượng tương đương. Ồ, người thằng nhóc này, Phật Pháp lại có thể như vậy lợi hại. Atula Vương lấy làm kinh hãi, vốn cho là có thể nhất kích chấn áp Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần Phật Pháp tu vi, lại có thể hung mãnh như vậy, có thể cùng hắn cái này chính xác tiên đế chống lại. Diệp Thần lạnh lùng không nói, thật ra thì hắn chân chính sức chiến đấu, muốn so với hiện tại cường hãn gấp mấy lần. Nếu như vận dụng luân hồi lực lượng, hắn thậm chí có thể đem Atula Vương trong nháy mắt giết. Bất quá, Diệp Thần rất cẩn thận, vì không bại lộ, không có dùng lá bài tẩy mà thôi. Yêu sông kiếm lưu. Bên kia, vạn yêu giới vương yêu giả cũng là ngang nhiên ra tay, ngự kiếm cuộn sạch yêu khí, phá giết ra, hướng Hồng Hân chém tới. Hồng Hân tiếu mặt trầm xuống, sau lưng rào một tiếng, mở ra huy hoàng thánh khiết tinh không vũ rực, bay đến không trung, né tránh yêu dạ một kiếm, rồi sau đó ngự vũ hóa kiếm, suy 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 toát ra trăm ngàn kiếm khí, như như sao rơi rơi xuống, đâm thẳng yêu dạ. Các ngươi những thứ này hỗn độn thiên ma, quả nhiên có chút con đường. Yêu dạ thấy Hồng Hân kiếm khí giết tới, vội vàng phi thân né tránh. Di La cung thờ phượng tử thần, cùng hỗn độn thiên ma có hợp tác, yêu giả cũng có nơi nghe. Ở không không lúc nào không bên trong, hỗn độn thiên ma bị coi là tà ác nhất chủng tộc, người người được mà giết. Bất quá ở thế giới hiện thật, hỗn độn thiên ma rất ít hiện thân, bởi vì thế giới hiện thật người, căn bản không có có ai tư cách, có thể dòm ngó gặp tinh không bờ bên kia, còn không dẫn nổi hỗn độn thiên ma chú ý. Chỉ có ngày xưa vô tâm tổ sư, là ngoại lệ. Cho nên, đối với hỗn độn thiên ma, rất nhiều người cũng không biết tồn tại, càng chưa nói tới cửu hận. Yêu dạ gặp Hồng Hân còn không hóa thân hỗn độn thiên ma, chỉ là giữ tinh không thần tộc hình dáng, kiếm khí uy năng giống như này lợi hại, trong lòng sinh nhiều kiêng kỵ ý. Thiên tội yêu châu, sắc. Yêu dạ một nặn quyết, sử dụng một hạt châu, phía trên cũng là hiện đầy nghiêm ngặt thiên tội phù văn, tràn đầy thiên tội phạt giết hại uy thế, rõ ràng cũng là từ thiên tội cổ kiếm bên trong đản sanh ra vĩ đại thần vật. Thiên tội yêu châu nhô lên ra yêu khí, cuộn sạch mãn không, lập tức liền đem Hồng Hân tất cả tinh không kiếm khí, toàn bộ chôn vùi. Hồng Hân lấy làm kinh hãi, cũng là cảm nhận được yêu dạ mạnh mẽ. Yêu dạ và Atula Vương, hai người mạnh mẽ, cũng không phải là xuất xứ từ bọn họ tự thân tu vi, mà là xuất xứ từ bọn họ sau lưng đà đế cổ thần ý chí. Yêu dạ thúc giục thiên tội yêu châu, tầng tầng yêu quang như phi kiếm vậy quét bắn ra, bện thành thiên la địa võng. Vặn cổ hướng Hồng Hân. Hồng Hân huy động tinh không vũ rực, hơi có chút chật vật né tránh. Diệp Thần thấy Hồng Hân bộ dáng chật vật, không khỏi được trong lòng trầm xuống. Nếu là Hồng Hân bị giết chết, yêu dạ là có thể thoát thân đi ra, và Atula Vương liên thủ đối phó hắn. Long đấu chi thương, phá cho ta. Diệp Thần hội tụ trong thiên địa nham đất năng lượng, hóa thành một cán phong cách cổ xưa chiến thương, phía trên rồng thần vần quanh. Hung hăng phá giết hư không, cách không hướng yêu dạ xuyên qua đi. Long đấu chi thương, là nham thần thiên tôn đạo pháp trình độ cao nhất. Diệp Thần trước đây ở luyện ngục cấm địa nham thần trong bộ lạc, đạt được nham thần thiên tôn ban phúc, long đấu chi thương lực sát thương, cũng là lớn lớn tăng lên. Cái gì, nham thần đạo pháp, thằng nhóc ngươi rốt cuộc là ai? Yêu dạ thấy Diệp Thần nham súng bắn tới, vội vàng kinh hoàng né tránh. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần nham súng, hung hăng bắn ở phía sau một nơi trên vách núi, nhất thời làm được vách núi bể tan tành, loạn thạch tung tóe, bụi bẩm kích dương, khí thế mười phần nguy nga. Thằng nhóc này, thân phận tuyệt không đơn giản. Atula Vương vậy cảm thấy sợ hãi, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật,
có thể nắm trong tay Nham Thần Thiên Tôn mạnh nhất thần thông người, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần lại có thể nắm giữ, cái này để cho bọn họ hoài nghi, Diệp Thần thân phận chân thật, rốt cuộc là cái gì? Ở đánh lui yêu dạ sau đó, Diệp Thần nhanh chóng cùng Hồng Hân, vai sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người cũng rõ ràng, ngày hôm nay muốn phá cuộc mà nói, nhất định phải buông xuống thành kiến, liên thủ phá đánh ra. Đáng chết tiểu tử, xem ra là không thể xem thường ngươi. Atula Vương cắn răng nghiến lợi, hướng yêu dạ nháy mắt, quát lên, trực tiếp bày trận, diệt thằng nhóc này. Chỉ gặp Atula Vương, sử dụng thiên tội ma trụ, trùng trùng chấn rơi xuống đất, vô cùng sát khí lan tràn ra, nhanh chóng bày khắp mặt đất, từng cái hắc ám ác long gầm thét, chấn động tâm hồn người. Thiên tội yêu châu, đi! Yêu dạ bàn tay vung lên, thiên tội yêu châu cấp bay ra, bót đích một tiếng, đánh vào thiên tội ma trụ phía trên, lại dung hợp đi vào. Yêu châu cùng ma trụ, hai kiện vĩ đại thần vật dung hợp, cuồng bạo thiên tội sát khí nhất thời bộc phát ra, gào thét vang dội, phá toái hư không, lại là hình thành một cái lồng xây vũ trụ vậy to lớn trận pháp, lập tức liền đem Diệp Thần và Hồng Hân, bao phủ đi vào. Trận pháp nhất trung tâm, chính là ngày trước tội ma trụ, phía trên một viên trong suốt yêu châu, toát ra vô cùng sáng chói thần mang. Trận pháp bao phủ xuống, nhất thời để cho Diệp Thần và Hồng Hân, đều cảm thấy một hồi nghẹt thở. Trận pháp này, mang theo hai kiện vĩ đại thần vật sát khí, thậm chí trong sâu thẳm, còn có một chút đà đế cổ thần ý chí chập chờn, uy năng 10 phần cường hãn. Ở nơi này thiên tội trận pháp dưới áp chế, Diệp Thần và Hồng Hân tay chân cứng ngắc, cả người linh khí như bị phong tỏa, khó mà hoạt động. Chết đi cho ta! Atula Vương hì hì cười nhạt, thân thể to lớn như núi cao vậy xông lên đụng tới, một đấm đánh phía Diệp Thần mặt. Ở trên trời tội trận pháp sát khí ra trì xuống, hắn quả đấm uy thế, 10 phần hung mãnh, phía trên từng tầng một thiên tội sát khí, như vậy mang cổ xưa thần linh chúc phù hộ, lực sát thương to lớn. Bên kia yêu dạ, chính là sách trường kiếm, trên thân kiếm sát khí cuộn sạch, ám sát hướng Hồng Hân. Tinh không sa đọa, hỗn độn thiên ma, vô cùng ma tà đạo, mở. Hồng Hân cả người linh khí cũng bị phong tỏa, đối mặt yêu dạ ám sát, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào ma hóa trạng thái. Chỉ gặp nàng trắng tinh tinh không vũ dực, trong thoáng chốc hóa thành màu sắc đen nhánh, thân thể mềm mại trên tràn ra ti ti lũ lũ tà đạo ma khí, trắng như tuyết mềm mại da thịt bên trên, cũng là hiện ra từng cái hắc ám cổ xưa phù văn. Chỉ là ngay tức thì, nàng liền mở ra hỗn độn thiên ma tư thái, hoàn toàn ma hóa. Ma hóa dưới trạng thái Hồng Hân, rất có thể sẽ đánh mất lý trí, nhưng đối mặt yêu dạ ám sát, nàng phải hóa thân thiên ma, mới có thể chống cự. Hóa thân hỗn độn thiên ma sau đó, Hồng Hân cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh, trong tay ma khí hội tụ, hóa ra một chuôi đen nhánh tinh ma kiếm, đinh một tiếng, liền chặn lại yêu dạ trường kiếm ám sát. Rồi sau đó, nàng khua kiếm chém ngược, lại là phấn khởi phản kích, một kiếm phá vỡ yêu dạ ngực, thiếu chút nữa đem hắn mổ bụng. Đáng chết, người yêu nữ này, lại có thể như vậy tàn bạo. Yêu dạ thất kinh, không nghĩ tới Hồng Hân ma hóa sau đó, thực lực tăng lên như thế nhiều, cho dù hắn mượn thiên tội đại trận bảo vệ, cũng không phải Hồng Hân địch thủ. Đây là, Atula Vương vậy liều chết xung phong đến Diệp Thần trước mặt, hung mãnh quả đấm đập tới, Diệp Thần nghiêng người né tránh, liếc về gặp Hồng Hân ma hóa tư thái, như vậy dữ tợn hung hãn, trong lòng cũng là thầm giật mình. Bất quá, Hồng Hân trên khuôn mặt, mang cực đoan vùng vẫy thống khổ thần sắc, rõ ràng mở ma hóa tư thái, nàng rất khó giữ thanh tỉnh ý thức, hôm nay đang cùng trong lòng ma niệm đối kháng. Hỗn độn thiên ma, quả nhiên là hung mãnh. Atula Vương thấy Hồng Hân cái này tư thái, nội tâm cũng là lớn là kiêng kỵ, quả đấm lực lượng nổ lên, từng quyền mãnh liệt đánh Diệp Thần, muốn giết chết Diệp Thần sau đó, sẽ cùng yêu dạ cùng nhau, trấn áp Hồng Hân. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không phải đèn cạn dầu, có ở đây không dựa vào luân hồi huyết mạch lực lượng hạ, cũng có thể cùng Atula Vương chu toàn. Chỉ là, Atula Vương dựa lưng vào thiên tội đại trận, Diệp Thần trong chốc lát cũng khó mà phản kích. Hi hi, đứa nhỏ, cần ta giúp một tay sao? Ta có thể mượn lực cho ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả gặp Diệp Thần và Atula Vương rơi vào giằng co, chính là cười nói. Không cần. Diệp Thần lắc đầu một cái, luân hồi mộ địa tuy nói là hắn lá bài tẩy, nhưng hắn không hề dự định quá lệ thuộc vào.
Quá lệ thuộc vào luân hồi mộ địa bên trong đại năng, rất có thể sẽ trễ nãi tự thân, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt không sẽ vận dụng. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Hồng Hân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, rồi sau đó huy động ma kiếm, chém về phía A-Tu-La-Vương. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ gặp trên mặt nàng vùng vẫy vẻ thống khổ, đều đã biến mất, thay vào đó, là một cổ tàn bạo tàn nhẫn diễn cảm, trong ánh mắt còn có một cổ trời xanh vậy xảo trá giết hại ý. Diệp Thần nhất thời rõ ràng, Hồng Hân đã hoàn toàn ma hóa, mất đi trước kia ý thức, cho nên trực tiếp kêu chủ nhân hắn. Bởi vì nàng trước đây nhập ma thời điểm, cũng đã thần phục Diệp Thần, hiện tại cũng là nhận chủ. A-Tu-La-Vương nhìn Hồng Hân khua kiếm giết tới, nhất thời cảm thấy một hồi mạnh mẽ ma đạo kiếm khí, gào thét tới, mặt liền biến sắc. Yêu dạ, chúng ta trước hết giết yêu nữ này. A-Tu-La-Vương hơi có chút chật vật né tránh, rồi sau đó hướng yêu dạ hô to quát lên. Yêu dạ cầm kiếm đánh tới, cùng A-Tu-La-Vương liên thủ đối chiến Hồng Hân. Hồng Hân cho dù hóa thân hỗn độn thiên ma, nhưng lấy một chọi hai, vẫn nhanh chóng rơi vào hạ phong, ngược lại bị yêu dạ và A-Tu-La-Vương áp chế. Chủ nhân, người đi trước, không cần phải để ý đến ta, ta kéo cái này hai tên. Hồng Hân tuy rơi xuống gió, nhưng trong mắt tàn bạo ý, tựa hồ không có yếu bớt. Chỉ gặp nàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào ma kiếm bên trên. Thoáng chốc tới giữa, ma kiếm sát khí dâng trào, chém về phía yêu dạ cùng A-Tu-La-Vương. Hồng Hân không để ý giá phải trả, cháy tự thân khí huyết, muốn là Diệp Thần kéo cái này hai người, để cho Diệp Thần rời đi. Nàng ma hóa sau đó, chiến đấu chiêu số cực kỳ tàn bạo, từng chiêu trực thủ người chỗ hiểm, hơn nữa không để ý tự thân tiêu hao, thậm chí bỏ mặc yêu dạ và A-Tu-La-Vương phản kích, nói rõ là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. A-Tu-La-Vương và yêu dạ thầm kinh hãi, nhưng cũng biết, Hồng Hân như vậy hung hãn tư thái, cũng không thể kéo dài quá lâu. Bọn họ trấn định tâm thần, chỉ làm phòng thủ, liền cùng Hồng Hân khí lực suy kiệt. Đồng thời, bọn họ thúc giục thiên tội ma chủ cùng yêu châu, đem ngày này tội đại trận uy áp, còn có trong sâu thẳm, đà đế cổ thần một chút ý chí, cũng toàn bộ đè đến Diệp Thần trên mình, muốn ngăn cản hắn chạy trốn cùng trợ chiến. Diệp Thần ở đó thiên tội đại trận uy áp hạ, hơi thở cũng là một hồi ngưng động chất. Đứa nhỏ, vẫn là vận dụng ngươi luân hồi bản thân lực lượng đi, hì hì. Ngươi luân hồi uy năng bùng nổ, cái này cái gì vạn yêu giới vương và A-Tu-La-Vương, bất quá là gà vườn chó đất, ngươi ngay lập tức là được tàn sát. Pháp Hoa Tôn giả gặp Diệp Thần trạng thái không ổn, chính là đề nghị nói. Không, tốt nhất còn chưa muốn bại lộ. Diệp Thần trong lòng kiêng kỵ Lý Tuyệt Vân, không hề muốn nhanh như vậy liền bại lộ. Hắn trong mắt linh quang chớp động, đoán phương pháp phá cuộc, trong sâu thẳm, nhưng là phúc tới tâm linh, thấy được phá cuộc biện pháp. Vù vù. Diệp Thần sử dụng một viên ma hạch, đó là tâm trái đất nham long rắn mối hắc ám ma hạch, tràn đầy dơ bẩn cùng sát khí chập chờn. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngắm nhìn viên này ma hạch. Nếu là luyện hóa viên này ma hạch, mượn bên trong sát khí, hắn là có thể rèn luyện Phật tâm, thậm chí có cơ hội một lần hành động chứng đạo diệu pháp hoa sen. Nếu có thể chứng đạo diệu pháp hoa sen, hắn cho dù không dùng tới luân hồi lực lượng, vậy đủ để ung dung đem yêu dạ và A-Tu-La-Vương giết chết. Bởi vì, diệu pháp hoa sen, là Phật tổ chân kinh tầng thứ 7, là siêu thoát thực tế tồn tại, một khi luyện thành, uy năng 10 phần cường hãn. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, rắc rắc một tiếng, lập tức bóp vỡ trong tay ma hạch. Ma hạch bể tan tành, nhất thời, đại lượng hắc ám dơ bẩn sát khí, cuồng trào ra, như sóng như nước thủy triều vậy, điên cuồng đánh vào Diệp Thần thân thể, cũng thấm vào nhập hắn trong kinh mạch mặt. Thằng nhóc, người muốn làm gì, người điên rồi sao? Pháp Hoa Tôn giả thấy một màn này, nhất thời kinh hô lên, không cách nào giữ chấn định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thần lại có thể sẽ vào lúc này, bóp vỡ ma hạch, đánh vào diệu pháp hoa sen cảnh giới. Phải biết, rèn luyện Phật Pháp, đánh vào Phật Pháp cảnh giới, cần một cái yên lặng hoàn cảnh, hiện tại rõ ràng không phải cảm ngộ Phật Pháp thời điểm. Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhưng là không có cố kỵ như thế nhiều, đem đại lượng hắc ám sát khí, toàn bộ hấp thu được trong cơ thể. Tràn đầy dơ bẩn sát khí, không ngừng đánh vào Diệp Thần Phật tâm, phải đem hắn Phật tâm ô nhiễm. Võ tổ đạo tâm, cho ta ổn định. Diệp Thần cũng không hoảng loạn, lập tức vận chuyển võ tổ đạo tâm,
giữ tâm cảnh tinh khiết, như trong biển rộng bàn thạch, tùy ý quanh mình sóng gió như thế nào mãnh liệt, cũng không cách nào dao động hắn quyết tâm. Cuồng bạo hắc ám sát khí, không ngừng đánh vào tới đây, Diệp Thần không chút nào dao động, Phật tâm không ngừng chịu đựng hắc ám sát khí đánh vào, phản mà không ngừng đổi được mạnh mẽ. Dần dần, Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, thật giống như bắt được cái gì. Hắn cảm thấy mình Phật tâm, muốn đột phá thế giới hiện thật hạn chế, cùng không không lúc nào không đồng tình câu thông. Hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần lại thấy được Thích Già Phật Tổ pháp tướng hư ảnh. Phật Tổ không nói, vậy to lớn Phật thân thể, tách thả ra vạn nặng Phật quang, các loại hà thải lững lờ, từng ngọn bảo các, miếu thờ, thánh điện, như tinh thần xoay quanh vậy trước hắn chuyển động. Thậm chí, Diệp Thần còn ở Phật Tổ pháp tướng khí tượng bên trong, thấy được mấy vòng huyết nguyệt hư ảnh. Máu kia tháng khí tượng, chính là tới từ nhâm phi phàm. Phật Tổ pháp tướng khí tượng bên trong, lại có thể mang theo nhâm phi phàm huyết nguyệt ý niệm, rất rõ ràng, hắn đã thờ phượng lời hứa, đang mượn đi Diệp Thần tinh không đạo thư sau đó, liền cùng nhâm phi phàm hợp tác, kết là đồng minh. Lúc này Diệp Thần Phật tâm đạt được rèn luyện, lại là đột phá thời không hạn chế, lại một lần nữa thấy được Phật Tổ bóng người. Oanh! Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa như lấy được Phật Tổ chúc phúc, các loại Phật môn nghĩa sâu xa, như thể hồ quán đỉnh vậy, tràn vào hắn đầu óc bên trong. Hắn trước kia tham khảo Phật Tổ chân kinh, tầng thứ 7 diệu pháp hoa sen bí ẩn, từ đầu đến cuối không thể hiểu thấu đáo. Nhưng vào giờ phút này, hắn rốt cục thì thể hồ quán đỉnh, một tí lĩnh ngộ. Chư pháp đều là không, diệu pháp vô thường, tại lớn không minh chỗ chứng đạo hoa sen, thất bảo phù đồ, thêm chư ta thân, Phật Tổ chân kinh, một lần hành động đột phá. Diệp Thần trong mắt bên trong, lóe ra vô cùng Phật quang, một tòa 7 màu đài sen khí tượng, từ đỉnh đầu hắn trên từ từ dâng lên, thủy ải bốc hơi lên, sáng mở bay lượn, có cầu vồng xuyên qua hư không, đưa tới mãi mãi phạm sướng. 7 màu đài sen, đây là đem Phật Tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ 7 khí tượng. Diệp Thần dựa vào tâm trái đất nham long rắn mối ma hạch sát khí đánh vào, Phật tâm đạt được to lớn rèn luyện, rốt cục thì một lần hành động đột phá, đem Phật Tổ chân kinh tu luyện tới tầng thứ 7 bước. Phật pháp đột phá tu vi, Diệp Thần cả người cũng toát ra thơm mát, thân như lưu ly vậy hạt bụi nhỏ không dính, các loại Phật môn quy luật, diễn hóa thành từng cái kinh văn, như hàng dài vậy ở hắn quanh người vũ động, trong đó tản ra uy thế, đủ để ích dịch vạn ma, nghiền ép thế gian hết thảy địch. Ừ, cách đó không xa A-tu-la vương và yêu dạ, đang cùng Hồng Hân giằng co. Theo thời gian đưa đẩy, Hồng Hân khí lực dần dần suy kiệt, gặp phải hai người phản công. Lúc này, Hồng Hân cả người là tổn thương, nhưng nàng trong tròng mắt, không có sợ hãi chút nào ý lùi bước. Tất cả hỗn độn thiên ma, đều là không sợ chết tồn tại, là trời xanh thích giết chóc chiến sĩ, không có đầu hàng cùng khuất phục đạo lý, chỉ không hề ngừng chiến đấu cùng giết hại, cho đến sinh mạng một khắc cuối cùng. Hồng Hân tiến vào ma hóa trạng thái, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng vì Diệp Thần, còn đang chiến đấu. Chỉ gặp Diệp Thần trên mình, ngàn vạn nặng Phật quang hà thải tách thả ra, đỉnh đầu 7 màu đài sen lững lờ, kinh khủng Phật pháp uy nghiêm tràn ngập ra, làm người ta chấn động màng bái, thậm chí muốn tại chỗ liền cho hắn quỳ xuống, quy theo Phật môn. Đây là, diệu pháp hoa sen khí tượng. Làm sao có thể, thằng nhóc này, rốt cuộc là ai, hắn làm sao có thể luyện thành diệu pháp hoa sen? A-tu-la vương thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Diệu pháp hoa sen, là Phật Tổ chân kinh tầng thứ 7, vậy mà nói, ở thế giới hiện thật, là không thể nào luyện thành. Vạn cổ tới nay, cũng chỉ có vô tâm tổ sư và pháp hoa tôn giả, có thể luyện thành. Lúc này, Diệp Thần trên mình hiển hóa ra diệu pháp hoa sen khí tượng, tự nhiên làm cho không người nào so khiếp sợ. Cái này không thể nào, ngươi trên mình. Yêu giả cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ gặp Diệp Thần cả người Phật quang tách thả ra, giống như là sáng chói nhất mặt trời, lại đem cái này mảnh đất để vực sâu hắc ám, cũng xua tan rất nhiều, các loại ác linh tan đi, ma vật kinh hoàng, tựa như đều ở đây sợ hãi Diệp Thần Phật pháp uy nghiêm. Hào hùng Phật pháp khí tượng, thậm chí truyền đến xa xa, truyền tới Lý Tuyệt Vân chỗ ở doanh trại bên trong. Trong doanh địa mặt, Lý Tuyệt Vân, Thanh Mộc Vương, còn có rất nhiều Di La cung các trưởng lão. Cảm thụ cái này cổ bá đạo Phật môn uy nghiêm, tất cả mọi người đều chấn động. Là cao nhân phương nào, lại có thể toát ra diệu pháp hoa sen khí tượng.
Lý Tuyệt Vân lấy làm kinh hãi, vội vàng cong ngón tay suy tính, muốn bắt sau lưng thiên cơ, cũng phóng thích thần thức, đột phá trùng trùng sát khí cùng hư không, muốn dò xét Phật khí nguồn. Luân hồi chi chủ thiên phú, quả nhiên là lợi hại, lại có thể chứng đạo diệu pháp hoa sen. Không hổ là bị tiểu thảo thần đại nhân nhìn chúng người. Thanh Mộc Vương trong lòng lẩm bẩm, kinh hãi đặc biệt. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này cổ diệu pháp hoa sen hơi thở, chính là tới từ Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, hắn cảm thấy tự thân trạng thái, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua, toàn thân hạt bụi nhỏ không dính, vô cùng Phật quang thêm thân, đan điền bên trong truyền ra từng cơn dâng trào như nước thủy triều kim quang năng lượng, tựa như có thể phá diệt thế gian hết thảy ma đạo. Chủ nhân thật lợi hại. Bên kia Hồng Hân, thấy Diệp Thần như vậy uy mãnh hình dáng, trong tròng mắt cũng là lộ ra to lớn vẻ vui mừng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả gặp Diệp Thần Phật Pháp đột phá, cả người xương cũng run rẩy, liền liền khen ngợi nói. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi quả nhiên dị bẩm thiên phú, lại có thể thật bị ngươi luyện thành diệu Pháp Hoa Sen, vậy ngươi Phật Pháp vô địch, cái này diệu Pháp Hoa Sen vừa ra, ngươi thực lực sợ rằng lại cường đại mấy phần, ngươi thật hẳn xuất ra là Phật. Pháp Hoa Tôn giả vô cùng kích động, bởi vì hắn vậy từng chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen, biết rõ tầng này Phật Pháp lợi hại. Diệp Thần trong mắt yên lặng, mang cổ Phật vậy rừng rưng cùng trầm ổn, mục quang nhìn phía trước A-tu-la vương và yêu giả. Ở chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen bên ngoài, Diệp Thần cảm thấy mình tầm mắt, cũng là đổi được rộng rãi. Nếu như là mới vừa, hắn đối mặt cái này hai người, muốn nháy mắt giết nói, sợ rằng phải vận dụng luân hồi lá bài tẩy. Nhưng giờ khắc này, hắn luyện thành diệu Pháp Hoa Sen, lại đi xem A-tu-la vương và yêu giả, liền giống như là nhìn xuống con kiến hôi, không đáng giá để ra. Diệu Pháp Hoa Sen, cho ta trấn áp. Diệp Thần cũng không nói nhảm, ngón tay cầm hoa làm quyết, Phật quang phóng lên cao, hắn trên đỉnh đầu bảy màu đài sen, kim mang tách thả ra, lại là từ hư ảo khí tượng, dần dần biến thành chân thực tồn tại, như chí tôn Phật môn Pháp bảo, tách thả ra ngàn xích thủy ải, vạn trọng bảo quang, ngàn vạn điều cầu vồng, vô cùng là lộng lẫy nguy nga. Hô! Rồi sau đó, Diệp Thần bàn tay vung lên, tòa kia bảy màu đài sen, chính là mang hào hùng Phật môn uy áp, hung hăng hướng A-tu-la vương và yêu dạ đánh giết đi. A-tu-la vương và yêu dạ, nhìn vậy bảy màu liên tòa đánh tới, con người kịch liệt co rúc lại. Bọn họ đều là cao cấp chính xác tiên đế, nhưng đối mặt chỗ tòa này bảy màu đài sen, nhưng giống như con kiến hôi nhỏ bé. Oanh! Bảy màu liên tọa lạc hạ, ngay tức thì ở trên hai người nổ tung lên, từng luồng tinh khiết màu đỏ Phật môn lửa cháy mạnh, đi đôi với nổ gào thét ra, trực tiếp đem chung quanh san thành bình địa, trong không khí nhiệt độ tăng vọt. Những cái kia màu đỏ lửa cháy mạnh, là Phật môn trong truyền thuyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ có ở chứng đạo diệu Pháp Hoa Sen sau đó, đem tầng này Phật Pháp tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mới có thể bộc phát ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy thế. Trời ơi, người thằng nhóc này! Thật là yêu nghiệt à, lại còn có thể bộc phát ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Pháp Hoa Tôn giả lại một lần nữa kinh hãi, coi như là hắn, vậy không có thể tu luyện ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhưng, Diệp Thần lại có thể nắm trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa, điều này đại biểu hắn Phật Pháp Tu Vi, đã vượt qua Pháp Hoa Tôn giả, thật sự là vô cùng khủng bố. Ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa nổ thiêu hủy dưới sự xung kích, A-tu-la vương và yêu dạ thân thể, liên quan linh hồn, trong nháy mắt bị đốt thành cướp xám. Bọn họ muốn né tránh, nhưng khí cơ bị Diệp Thần phong tỏa, nơi nào có thể trốn tránh. Còn như phản kháng, vậy càng là không thể nào. Ở Diệp Thần Phật Pháp dưới áp chế, bọn họ cho dù là chính xác tiên đế, vậy như con kiến hôi côn trùng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hai vị giới vương, ngay chớp mắt liền bị Diệp Thần trong nháy mắt giết, hóa thành cướp xám. Chủ nhân, Hồng Hân hoàn toàn rung động. Trong mắt lộ ra liền nồng nặc sùng bái ngưỡng mộ. Mới vừa đang nổ ngay tức thì, nàng liền nhanh chóng chạy khỏi đi ra ngoài, cũng không có bị vạ lây, lúc này mắt thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa cơn giận đốt trời, còn có A-tu-la vương và yêu giả kết quả bi thảm, nàng nội tâm chỉ có khiếp sợ. Diệp Thần sức chiến đấu, thật là quá hung mãnh chút, liền chính xác tiên đế đều có thể trong nháy mắt giết. Phải biết, A-tu-la vương và yêu giả, cũng không phải là thông thường chính xác tiên đế. Bọn họ là luân hồi lục giới ở giữa giới vương, bản thân liền có đặc thù khí vận, toàn thể thực lực thật ra thì so với vậy tiên đế còn lợi hại hơn một chút. Nhưng,
Dù vậy, bọn họ vẫn bị Diệp Thần giết trong nháy mắt. Hai người thân hồn toàn diệt, bày ra thiên tội trận pháp, cũng là hoàn toàn bị phá hủy, thiên tội ma trụ và thiên tội yêu châu, tán rơi xuống đất. Thiên tội ma trụ, thiên tội yêu châu, cho ta hiến tế. Đà đế cổ thần bệ hạ, xin hàng hạ người uy nghiêm. Bỗng nhiên, trong hư không mặt, truyền ra một đạo lanh lảnh tiếng gầm gừ. Đó là A-tu-la vương thanh âm. Hắn thân hồn toàn diệt, nhưng còn sót lại cuối cùng một chút ý chí, lại có thể trực tiếp câu thông không không lúc nào không, đem thiên tội ma trụ và thiên tội yêu châu, toàn bộ hiến tế hết, lấy này làm chất dẫn, triệu hoán đà đế cổ thần uy nghiêm hạ xuống. Đang phát ra tiếng này gầm thét sau đó, A-tu-la vương ý chí, liền hoàn toàn biến mất đi. Thiên tội ma trụ cùng thiên tội yêu châu, lại bị hắn hiến tế rớt, kinh khủng sát khí năng lượng hội tụ vào một chỗ, cùng không không lúc nào không đồng tình. Ngay sau đó, chung quanh hư không, kịch liệt chấn động đứng lên, có vô số đen nhánh quỷ bí, không thể danh trạng đồ nổi lên. Ở vô số quỷ bí cùng tà ác vờn quanh hạ, một tấm kinh khủng người chết mặt, xuất hiện ở Diệp Thần và Hồng Hân trước mặt. Gương mặt người chết kia, vô cùng trắng bệch, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, chính là đà đế cổ thần bóng dáng. A-tu-la vương triệu hoán thành công, đà đế cổ thần lại có thể giáng xuống một chút uy nghiêm. Cái này một chút ý chí thần uy, là thiên đế chủ thần uy nghiêm, tuy chỉ có một chút, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là vô cùng khủng bố, thậm chí có thể nguy hiểm sinh mạng. Vù vù. Đà đế cổ thần nâng lên tay, bàn tay kia, quỷ bí vần quanh, tà ác hội tụ, bất thường vặn vẹo, trắng bệch không máu, phía trên có các loại cổ quái ma đạo khí tượng quấn quanh, nhưng lại có viễn cổ thần linh thần thánh uy nghiêm, chèn ép người tâm thần, như có thể táng diệt tiên đế. Cái này một bàn tay, phá toái hư không, liền trực tiếp hướng Diệp Thần chộp tới, phải đem hắn một chưởng bóp vỡ. Diệp Thần con người co rúc lại, đà đế cổ thần được gọi là chí cao ý chí, bàn về tu vi thực lực, ở không không lúc nào không bên trong, có thể nói thứ nhất. Có người nói, nguyên thiên đế thực lực, có thể cùng đà đế cổ thần so sánh, thậm chí thắng được. Nhưng, vậy dẫu sao là truyền thuyết mà thôi. Nguyên thiên đế cũng không có thành lập qua bất kỳ nghiệp bá cùng kỷ nguyên. Nhưng mà, đà đế cổ thần, nhưng là có cực kỳ huy hoàng chiến tích. Hắn thân cái xưa nhất cổ thần huyết mạch, tự tay chung kết chín thần thời đại, mở ra ra một cái toàn kỷ nguyên mới. Hắn là tột cùng nhất thiên đế chủ thần, hắn một chút ý chí thần uy, đối Diệp Thần mà nói, là long trời lở đất vậy tồn tại. Đà đế cổ thần bàn tay còn không giết tới, nhưng bàn tay kia trên tản ra quỷ bí hơi thở. Đã ăn mòn Diệp Thần Phật quang khí tượng. Diệp Thần trên mình Phật quang, hoàn toàn bị nghiền diệt, trên da toát ra quỷ dị ban văn, như thi ban vậy. Đà đế cổ thần khí tức tà ác, không ngờ kinh bắt đầu xâm lược hắn thân thể. Nếu là thật bị đà đế cổ thần, một trường bắt, vậy Diệp Thần chỉ có một con đường chết. Long đằng mệnh tinh, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bùng nổ luân hồi huyết mạch thần uy, toát ra long đằng mệnh tinh. Thoáng chốc tới giữa, long đằng mệnh tinh từ từ dâng lên, trên ngôi sao cái con thần long vần quanh, long ngâm kinh thiên, luân hồi khí nổ tung. Long đằng mệnh tinh vừa ra, cuồng bạo luân hồi uy áp, chính là cuộn sạch bốn phía, đem các loại quỷ bí hơi thở, toàn bộ xua tan. Đà đế cổ thần bàn tay giết tới, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hung hăng một quyền đánh ra. Luân hồi long quyền. Kinh thiên long ngâm gầm thét, long đằng mệnh tinh năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên nắm tay. Diệp Thần cái này kinh thiên một quyền, thậm chí so với mới vừa diệu pháp hoa sen uy thế, còn muốn hung mãnh bá đạo rất nhiều. Bởi vì, một quyền này, hàm chứa luân hồi cực hạn lực lượng, uy mãnh vô cùng. Diệp Thần quả đấm, cùng đà đế cổ thần bàn tay, như số mệnh tỷ thí vậy tiếp xúc đụng vào nhau. Ở tiếp xúc ngay tức thì, Diệp Thần cảm thấy một cổ băng lạnh buốt xúc cảm. Đà đế cổ thần bàn tay, không có một chút khí huyết năng lượng ba động, chính là một cái người chết tay, phía trên tràn đầy các loại quỷ dị bóng tối tà sát. Kinh khủng hắc ám tà sát, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, ẩn chứa trong đó hào hùng thiên đế chủ thần uy nghiêm, khí tức giết hại mười phần hung hãn. Nếu như chỉ là đơn thuần hắc ám tà sát, Diệp Thần dựa vào hoa sen Phật tâm, đủ để chống lại. Nhưng đà đế cổ thần sát khí bên trong, mang theo thiên đế ý chí giết hại, một xông vào Diệp Thần thân thể, liền là khắp nơi nổ. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu,
gương mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, đều bị đà đế cổ thần lực lượng làm vỡ nát. Mà đà đế cổ thần bàn tay, ở sử dụng nhất kích sau đó, hơi thở chính là nhanh chóng nhạt đi xuống, cuối cùng nguyên bàn tay, liên quan hắn người chết mặt, cũng hoàn toàn biến mất. Đà đế cổ thần dẫu sao là đứng ở đỉnh cấp thiên đế chủ thần, hắn coi như được triệu hoán, nhưng ý chí có thể ở lại bên trong thế giới hiện thật thời gian, vậy là đặc biệt có hạn. Ho! Thấy đà đế cổ thần khí tượng tiêu tán, Diệp Thần tâm thần thoáng buông lỏng, ho khan kịch liệt một tí, lại phun ra một hơi máu bầm. Chủ nhân, không có sao chứ? Hồng Hân lật đật đi tới, đỡ ở Diệp Thần. Không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, từng cơn phát đau. Đà đế cổ thần ý chí giết hại, chân thực quá mức khủng bố, trực tiếp để cho Diệp Thần trọng thương. Bất quá, vậy thật may hắn tu vi cùng thể chất cường hãn, nếu như đổi thành người bình thường nói, sợ rằng đã chết. Chỉ bất quá, Diệp Thần bại lộ luân hồi hơi thở, khẳng định sẽ kinh động Lý Tuyệt Vân. Ta trước hết đi, nếu không Lý Tuyệt Vân đuổi giết tới đây, phiền toái không nhỏ. Ta muốn cướp ở hắn trước mặt, cướp lấy phù sinh tuyệt mệnh. Diệp Thần trong lòng đã có quyết đoán, doanh trại là không thể trở về, hắn chuẩn bị trước tìm một chỗ, chữa thương nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức đi cướp đoạt phù sinh tuyệt mệnh. Chủ nhân, ta đi theo bên người ngươi, chiếu cố ngươi. Hồng Hân sóng mắt lưu chuyển, hỗn độn thiên ma bản tính, chính là cực đoan sùng bái cường giả, Diệp Thần mới vừa lộ ra sức chiến đấu, thật là quá mức hung mãnh, thật sâu thuyết phục Hồng Hân. Nàng bây giờ muốn đi theo Diệp Thần bên người, thể chết theo. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn hôm nay bị đà đế cổ thần gây thương tích, có người chiếu cố, dĩ nhiên là chuyện tốt. Hồng Hân kéo Diệp Thần tay, liền muốn cùng hắn rời đi, nhưng bỗng nhiên lúc này, nàng rên lên một tiếng, lộ ra vùng vẫy đau khổ thần sắc, cả người ma khí ở bốc hơi, trên da hắc ám phủ văn, mơ hồ nhạt đi xuống. Thế nào? Diệp Thần hỏi. Không được, chủ nhân. Ta sắp thanh tỉnh. Hồng Hân khẽ cắn răng, nguyên lai là nàng sắp kết thúc ma hóa trạng thái, khôi phục bình thường. Diệp Thần sửng sốt một tí, đến lúc này, hắn tình nguyện Hồng Hân là một mực giữ ma hóa trạng thái, bởi vì sẽ đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Ngươi hôm nay bị thương, chờ ta thanh tỉnh, ta có thể sẽ tổn thương ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hồng Hân đẩy ra Diệp Thần, một cái tay che đầu, hơi có chút thống khổ nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Cũng biết Hồng Hân nếu là thanh tỉnh, rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Lấy hắn hôm nay trạng thái, cũng không pháp áp chế Hồng Hân. Vậy ta đi trước, người thật tốt bảo trọng. Diệp Thần lập tức xoay người rời đi, bởi vì hắn cảm giác được, mình luân hồi hơi thở bại lộ, đã kích động thiên cơ, bị Lý Tuyệt Vân phát hiện. Lý Tuyệt Vân lập tức phải từng giết tới, hắn phải mau rời khỏi. Ừ, chủ nhân, ta sẽ không quên ngươi, ngươi là ta chủ nhân. Ta chỉ nhận ngươi. Hồng Hân giọng nói kiên quyết, lại cắn bể đầu ngón tay, ở lòng bàn tay trên viết xuống Diệp Thần tên chữ, là một cái thần chữ. Diệp Thần rất nhanh rời đi, mà ở Diệp Thần rời đi sau đó, Hồng Hân cũng là khôi phục thanh tỉnh, cả người ma khí tản đi, khôi phục thánh khiết huy hoàng hình dáng, sau lưng một đôi trắng tinh vũ rực, như thiên thần vậy hơi rung động. Ta tỉnh. Hồng Hân ngơ ngác nhìn bốn phía, mới vừa kịch liệt chiến đấu. Đã đem chung quanh san thành bình địa, một mảnh hỗn độn. Trong hư không, tựa hồ còn lưu lại một chút luân hồi cùng cổ thần hơi thở chập chờn, làm người sợ hãi. Nàng cúi đầu vừa thấy, thấy mình lòng bàn tay trên viết thần chữ, trong thoáng chốc thiên cơ hiểu ra, biết tất cả. Đáng chết, cái này trần dạ, lúc đầu chính là Diệp Thần. Hắn, lại có thể thừa dịp ta nhập ma, thật cầm ta làm nô tỳ. Ta còn kêu chủ nhân hắn. Hồng Hân gò má mắc cỡ đỏ bừng, vừa tức giận, hận không phải đi ra ngoài đuổi giết Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần rời đi sau đó, hơi thở thì hoàn toàn ẩn nặc, nàng vậy bắt không tới. Thật ra thì nàng sớm có dự liệu, Trần Dạ thân phận không đơn giản. Cho đến lúc này, nàng xác định Trần Dạ chính là Diệp Thần, thậm chí thành mình chủ nhân, không khỏi được tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì thiên nữ quan hệ. Lý Tuyệt Vân cực đoan coi là kẻ thù Diệp Thần, nàng cùng Diệp Thần nhân quả dây dưa như vậy sâu, Lý Tuyệt Vân khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Ta cũng được mau rời đi. Hồng Hân cắn chặt môi đỏ mọng, lúc này nàng thành Diệp Thần nô tỳ,
cũng không dám trở về nữa doanh trại, xoay người rời đi. Bên kia, doanh trại bên trong. Diệp Thần mới vừa cùng đà đế cổ thần ý chí tranh đấu, vậy cổ kinh khủng va chạm hơi thở, cũng là truyền tới nơi này. Lý Tuyệt Vân thần sắc cuồng biến, cong ngón tay tính toán, lập tức dòm ngó gặp tất cả, nhất thời tức giận. Thanh Mộc Vương, lúc đầu ngươi đệ tử, chính là luân hồi chi chủ. Các ngươi Thiên Thảo Sơn Trang, thật là to gan, lại dám tính toán bản thánh tử. Lý Tuyệt Vân tức giận không thôi, hắn từ liêu thân trong lòng chủ quang huyết mạch, có thể bắt thế gian hết thảy thiên cơ nhân quả, không người có thể tính kế hắn. Nhưng lần này, hắn lại bị Diệp Thần bày một đạo. Chính xác mà nói, chàng này tính toán, sau lưng người bày bố, thật ra thì không phải Diệp Thần, mà là Thảo Thần Thiên Tôn. Thảo Thần Thiên Tôn lấy cao nhất thần thông, chế sinh ra Thanh Mộc Vương, lại che giấu Diệp Thần luân hồi hơi thở. Thần linh lực lượng, Lý Tuyệt Vân hoàn toàn không phát hiện. Thẳng đến lúc này Diệp Thần bại lộ, hắn mới phát giác. Hắn thu nhận ba cái hộ đạo giả bên trong, Atula Vương và Yêu Dạ, đều bị Diệp Thần trong nháy mắt giết. Có thể tưởng tượng được, hôm nay Diệp Thần, thực lực có lợi hại dường nào. Thanh Mộc Vương nhìn Lý Tuyệt Vân tức giận hình dáng, nhỏ nhỏ cười một cái, nhưng nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy bại lộ, chỉ sợ không phải chuyện tốt, sắc mặt lại là đông lại một cái. Bởi vì, Diệp Thần còn không bắt được phù sinh tuyệt mệnh, nhanh như vậy bại lộ, Lý Tuyệt Vân khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tuyệt Vân, ta Thiên Thảo Sơn Trang, chính là muốn cùng các ngươi Di La Cung là địch. Ngươi vừa có thể như thế nào? Trước kia chúng ta Thiên Thảo Sơn Trang, một mực khiêm tốn, chỉ là không muốn cùng ngoại giới tranh đấu thôi. Nhưng hôm nay, Tiểu Thảo Thần Đại Nhân cùng Luân Hồi Chi Chủ, thành bạn tốt, chúng ta Thiên Thảo Sơn Trang, vậy sẽ thể tương trợ Luân Hồi. Từ nay về sau, ta Thiên Thảo Sơn Trang Trang Chủ, liền không còn là ta, mà là Luân Hồi Chi Chủ. Thanh Mộc Vương thần sắc lạnh lùng nhìn Lý Tuyệt Vân, tuy đã bại lộ, nhưng không chút kinh hoàng. Hắn trong mắt mang một chút quyết đoán ý, bóp một cái pháp quyết, lại là trái thân thể, rồi sau đó thấp giọng ngâm sướng. Tiểu Thảo Thần Đại Nhân, nguyện ngươi che chở luân hồi. Hắn trái thân thể mình, lại là Diệp Thần cầu nguyện. Hắn biết, Lý Tuyệt Vân khẳng định sẽ không bỏ qua mình, cho nên dứt khoát thiêu hủy thân thể, là Diệp Thần hết sức sau cùng trợ lực. Ngay trước mắt, Thanh Mộc Vương liền đốt thành một chồng cướp xám. Mà ở xa xa Diệp Thần. Trong sâu thẳm, thì lấy được một chút cỏ cây thần quang chúc phúc, tạng phủ nội thương chuyển tốt rất nhiều, tinh thần đại chấn. Là Thanh Mộc Vương là ta cầu nguyện chúc phúc, thậm chí hắn phải đem Thiên Thảo Sơn Trang Trang chủ quyền bính, truyền thừa cho ta. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc đầu một cái. Thanh Mộc Vương làm như vậy, hơn phân nửa là Thảo Thần Thiên Tôn ý. Thảo Thần Thiên Tôn đã đem Diệp Thần coi thành đồng minh, dĩ nhiên là khắp nơi bảo vệ. Chỉ bất quá. Muốn tiếp trưởng Thiên Thảo Sơn Trang quyền bính mà nói, ít nhất cũng phải còn sống đi ra ngoài hãy nói. Hôm nay Diệp Thần, trạng thái rất không ổn, có thể không địch lại Lý Tuyệt Vân. Diệp Thần phong tỏa phù sinh tuyệt mệnh phương hướng, che giấu hơi thở, nhanh chóng bay vút đi. Cái này mảnh đất để vực sâu, khắp nơi đều là hắc ám ý định giết người, Diệp Thần điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia. Mượn Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ. Diệp Thần trên đường tuy đụng phải không thiếu ma vật, nhưng thật may không có phát sinh bất ngờ, hữu kinh vô hiểm đi tới phủ sinh tuyệt mệnh sở tại. Một tòa cổ xưa lại huyền trầm cung điện, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Tòa cung điện kia, hoàn toàn là dùng đá lớn kiên nham chế tạo mà thành, trầm hậu lạnh lùng vô cùng, vách tường cung điện cùng cột bên trên, tùy ý có thể gặp từng đạo nham phù văn. Chỉ bất quá, những cái kia nham hệ phù văn, nhưng là hiện đầy loang lổ cùng dơ bẩn dấu vết. Không có chút nào điềm lành khí tượng, chỉ có hắc ám cùng ma khí. Nơi này lại có một tòa cung điện. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này phiến thế giới lòng đất bên trong, lại có thể tồn tại một tòa địa cung. Hơn nữa cung điện này cho hắn cảm giác, cực kỳ ngưng trọng và phức tạp. Càng để cho Diệp Thần kinh ngạc, là địa cung trên nóc nhà, đang có một người, cô độc mà ngồi. Chính xác điểm tới nói, đó không phải là người. Mà là loại nào đó mạnh lớn kinh khủng à thần, thân thể là vặn vẹo, hình như là dùng thối giữa thi thể tùy tiện hợp lại cùng tiến tới, đầu giống như là dùng bùn nát hỗn hợp mà thành, da giống như là đèn cầy chảy nến, mỗi một cái tóc, mỗi một sợi lông tơ phía trên, cũng quấn vòng quanh cực đoan khủng bố quỷ bí sát khí. Cái này quỷ bí mà cô độc ma thần,
liền yên tĩnh ngồi ở cung điện trên nóc nhà. Hắn hình dáng là cổ quái như vậy dữ tợn, thậm chí so với xấu xí nhất hỗn độn thiên ma, còn muốn xấu xí một ít. Hắn hai tay, đang ôm trước một cái hình dáng cổ quái binh khí. Thanh binh khí này, một đầu là kiếm, một đầu khác là súng, mũi nhọn đều là vô cùng ác liệt, đó chính là Diệp Thần mong muốn phủ sinh tuyệt mệnh. Cái này ma thần hơi thở, cũng cho Diệp Thần một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn hơi đẩy một cái diễn, nhất thời liền phát hiện cực đoan kinh khủng chân tướng. Cái này ma thần, lại chính là Nham Thần Thiên Tôn. Chính xác mà nói, là Nham Thần Thiên Tôn còn sót lại ý chí, tạo hóa ra một cái ảo tưởng thân. Cái này cái ảo tưởng thân, cũng không phải là Nham Thần Thiên Tôn bản thể, mà là đại biểu một loại ảo tưởng. Nham Thần Thiên Tôn tột cùng nhất thời điểm, vượt quá nắm trong tay mặt đất cùng nham đất lực lượng, còn nắm trong tay hắc ám cùng chết huy năng. Phải biết, cái này thế gian tối tăm nhất, cũng không phải là bầu trời đêm, mà là mặt đất. Mặt đất chỗ sâu, hàm chứa đậm đà hắc ám, dơ bẩn, bẩn thỉu, mục nát. Liền liền Nham Thần Thiên Tôn, cũng không cách nào an ổn nắm trong tay những thứ này cực hạn hắc ám lực lượng. Cho nên, hắn sắp tối ám bóc ra, sáng tạo ra tử thần. Nếu như không cắt bỏ tối, tự thân nhất định bị cắn trả, dính không rõ, biến thành một con quái vật. Diệp Thần bây giờ thấy được ma thần quái vật, trên thực tế chính là ma hóa dưới trạng thái Nham Thần Thiên Tôn. Bất quá, trong quá khứ trong năm tháng, Nham Thần Thiên Tôn kịp thời dứt bỏ, sắp chết thần quyền chui chóc suốt thân thể, thần trí từ đầu đến cuối giữ thanh tỉnh, cũng không có dính không rõ. Cho nên, hôm nay cô ngồi một mình ở trên nóc nhà mặt, nhưng thật ra là Nham Thần Thiên Tôn ma hóa ảo tưởng thân. Cái này đạo ảo tưởng thân, chỉ là Nham Thần Thiên Tôn một chút còn sót lại ý chí biến thành, thực lực mặc dù xa xa kém hơn Nham Thần Thiên Tôn bản thể, nhưng tản ra hắc ám quỷ bí hơi thở, vậy đủ để cho người kinh sợ. Không nghĩ tới phù sinh tuyệt mệnh, lại có thể bị đầu này ma hóa Nham Thần chấp trường. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem hôm nay tình huống này, muốn cướp lấy phù sinh tuyệt mệnh mà nói, trước hết đánh chết cái này ma hóa Nham Thần. Vậy ma hóa Nham Thần tản ra hơi thở, cực kỳ xâm nghiêm khủng bố, nếu như Diệp Thần là toàn bộ thịnh trạng thái, có lẽ có thể đối kháng. Nhưng hôm nay, hắn bị đà đế cổ thần gây thương tích, ngũ tạng lục phủ còn ở biến dạng đau đớn, nếu như cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng đòi không là cái gì chỗ tốt. Huống chi, Lý Tuyệt Vân vậy mau tới sát, nếu là Diệp Thần vất vả tác chiến, cuối cùng bị hắn lượm tiện nghi, vậy cũng thật to không ổn. Trước hay là chữa thương nói sau. Diệp Thần tính hạ tâm lai, vận chuyển giới tử Phật Pháp, đem thân thể hóa thành một viên giới tử bụi nhỏ, hoàn toàn ẩn núp dậy mình, rồi sau đó luyện hóa chút đan dược và nguyên ngọc, phối hợp bát quái thiên đan thuật, chậm rãi trị liệu tạng phủ nội thương. Không thể không nói, đà đế cổ thần không hổ là đỉnh cấp thiên đế chủ thần, coi như chỉ là một chút ý chí thần uy, cũng có thể cho Diệp Thần mang đến tổn thương thật lớn. Mà ở Diệp Thần chậm rãi chữa thương, chờ đợi thời cơ thời điểm, Lý Tuyệt Vân bên này, cũng là suy tính biết phần lớn nhân quả. Ha ha, Diệp Thần thằng nhóc này, được đen ngục tinh tiện nghi lớn như vậy, lại còn không đi, còn dám lưu lại, muốn cùng ta cướp đoạt phủ sinh tuyệt mệnh. Thằng nhóc này thật đúng là không sợ chết à, hắn đã bị đà đế cổ thần gây thương tích, ta cũng không tin, hắn còn có bản lãnh cùng bản thánh tử là địch. Lý Tuyệt Vân thần sắc lạnh lùng, mặt đầy ý định giết người, trụ quang huyết mạch khí tượng lững lờ, từng cái thời gian pháp tắc như thần liên, như kim triệt, ánh sáng không ngừng toát ra. Thánh tử đại nhân, luân hồi khí vận, không phải chuyện đùa, hôm nay hắn vừa đã bị thương, không bằng mời cung chủ đại nhân xuất quan, tự mình hạ xuống, xem có thể hay không giết hắn. Mười mấy Di La cung trưởng lão, xuôi tay đứng ở Lý Tuyệt Vân sau lưng, một cái trong đó trưởng lão, thần thái cung kính, thấp giọng đề nghị. Cái này trưởng lão, lại là muốn mời Di La cung cung chủ mang Thiên La, tự mình xuất quan tiêu diệt Diệp Thần. Không cần, không cần làm phiền cung chủ đại giá. Diệp Thần vậy tiểu tử, đã bị đà đế cổ thần gây thương tích, ta có rất lớn chắc chắn đem hắn giết chết. Lý Tuyệt Vân trong tròng mắt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, nếu như là lúc bình thường, hắn tự nhiên không dám nói có thể giết chết Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Diệp Thần bị thương trong người, hắn chiếm hết ưu thế, bây giờ không có mời cung chủ xuất quan đạo lý. Cùng ta lên đường. Lập tức, Lý Tuyệt Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp mang thủ hạ trưởng lão, lên đường đi trước phủ sinh tuyệt mệnh sở tại.
một đường chém chết ma vật, phá sát khí, làm Lý Tuyệt Vân đoàn người, đi tới phủ sinh tuyệt mệnh sở tại địa thời điểm, đã qua 2 tiếng. Chiếu vào đám người mi mắt, là một tòa cổ xưa thần bí cung điện. Cung điện trên nóc nhà, một đạo lẻ loi quỷ bí bóng người, đang cô ngồi một mình trước, nhánh cây vậy vặn vẹo bất thường, bùn nát vậy mục nát bàn tay, đang ma thức trước một cái kỳ môn binh khí. Đó là ma hóa nham thần, đang vuốt ve phủ sinh tuyệt mệnh. Đầu này ma hóa nham thần, trên mình quỷ bí hơi thở, là như vậy nồng nặc, nếu là thả vào ngoại giới đi, sợ rằng đủ để ăn mòn tinh không. Nhưng, trong tay hắn phủ sinh tuyệt mệnh, vẫn là mũi nhọn lóe lên, không có chút nào bị ô nhiễm hình dáng, từ đầu đến cuối sáng bóng trong suốt. Có thể tưởng tượng được, cái này phủ sinh tuyệt mệnh binh khí phẩm chất, có ưu tú bao nhiêu, liền như vậy nồng nặc quỷ bí sát khí, cũng không cách nào ăn mòn. Lúc này Diệp Thần, đang cung điện trong một góc khác, yên tĩnh chữa thương. Lý Tuyệt Vân, rốt cuộc đã tới. Thấy Lý Tuyệt Vân đoàn người chạy tới, Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn ngược lại muốn xem, Lý Tuyệt Vân phải thế nào đối phó cái này ma hóa nham thần. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cứ như vậy, hắn liền có thể thu lấy mưu lợi bất chính. Đó là quái vật gì? Quỷ bí như vậy, tà ác như thế. Lý Tuyệt Vân bên người, có một cái Di La Cung trưởng lão, thấy ma hóa nham thần kinh khủng kia bóng người, tại chỗ liền hù được tinh thần tan vỡ, nổi điên hét dầm lên. Ở không không lúc nào không bên trong, cường hãn ma thần quái vật, cũng mang theo nồng nặc quỷ bí sát khí, có thể ảnh hưởng người tinh thần. Nếu như đạo tâm không yên nói, ngay tức thì sẽ bị hù điên. Lý Tuyệt Vân nghe trưởng lão kia như vậy điên cuồng thét chói tai, không khỏi được nhướng mày một cái, cong ngón tay bắn ra một chuôi thời gian kiếm. Thời gian kiếm đâm vào trưởng lão kia trong cơ thể, trưởng lão kia một tiếng kêu đau, nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng giải yếu mục nát đi xuống, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, lại cũng không có tiếng vang. Chung quanh các trưởng lão khác các cường giả, thấy Lý Tuyệt Vân bén nhọn như vậy thủ đoạn, đều là kinh hoàng. Muốn lui về phía sau tránh, nhưng lại không dám lộn xộn, e sợ cho xúc phạm, chọc giận thánh tử. Hừ, Lý Tuyệt Vân đang giết chết trưởng lão kia sau đó, lại có chút không nhịn được hừ một tiếng. Có trụ quang huyết mạch hắn, tùy thời có thể tùy chỗ thi triển thời gian cấm thuật, làm thiên địa hoang không, vạn vật suy hủ, sinh linh hóa cốt. Chỉ bất quá, cho dù là hắn trụ quang huyết mạch, cũng là tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần Luân hồi huyết mạch so sánh. Phẩm chất chênh lệch quá lớn. Diệp Thần vậy tiểu tử, khẳng định cũng ở nơi đây. Lý Tuyệt Vân ánh mắt uy nghiêm, ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể mơ hồ bắt được Diệp Thần Luân hồi hơi thở, nhưng không cách nào tinh chuẩn phong tỏa vị trí. Hắn chỉ có thể xác định, Diệp Thần liền ở chung quanh che giấu, hơn nữa còn là ở chữa thương. Diệp Thần, người khi nào thì thành con rùa đen rút đầu. Mau cho bản thánh tử cút ra đây. Lý Tuyệt Vân quát to một tiếng. Bàn tay cách không chấn động một cái, trắng xóa thời gian pháp tắc năng lượng, nhất thời bạo dũng ra, tách thả ra sáng chói thần mang, cuốn sạch toàn trường. Rắc rắc sát. Nhất thời, cung điện các nơi, liền xuất hiện sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Đầu kia ma hóa nham thần, như cũ cổ độc ôm trước phù sinh tuyệt mệnh, lẻ loi ngồi ở trên nóc nhà, đối quanh mình phát sinh thay đổi, lại là chẳng ngó ngàng gì tới, bịt tai không nghe. Hắn từ ra đời bắt đầu. Tựa như liền bị ký thác vĩnh hằng cô độc. Diệp Thần xúc thân thành giới tử, ẩn núp trong bóng tối, tùy ý Lý Tuyệt Vân kích thích, vậy sẽ không dễ dàng đi ra, tiếp tục điều tức chữa thương. Lý Tuyệt Vân gặp Diệp Thần không chịu hiện thân, mơ hồ đoán được hắn tâm tư, cười lạnh nói. Ha ha, người giới tử Phật Pháp Tu Vi, đích xác là cao thâm, ta cũng không nhìn ra ngươi tránh giấu ở nơi nào. Ngươi muốn lén lén lút lút trốn, chờ ta và đầu kia ma thần. Đánh được ngươi chết ta sống, ngươi mới đi ra ngồi thu mưu lợi bất chính. Bất quá, vô dụng, bản thánh tử trụ quang thần thông, có thể ung dung giết chết đầu kia ma thần, ngươi cho giỏi tốt nhìn. Lý Tuyệt Vân ánh mắt, nhìn về phía ma hóa nham thần trong tay phủ sinh tuyệt mệnh, trong mắt lướt qua một chút nóng rực. Chỉ cần lấy được thanh binh khí này, hắn tin tưởng, Diệp Thần khẳng định sẽ không nhịn được, hiện thân đi ra.